Tai của hai mẹ. Hello, xin chào tất cả các chị nha. Mọi người ơi, hôm nay vào săn quần công sở với em nhá. Hôm nay 100% nó là hàng Hàn đấy chị em ơi. Chị em nào muốn săn quần công sở hàng Hàn thì mình lên luôn với em nhá. Hôm nay có rất là nhiều màu sáng đấy. Chị em thích màu sáng, hôm nay có khá là nhiều con đẹp này. Màu be, màu trắng, màu ghi. Đen thì tất nhiên là ai cũng phải có một cái ở trong tủ đồ rồi đúng không chị em. Nhưng mà quần... quần sáng màu ấy mặc rất là đẹp luôn. Quần sáng màu bây giờ mình mặc với những cái sơ mi màu sắc ấy mọi người. Sơ mi đen thì lại càng đẹp hơn, nhìn sang lắm. Rồi chị em vào luôn đi ạ, chấm bài lên cho em nhá. Chào chị Thu Hương Phạm này, xin chào 31 chị đang xem live. Em sẽ đo eo nhá mọi người ơi. Sẽ đo eo để tư vấn cho mọi người cho chuẩn. Mọi người cứ lấy đúng số đo vòng eo cho em là đảm bảo mặc đẹp nhá. Lấy đúng số đo vòng eo cho em đảm bảo là mặc bao đẹp bao xịn luôn các bà ơi. Quần công sở này, đây những bản như này các chị nhìn sướng không? Những bản như này trông sướng không các bà ơi? Cái màu nó đẹp quá, tây nhờ. Trông sướng thế, trời ơi chị em mình ơi, nhanh lên đi ạ. Vào luôn nào. Vào luôn chị ơi. Màu sáng này mặc rất đẹp luôn này, chéo thích màu sáng vào đây. Vào đây với em nhá. Lấy cho chị cái dáng suông E74 ạ. Ok chị ơi, quần tím trên à. Rồi ok. Có rất nhiều luôn. Hôm nay mọi người tha hồ mà lựa chọn nhá. Tha hồ mà lựa chọn những bản như này. Trời ơi, em thích mặc những con như này cực luôn này. Định mặc vào cho mọi người xem dáng, nhưng mà nếu mà mặc vào tí độ ướm những cái quần khác lên thì nó lại không lên dáng ấy. Nên là đây mọi người nhìn nhá. Như thế này là mọi người chỉ thấy được nó đẹp khoảng tầm 60% so với bên ngoài thôi. Bởi vì qua live mà giống như mình chụp ảnh cam thường ấy mọi người. Mình chụp ảnh cam thường ấy, không xinh bằng bên ngoài đâu đúng không? Quần áo nó cũng thế. Đấy, rồi mọi người ơi lên luôn nhá. Trời ơi những con này trông sướng kìa. Ống suông kìa nhá, hôm nay suông nhiều. Becky cũng có. Chéo thích bằng Becky cũng có nhá. Có cả quần hồng, quần tím này mọi người ơi. Rồi quần tím suông luôn á. Quần tím suông luôn này. Chất liệu của nó là chất công sở dung nhan hoặc là nhiều con chất lion đấy mọi người. Cái chất như thế này này. Đấy, sợi các bà ơi. Rồi, mặc mềm mịn sướng cho em nhá. Mặc với áo phông cũng đẹp. Có nhiều con mặc áo phông đẹp cho em nhá. Còn áo công sở, áo sơ mi mà nhất là mấy cái sơ mi điệu điệu thì thôi, hết nước chấm luôn. Rồi, à giá hôm nay em sẽ để cho mọi người là 135.000 một bản nhá. 135.000 cho một bản quần công sở xịn này các bà ơi. Những con như này quá là đẹp luôn, đẳng cấp nhỉ. Rồi ok, rất nhiều luôn chị ơi. Màu trắng E73 là có nhiều đấy, chị cứ yên tâm nhá. Rồi 1m50 thôi thì chị lấy những con ngắn ngắn thôi cho em. Những con mà đem ví dụ con này chẳng hạn nhá, thì em mặc nó thành dáng dài luôn, em cao 1m63 thì các chị nếu mà mẹ 1m50 thì nó sẽ hơi trùng đấy, mình đi giày cao gót phải cao một tí. Còn nếu không thì mình lấy những con ống ngắn cho em đi. Tí nữa khi nào trong quá trình like thì em sẽ lưu ý nhá. Em sẽ lưu ý là bản nào ống ngắn này, bản nào ống ngắn, chị nào cao trên 1m6 thì mặc thành dáng cộc, còn chị nào cao dưới 1m6 thì mặc thành dáng dài luôn cho em sẽ lưu ý luôn cái phần đấy nhá. Còn hầu hết là mọi người hỏi nó có túi không ấy, thì hầu hết quần công sở Hàn là nó có túi đấy mọi người. Đây này, một là nó làm túi kéo khóa như này, rất là tiện luôn cho các chị này. Đây, kéo khóa như này nhá. Hai là nó là sẽ làm túi chéo bình thường thôi, giống như chị em mình hay mặc thôi ạ. Rồi những bản như này trông rất đẹp luôn các bà ơi, sang nhở. Em rất thích mặc cái màu như này luôn nhá. Các chị vào đông đông một tí thì em sẽ bắt đầu lên hàng nhá. Giá thì quá là ok luôn rồi. Mọi người cứ comment yêu cầu đi, em sẽ ưu tiên lên trước những cái mà mọi người muốn mua nhá. Màu gì thì comment luôn cho em nhá các bà ơi. Màu gì thì comment luôn cho em này. Rồi, có nhiều con cà bán chung nó dễ mặc thôi. Đây, ví dụ như bản này chẳng hạn nhá. Mọi người, đây. Ví dụ như con này chẳng hạn này. Dáng của nó này. Nó lên dáng như này. Becky mà mọi người. Ví dụ như em 1m63 nhá. Thì lên dáng nó sẽ là dáng qua mắt trên mắt cá chân tầm 3 phân. Đấy, ví dụ chị 1m50 thì mặc thành quần dài luôn. Mặc thành quần dài luôn nó sẽ qua phủ mắt cá chân mình một chút nhá. Đi giày có gót lên là đẹp này. Đấy, những cái bản như này dễ mặc lắm. Chị nào mặc cũng xinh luôn. Những bản như này rất dễ mặc luôn này. Đẹp nhờ. Rồi, chị em mình vào nhanh nhá. Chấm bài tương tác lên cho em nào. Mọi người ơi, thả tim, thả like tích cực lên. Con quần trắng E73 là ok luôn rồi đấy. Có đấy chị ơi, chắc chắn có nhá. Rồi, mọi người ơi, chấm bài lên tương tác lên cho em đi ạ. Thả tim, thả like lên, các chị chấm bài nhá. Chấm bài đẩy tương tác lên cho em nào. Rồi, đây, những con như này, chất của nó đẹp chưa? Nó không phải là một màu đâu các bà ơi. Nhìn gần hộ em nhá, chất của nó hơi xương nhẹ. Nó kiểu là chất lion, chất sợi ấy mọi người. Rồi, những con như này xinh nhờ. Xuông cho em nhá. Chị theo dõi chị Thanh Huyền ơi, có đấy ạ. Xuông cho em nhá, có nhiều luôn chị ơi.
Có nhiều luôn, hôm nay cứ ở lại live em đảm bảo mọi người là sẽ được những con đẹp này. Đảm bảo mọi người là sẽ được những con đẹp cho em nhá. Trời ơi, quá đỉnh luôn các bà ơi. Quá đẹp, quá đỉnh luôn, những con này ống suông nhiều. Hôm nay ống suông nhiều nha các chị ơi. Rồi, mình nhanh tay đi ạ, nhanh tay vào like nhá. Nhanh tay vào like cho em này, muốn mua con màu gì và số đo eo bao nhiêu thì comment cho em này. Đây, những bản như này các chị mà thấp thấp mặc rất đẹp luôn, vì sao? Mặc các chị thấp thấp mặc rất đẹp luôn, mọi người nhìn thấy càng nó xinh chưa? Trời ơi, chị nào cao chậm trên dưới 1m6 một tí cho em nhá. Mặc thành dáng quần dài, nó kiểu thời trang trendy ấy các bạn. Kiểu trendy cho em nhá. Các chị 30-40 tuổi mặc rất đẹp luôn mọi người ơi, sang nhỉ? Sang vô cùng luôn. Này, xinh nhỉ? Nhanh tay nhá. Nhanh tay chị ơi, nhanh tay sắm cho em mình một em này, có 135.000 một con thì sắm vài con mà mặc mọi người ơi. Rồi, eo 73-74 ống rộng à? Ok, em lên luôn nhá. Em lên luôn rồi mọi người vào nhá mọi người ơi. À, ví dụ những con như này nhá, bên chia đằng trước của nó là gặp công sở, nhưng đằng sau của nó là cà bán chun này. Mọi người mặc dễ cực, cái màu xanh pastel này mặc xinh nhỉ. Lê phòng trendy thời trang. Eo bé tí luôn, điệu điệu thì thắt thêm cho em một cái dây xích ấy, cái đai ấy ở giữa cho em nhá. Rồi, bản này cho em chị nào eo 72 này, eo 6872 nhanh tay này. Eo 6872 các chị nhanh tay được bản này cho em này. Quá đỉnh luôn các bà ơi, đẹp lắm. Eo 6872 cho em nhá, chất liệu được vô cùng xịn luôn. 135.000, mã là 920. 135.000 nhá, mã là 920 cho em này. Rồi lên những con như này đi các bà ơi, đảm bảo các bà mặc mùa hè sướng luôn. Mặc mùa hè sướng luôn vì sao? Chất nó mỏng mát mà nó rất là đanh ấy, nó dai chất lắm. Mặc sướng này, không hề bị nhăn đâu nhá các chị ơi. Vừa vòng eo là chốt luôn cho em, không cần phải suy nghĩ nhiều với cái mức giá này đâu ạ. Rồi, bản này cho em các chị nào có vòng eo 72 quay đầu tiếp ạ. Eo 6872 các chị lên luôn nhá. Eo 6872 này. Trời ơi con này đẹp quá. Eo 6872 cho em nhanh tay nhá mọi người ơi. Xuất sắc luôn ạ. 135.000, mã là 44 ạ. 135.000 lên mã 44 nhá. À, size to đúng không? Hình như có chị nào vừa hỏi size to eo 7 mấy nhỉ? Eo ống suông đúng không chị? Đây để em chọn cho một con đẹp đẹp nhá. Ống suông mà eo to đúng không? Đây chị lên con xanh than này đi. Chị lên con xanh than đi, chất đẹp lắm. Chất đẹp lắm các bạn ơi. Chất có nó đanh mà. Ui, bản này lại size to rồi. Đây, lên dáng nó sẽ là suông như này nhá. Màu xanh than cho em ạ. Màu xanh than lên dáng suông này. Chị nào thích màu xanh than thì lấy nhá. Ui, con này eo to rồi, eo 80-85 cơ. Chị nào eo 80-85 mình lấy nhá. Eo 80-85 mình lấy đây. Nhanh tay cho em này. Eo 80-85 cho em nhá mọi người ơi. 135.000, mã là 15 ạ. 135.000 nhá, lên mã cho em là 15 này. Rồi chị nào hỏi con tím này đúng không? Tím này size khá là to đây. Xem nào. Ờ, nó là dáng baggy nhá mọi người. Nó là dáng baggy chứ size to lắm. Ui, con này rất đẹp luôn, lên dáng baggy đẹp cực kỳ luôn nhưng mà size to mọi người ạ. Cho em con này cho em có vòng eo 90 đi ạ. Eo 85-90 này size to này. Eo 85-90 size to nhá các chị ơi. Tranh thủ nhá, chị eo size to lấy luôn những bản này màu rất đẹp luôn. Eo 85-90 cho em ạ. 135.000 nhá. À con này lấy 120 đi. 120 mã là 897. 120 nhá, mã là 897 size to lấy rẻ luôn. 120 mã 897 cho em nhá. Rồi, chị nào muốn mua màu gì thì mình comment cho em nhá mọi người ơi. Đây những bản như này màu đen này gọi là ai cũng phải có một bản để mặc luôn đấy mọi người. Ai cũng phải có một bản để mặc luôn, cặp nó là cặp bán chun này. Trời ơi, toàn bộ là hàng thiết kế của Hàn đây các bà ơi. Size nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, ui lên dáng đẹp nhờ. Becky cho em nhá. Becky công sở cho em lên dáng cực đẹp luôn. Đằng sau của nó là cặp bán chun đấy ạ. Mình mặc co giãn thoải mái dễ chịu lắm. Eo cho em mọi người ơi, dưới 72 đi ạ. Eo dưới 72 cho em nhá. Eo size M nhỏ này, eo 6872 cho em cực kỳ đẹp luôn. 6872 lấy luôn nhá mọi người ơi, con này đẹp lắm. 135.000 mã là 358 này. 135.000 lên em mã là 358 chị ơi. 135.000 thôi. Rồi, con này đẹp chưa này? Đây các bạn ơi, nhìn màu xinh nhỉ. Các chị thích mua màu gì thì comment lên cho em nhá. Thích mua màu gì mình comment lên cho em này. Đây, xinh quá. Ui, xinh quá các bạn ơi, lên dáng Becky cho em này. Con này nó còn xẻ ở dưới ống nữa. Bản này cho em bao đẹp luôn mọi người ơi. Nhìn những cái đường ly đường liếc của nó này. Các bạn nhìn những cái đường ly đường liếc của nó này. Nhìn là biết hàng xịn luôn các chị ơi. Nhìn là biết hàng xịn luôn cho em này. Bản này cho em các chị nào có vòng eo cho em dưới 75 đi ạ. Chị nào đây này, chị nào hỏi em eo 75 lấy con này đi. Eo 75 chị lấy con này đi chị ơi. Đảm bảo chị nhận hàng sướng lắm luôn này. Nhận hàng mà mặc đẹp quá là nhớ feedback mà cảm ơn em nhá chị ơi. Con này chị eo 75 mặc cực kỳ đẹp luôn này. 135.000 đi, mã là 10 ạ. Mặc sơ mi trắng đẹp nhỉ. 135.000 cho em nhá, mã là 10 chị ơi. Mã là 10 nhá, 135.000 này. Rồi em lên mấy con ui, bản này Becky cho em cực xinh luôn các chị ơi. Becky màu đen kẻ này, xinh nhờ. Becky có bo chun ở gấu nhá. Chị nào thích muốn lấy những cái bản bo chun ở gấu thì mình lấy bản này cho em này. Trời ơi, cái chất của nó mặc lên đẹp lắm các bà ơi. Suông đẹp này, suông đẹp cho em nhá. Kẻ, nó là kẻ chứ không phải là một màu đâu. Con nào một màu thì em sẽ báo nhá. Hầu hết là hàng này đều có túi cả đấy chị ạ. Hầu hết hàng đều có túi cho em nhá. Bản này cho em chị nào cho em eo
eo cho em dưới 78 đi ạ, eo 73, eo 73 78 nhá, eo 73 78 mình mặc được bởi vì đằng sau nó là bán chun có giá tốt này. Eo 73 78 chị lấy luôn cho em, chất rất đẹp luôn, chị nào thích baggy lên luôn con này nhá, chất đẹp vô cùng luôn mọi người ơi. 135.000 đi, mã là 538 ạ. 135.000 nhá, lên đây mã là 538 này. Rồi lên một con suông đi, con này là màu xanh than. Bản này là màu xanh than nhá. Này, đẹp nhỉ? Nó là màu xanh than nhá, không phải là màu đen đâu chị ơi. Nó là màu xanh than cho em nhá. Đây. Lên form nó lên đây. Chị nào cao trên 1m6 thì lấy con này đẹp nhá. 538 chút. Con này chị nào cao trên 1m6 thì lấy. Treo cao trên 1m6 hoặc lấy cho em, khuyên thật lòng luôn. Đây này, mặc lên đẹp nhỉ. Lên form cho em. Trời ơi, đi giày cao gót vào các bà ơi, nó lung linh lắm. Các chị công sở lấy được con chất cát Hàn này mặc sướng này. Bản này cho em eo dưới 78 đi ạ. Eo 77, eo 75 78 này. Eo 75 78 các chị lấy luôn nhá. Trời ơi, đỉnh lắm luôn đấy. Eo 75 78 nhanh tay cho em này. 135.000 mã là 70. 135.000 mã 70 nhá. Eo 75 78 đi ạ. Con đấy rất đẹp luôn. 135.000 cho em nhá. Rồi mọi người ơi, muốn em lên màu gì thì comment nhá. Muốn em lên màu gì các chị comment cho em nhá. Rồi, size này cho em này. Bản này size M thôi. Con này size M cạp nó là cạp bán chung cho em hai bên sườn này. Trời ơi, bản này lên đẹp quá các bà ơi, lung linh luôn này. Lung linh. Trời ơi, đẹp quá. Chị nào thích kiểu màu sáng sáng thì mình lấy con này cho em nhá. Chưa có một cái quần màu sáng thì mình lấy đi ạ. Quần màu đen thì đương nhiên là anh phải có rồi, nhưng quần màu sáng mặc cũng rất đẹp cho em nhá. Bản này cho em eo 78 tiếp ạ. Eo 73 78 bán chun hai bên sườn này, đẹp nhờ các bà ơi. Bán chun hai bên sườn lấy luôn con này cho em nhá. Eo 73 78 nhanh tay này mọi người ơi. Eo 73 78 ạ. 135.000 mã là 949. 135.000 nhá. Lên mã cho em là 949 đi chị ơi. 135.000. À, các chị ơi, muốn em lên màu gì comment cho em nhá. Muốn em lên màu gì comment lên đi ạ. Em sẽ lên màu theo yêu cầu của mọi người trước nhá. Rồi, ôi con này cho em này, chất liệu của nó đẹp vô cùng luôn các bà ơi. Mặc nó suông đẹp nhờ. Màu cũng xinh luôn ấy. Chị nào thích cái màu màu này màu gì nhiều, màu cát ấy mọi người. Rồi, trời ơi con này lên dáng đẹp quá này. Chị nào bảo em là 1m5 ấy. Chị nào bảo em là 1m5 thì chị lấy con này đi. Em mặc là nếu mà em 1m63 là mặc là nó sẽ trên mắt cá chân khoảng tầm 5 phân là nó thành dáng ngố nhá. Còn chị mặc là nó sẽ thành dáng dài rất đẹp luôn con này cho em này. Trời ơi nhìn nó suông nhở, màu đẹp thế các bà ơi. Nhanh tay lên con này cho em này. Chị nào cho em nhá mọi người ơi. Có vòng eo, cặp con này nó là bán chun đi ạ. Eo cho em dưới 78 đi ạ, eo 73 78 tiếp này. Đấy hồi vừa nãy chị nào hỏi em eo 73 78 này, chị lấy con này đi mà 1m5 ấy. Trời ơi con này nó quá đẹp luôn chị ơi. Màu cũng xinh luôn nhá, xuất sắc luôn, chất không bao giờ bị nhăn đâu ạ. 135.000 mã 67. 135.000 nhá, lên em mã 67 đi chị ơi. 135.000 thôi ạ, lên em mã là 67 đi chị. Rồi đây những con như này đặt công sở luôn này. Đặt form công sở luôn, chị nào mà thấp thấp người lấy con này. Chị nào người thấp thấp lấy con này cho em nhá. Trời ơi chất đẹp quá các bà ơi. Mặc lên là siêu sang luôn. Chị nào thấp thấp lấy bản này đi ạ. Màu này xinh nhỏ. Bản này nó cũng cạp bám chun co giãn nhẹ cho em nhá. Cạp cao ạ. Em lấy các chị con này cho em eo 73 78 tiếp này các bà ơi. Trời ơi nhiều con size M rồi, đẹp quá này. Eo 73 78 nhanh tay. Chất rất đẹp luôn, eo 73 78 cho em nhá. 135.000 lên mã là 750 chị ơi. 135.000 lên mã là 750 nhá. Rồi. Mọi người ơi, là chị nào lấy con nào thì mọi người cứ lên mã nhá. Mọi người cứ lên mã nhá. Muốn em lên cái màu nào thì comment cho em đi ạ. Size to, size nhỏ em đều có cả đấy. Rồi, 750 cho chị Huệ Việt Thị. Lấy một con màu đen đi. Mọi người cứ lấy đúng số đo eo cho em là đảm bảo mọi người mặc đẹp. Đây những con như này các bạn nhìn này. Form công sở đỉnh chưa? Trời ơi, y hệt như kiểu là hàng mọi người vừa đi may về ấy. Vừa đi may mang thiết kế riêng luôn đấy các bạn. Đây con này cho em. Trời ơi, lên form đỉnh nhờ. Màu này thì chị nào cũng nên có một cái thật sự luôn. Màu này khuyên thật lòng các bà nào cũng phải nên có một cái luôn này. Chất đẹp lắm các chị ơi. Chất đẹp lắm luôn ấy, mà lên form cực đỉnh luôn, nó đã dán suông cho em nhá. Rồi, chị nào có vòng eo 73 75 78 tiếp này. Eo 75 78 cho em nhá, con này nó không có giãn đâu. Con này nó không có giãn đâu, mình lên cho em eo 75 78 đi. Trời ơi. Toàn bộ nó là hàng thiết kế của Hàn này các bà ơi. Đảm bảo các chị mặc những con này chất của nó đẹp vô cùng luôn này. Đúng form công sở luôn nhá. Eo 75 78 lấy luôn, không phải suy nghĩ nhiều này. Eo 75 78 cho em rất đẹp luôn này các chị ơi. Sang xịn mịn nhá. 135.000 mã là 908. 135.000 mã là 908 nhá. Chỉ sợ mọi người không vừa eo thôi. Chứ mọi người vừa eo mọi người chốt những con đấy cho em, đảm bảo mọi người là bao xịn luôn đấy ạ. Bao xịn bao đẹp luôn. Rồi, đây size cho chị nào mặc kiểu người thấp thấp ấy mọi người. Người thấp thấp mà thích mặc dáng baggy này. Người thấp thấp cho em nhá. Trời ơi con này lên dáng đỉnh quá. Trời ơi, chị thích mặc baggy lên luôn. Chị thích mặc baggy lên luôn cho em con này đi. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Cạp của nó là bán chun đằng sau nhá. Bán chun đằng sau cho em ạ. Vòng eo cho chị nào 78 quay đầu đi ạ. Eo 73 78 tiếp này. Eo 73 78 tiếp bán chun co giãn hai bên sườn cho chị nào thích mặc baggy. Trời ơi baggy lên con này đi. Các chị baggy size L lên con này cho em đỉnh của chóp luôn các bà ơi. Chất rất rất là đẹp nhá.
135.000 ạ, mã là 731. 135.000 nên mã là 731 cho em nhé. Đảm bảo các chị nhận hàng lô quần này là quá sướng luôn này. Rồi đây, công sở cạp điệu cho em nhá. Chị thích cạp điệu thì lên con này. Ống của nó là ống loe nhẹ. Ống loe nhẹ này mọi người ơi, loe mà loe nhẹ nhàng thôi, không phải loe quá to kiểu khó mặc đâu. Loe nhẹ nhàng thôi nhá mọi người. Rồi, bản này cho em có vòng eo, chị nào có vòng eo 7882 đi ạ. Eo 7882 các chị lấy luôn này. Trời ơi, màu xanh than cho em nhá. Chất của nó kiểu như bên ngoài nó phủ một lớp lụa nhẹ ấy các chị. Đấy, rất là mềm này. Eo 7882 nhá. 135.000 lên mã là 749. 135.000 ạ, lên mã cho em Hương là 749 nhá. Nhanh tay này. 135.000 lên mã là 749 cho em ạ. Rồi, mọi người muốn lên màu gì comment cho em nhá. Ôi mẹ ơi, con như này lung linh chưa? Nhưng mà size của nó hơi to một tí. Chị nào biết size không? Có chị nào biết size hoặc là bạn bè size to ấy. Và em tặng cho con này, em đảm bảo mọi người là mặc lên là sướng lắm luôn đây này. Kiểu người mà mặc xong rồi chiều cao khiêm tốn ấy, mình lấy con này cho em đi. Nó lên dáng của nó đỉnh lắm luôn. Nó lên dáng đỉnh lắm luôn các bà ơi. Eo cho em 88-90 nhá. Eo 88-90-91 gì đấy là ok. Eo dưới 91 cho em nhá. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. Người thấp thấp mà lấy con này nhờ, mặc đỉnh của chóp luôn đấy ạ. 135.000, mã là 311. 135.000 nhá, mã là 311. Mọi người sẽ chú ý cái dáng quần của nó để mặc phù hợp với dáng người của mình ấy mọi người. Đấy, ví dụ như mình cao mà mình gầy này thì mình mặc những cái như thế nào, hoặc là mình hơi mập mờ một tí nhưng mà mình chiều cao khiêm tốn mình mặc những cái như thế nào thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây ví dụ như con như này này, Becky này size to nhá mọi người. Chị Ống muốn lấy size to không? Lấy con này đi. Lấy size to lên con này cho em này. Chất của nó suông đẹp lắm. Mà kiểu người thấp thấp ấy thì mình lấy những con như này cho em nhá. Cả bán chun cho em ạ. Eo cho em dưới 92. Eo 8892 cho em nhá. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. Mấy con này chất đẹp quá này, em phải lên trước đấy. Eo 8892 cho em nhá. 135.000 đi, mã là 540 này. 135.000 đi, mã là 540 nhá. Những cái size vừa phải thì nó cũng nhiều đấy. Các chị nào muốn em lên size gì thì comment cho em nhá. Muốn em lên size gì comment cho em nhá. Rồi mọi người ơi, hàng này, hàng của The Door cho em nhá mọi người ơi. Con này size nhỏ thôi ạ. Trời ơi, lên form lên form đỉnh của chóp luôn. Lên form đỉnh của chóp luôn các chị ơi, size nhỏ này. Size nhỏ vào hốt ngay con này hộ em cái các chị ơi. Vào bếp ngay con này về nhà cho em đi vì chất của nó rất đẹp, size nhỏ cho em nhá. Chị nào có vòng eo 70 ạ, eo 6670 cho em này. Eo 6670 size S chị lên con này đi, em đảm bảo mọi người mặc nhức cái nách luôn. 135.000 thôi, má là 983 nhá. 135.000 mã 983 cho em ạ. Eo nhỏ đấy mọi người ơi. Rồi muốn em lên eo to hay eo nhỏ thì comment cho em nhá. Mình bán theo số đo em thì nó sẽ chuẩn hơn cho các chị. Chỉ cần các chị comment là vòng eo của mình thôi. Comment vòng eo của mình và màu mình muốn mua nữa. Và màu mình muốn mua thôi nhá. Rồi con này cho em này. Đẹp nhờ. Trời ơi chất dáng nó suông ấy. Thế mọi người không khác gì cái quần mọi người vừa đi may thiết kế về luôn. Vừa đi may riêng ấy, đặt may riêng theo số đo của mình ấy. Nhìn cái chất vải của nó này. Trông lung linh nhờ. Bản này cho em nhá chị ơi. Chị nào eo 66 đúng không ạ? Eo cho em 82 quay đầu nhá. Eo 7882 này. Eo 7882 size XL chị lên con này cho em đi, đảm bảo chị là bao xinh bao đẹp luôn. Eo 7882 cho em nhá, chất của nó xịn lắm. 135.000 đi, mã là 971 ạ. 135.000 mã 971 cho em nhá, size nhỏ đúng không chị? Size nhỏ à, đây để em xem con này nào, con này suông này. Con này suông cực kỳ đẹp luôn. Ui, hàng của nó xịn lắm các bà. Này. Hàng của nó xịn lắm, toàn là hàng thiết kế của Hàn thôi. Cả bán chun hai bên sườn này, con này lên không đẹp thì lên con lấy con nào đây các bà ơi? Bản này không lên mà lên không đẹp thì em Hương thế mọi người là không có con nào đẹp luôn. Đây, lên trông lung linh không? Bán chung hai bên sườn cho em nhá. Chị nào có vòng eo cho em dưới 78 đi ạ. Eo 7378 cho em này, cực kỳ đẹp luôn. Eo 7378 chị lấy luôn con này. Chất của nó đẹp nhờ, nó suông lên form quá đẹp luôn. Eo 7378 cho em nhá. 135.000 đi, lên mã là 85 chị ơi. 135.000 này, lên mã 85 cho em này. 135.000 lên mã 85 đi ạ. Rồi em có một cái con này. Màu của nó này, đẹp chưa này, size nhỏ thôi. Size nhỏ nhỏ thôi. Bản này thế mọi người mặc với sơ mi trắng cho em hoặc sơ mi màu ấy. Sơ mi trắng hoặc sơ mi màu cho em nhá. Quá đẹp luôn, cao trên mét 6 hăng lấy nhá các chị ơi. Cao trên mét 6 các chị hăng lấy cho em nhá. Bản này cho em, chất của nó đẹp lắm nhưng mà nó là dành cho người chị nào cao gầy ấy. Cao gầy thì mặc đẹp này. Eo cho em 6670. Eo 6670 cho em nhá. Chất rất đẹp luôn và cao trên mét 6 ạ. Eo 6670 mặc dáng dài cho em ạ. 135.000, mã là 526. 135.000. Khóa hông à? Khóa hông ở đây em tí nhá. Khóa hông chắc là có đấy. Con nào khóa hông em sẽ bảo. Không hết nó là khuy hoặc là cúc ở phía trước này. Size nhỏ tiếp này. Trời ơi, ok, vàng tay phải đúng không? Rồi, con này quá đẹp luôn các bà ơi. Bản này mặc với áo phông các chị mặc cũng xinh. Áo phông trắng mặc cũng rất xinh nhưng bản như này cho em này. Lên form đỉnh của chóp luôn các bà ơi. Con này lên form đỉnh của chóp luôn này. 26 chị Hana Nguyễn xinh nhỉ. Màu này đẹp thế trời ơi, mặc với áo trắng cho em nhá.
Rồi, chị nào cho em có vòng eo cho em dưới 70 đi ạ. Eo 66-70 này, size nhỏ thôi. Eo 65-70 được ạ. Nó là đám chun hai bên sườn mà. Chị nào lấy cho em size nhỏ nhá, size S này, size S mở nhỏ thôi. Eo 65-70, quá đẹp luôn các bảo ơi. 135.000 lên mã là 998. 135.000 lên mã là 998 nhá. Con màu đỏ à, đâu nhỉ? Đây là đỏ đô đúng không? Đỏ đô đúng chị, chỉ có đỏ đô thôi chứ còn công sở thì không có cái màu đỏ tươi đâu. Không có màu đỏ tươi đâu, trông mặc nó cũng không đẹp ấy mọi người. Rồi, bản này cho em quá là đỉnh luôn này. Đây, nó lên dáng lên form sẽ là như này. Dáng suông cho em nhá. Lên dáng suông cho em này. Nó có sắn ở gấu ạ. Sắn gấu cho em nhá. Chị nào cho em có vòng eo 75-78 lấy ngay. Eo 75-78 lấy ngay này. Chất đẹp lắm các bạn ơi. Eo 75-78 nhanh tay nhá. Eo 75-78 cho em ạ. 135.000, mã là 68. 135.000, chị lên em mã 68 nhá. 135.000, ôi. Chị nào thích cặp cao không? Mà điệu đà không em tặng cho con này. Đảm bảo mọi người mặc rất xịn luôn này. Đảm bảo mặc bao xịn luôn cho em nhá. Trời ơi, con này nó khác với hàng thiết kế đâu các bạn ơi. Ống suông cho em này. Ống suông cho em nhá. Mặc lên bao phê luôn các bạn ơi. Bao sang bao chảnh luôn này. Xinh nhở. Bao sang bao chảnh lên con này cho em nhá mọi người ơi. Đây này, cái này nó chỉ là cái phần thêm vào để mình kiểu tạo điểm nhấn thôi, cho cái quần nó điệu hơn ấy, chứ nó không phải là thắt lưng hay gì đâu nhá. Rồi, bản này cho em, chị nào có vòng eo cho em dưới 75 đi ạ. Eo 70-75 lấy được này. Eo 70-75, trời ơi, chắc cao trên mét 6 lấy nhá. Cao trên mét 6, eo 70-75, bà này đỉnh lắm các bà ơi. Nhìn suông đẹp nhờ. Lấy các chị 135.000 ạ, à. Lên thêm mã là 501 này. 135.000 lên mã là 501 cho em, 135.000 nhá chị ơi. Lên mã cho em là 501 đi ạ, à. 135.000. Rồi, có chị nào thích mặc kiểu cạp chun không? Cạp chun, chun 100% luôn ấy. Chun 100% luôn này, nó rất là dễ mặc. Có giãn mặc sướng nhá. Có giãn mặc sướng, các bạn mặc với áo phông cũng đẹp này. Con này nó là hàng của Uniqlo cho em này. Nó là hàng của Uni nhá, bác này size M cho em. Rồi, lên dáng suông này. Đỉnh chưa? Mã 501 thôi chứ không có mã 01 đâu ạ. À. Mã chị lấy lên mã 501 nhá, không phải mã 01 đâu, chắc là nghe không rõ. Rồi, bạn này cho em này. Suông à chết à Becky cho em nhá. Becky màu đen và cạp của nó là cạp chun 100% cho em này. Bản này size M ML cho em đẹp đấy. ML cho em mọi người ơi, một chun 100% có giãn sướng lắm. Rồi, bản này cho em eo 70-80 mặc ok đi ạ. Eo 70-80 ok nhá. Eo 70-80 nó co giãn nhiều, nó là chun hết mà. Chất rất đẹp luôn này các chị ơi. Chất rất đẹp luôn, chun nhưng mà nó không máy ly liếc như bình thường nhá. 135.000 mã là 539. 135.000 lên mã 539 cho em đi, con đấy rất đẹp luôn đấy. 135.000 ạ. Lên mã cho em là 539 nhá. Rồi, lên một bản công sở dành cho các chị mà kiểu tầm ngoài 40 tuổi thì mọi người sẽ thích mặc cái form này hơn này. Ngoài 40 tuổi là mọi người sẽ thích mặc cái kiểu kẻ này hơn đấy ạ. Rồi, bản này cho em đẹp quá, lên dạng Becky cho em nhá. Becky công sở cho em này mọi người ơi, chất đẹp nhờ. Becky công sở lên luôn con này cho em nhá. Chị nào cho em có vòng eo ạ, cho em dưới 78 nhá. Eo 75-78 lấy luôn này. Eo 75-78 các chị size ML cho em. Các chị size ML tùy cân nặng cho em nhá. Chất của nó đẹp lắm, không có một tí nhăn nào luôn. Nhà em gấp bao nhiêu mà lâu xong rồi là mới bỏ ra treo để bán cho mọi người đấy. Thế mà nó không hề nhăn một tí nào đâu. Các chị cứ yên tâm nhá. Không bao giờ nhăn được cái chất này ạ. 135.000 đi, mã là 993. 135.000 lên mã là 993 nhá các chị ơi. 135.000 lên mã cho em là 993 này. Rồi mọi người ơi, muốn em lên cái size to hay size nhỏ comment lên nhá. Size to hay size nhỏ comment lên cho em nào. Rồi, con này size to đi. Size to đi, lên dáng Becky cho em này. Trời ơi, chất nó đẹp. 501 cho chị Khánh Quỳnh. Chất nó đẹp lắm các chị ơi. Chất nó đẹp lắm này. Bản này cho em này. Lên dáng cho em nhá mọi người. Lên dáng cho chị Đoàn Loan. Lên dáng như này cho em nhá. Trời ơi. Con này mà công sở là quá đỉnh luôn. Công sở con này quá đỉnh luôn các bà ơi. Bản này cho em chị nào eo 90 quay đầu đi ạ. Eo 85-90 này. Eo 80 88-90 chị ơi. Eo 86-90 chị lấy được bản này nhá. Chất rất là đẹp luôn. 135.000 mã 29. 135.000 nhá. Lên mã cho em là 29 này. Rồi em có một con màu tím. Màu tím này là tím pastel, tím trendy cho em nhá, không phải là tím kiểu trông kiểu quê đâu các bà ơi. Chị nào mà ơi, con này của Gu cho em này. Mặc đánh xài S thôi. 29 ơi chị Nhân Lâm. Con này hàng của Gu cho em nhá, tím trendy cho em, quá đẹp luôn này các bà ơi. Lên form quần này. Xinh nhỉ? Lên form quần quá đẹp. Nó là kiểu hơi ống lê nhẹ. Chị áo xanh nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Vòng eo cho em dưới 66 đi ạ. Eo 60-66 nhá, chị áo sẽ XS thôi. XS nhá. Eo 60-66 này. Eo 60-66 lấy luôn cho em ạ. 135.000, mã cho em là 915. 135.000 nhá. Lên mã cho em là 915 chị ơi, 135.000 thôi. Lên mã là 915 cho em này. Hôm nay cái lô hàng hôm nay nó có khá là nhiều con màu sắc ấy.
Các chị nào muốn mua màu sắc thì báo em nhá. 93 chốt thì Mẫn ca. Muốn mua màu sắc chỉ báo em nhá. Trời ơi cái form này lên nó đỉnh nhờ mọi người ơi. Chị này, các chị nào mà thích kiểu form nhẹ nhàng mà nó suông suông cho em thì lấy những bản như này này, lên dáng cho em. Trời ơi quá đẹp luôn các chị ơi. Những con như này các bà mặc sướng, nó kiểu thoải mái lắm. Thoải mái lắm, mà kiểu trẻ ấy. Rồi em cho em dưới 78 đi ạ. Eo 75 78 nhanh tay này. Eo 75 78 vừa nãy thấy các chị hỏi eo 75 78 nhiều mà không thấy, mà bây giờ không thấy chốt nhỉ. Những con như này các chị bỏ lỗ rất là phí luôn này. Eo 75 78 nhanh tay nhá. 135.000 cho em mã là 963. 135.000 ạ, à, lên mã cho em là 963 chị ơi. Mã 963 cho em nhá. Rồi, muốn em lên màu sáng hay là màu tối thì comment nhá. Muốn em lên màu sáng hay màu tối thì comment, cả màu sáng màu tối hôm nay em đều có. Rồi, con này đẹp quá này các bạn ơi. Chị nào cao dưới 1m6 thì lấy này. Con này có chị nào bảo cao 1m5 ấy, 1m5 mấy ấy, mình lấy những con như này đi mọi người ơi. Dáng của nó, con này hàng của Uniqlo size M. Eo dưới 78 đi ạ. Đang lên eo 7 chị ơi. Eo 75 78 này. Eo 75 78 mác đánh xanh M của Uniqlo cho em nhá. Cao dưới 1m5 mà càng đẹp cho em con này cho em này mọi người. 135.000 mã là 14 ạ. 135.000 nhá, lên mã 14 chất nó đẹp lắm. 135.000 chị ơi, lên mã 14 này. Rồi lên một con kiểu mặc cái này các chị mặc áo phông đóng thùng cũng đẹp cho em á. Mặc áo sơ mi cũng được nhưng mà cái này mặc áo phông mặc những kiểu trẻ trung thì đẹp hơn. Năm cho đây, chị Khánh xịn nhờ. Xịn nhờ mọi người ơi. Đây, tên form cho em này đỉnh chưa? Bản này cho em mini à, còn là của Gu mọi người ạ. Con này là hàng của Gu không phải Uniqlo đâu. Của Gu size S nhá. 50 cân quay đầu đi. Bản này các chị nào 50 cân quay đầu lấy luôn đi các bà ơi. Trời ơi chắc nó đẹp lắm, không bao giờ bị nhăn luôn các bà ơi. Không bao giờ bị nhăn luôn mà cái màu này cũng xinh nữa, mặc với cả áo phông trắng nhờ. Áo phông sáng màu hoặc áo crop top cho em nhá. Trời ơi xinh lắm. Mặc đi giày thể thao vào. Mặc đi giày thể thao cho em nhá mọi người ơi, xinh nhờ. Em lấy các chị 135.000 đi mã 502. 135.000 nhá. Mã 502 dưới 50 cân mặc thoải mái đi trời ơi. Dưới 50 cân mặc thoải mái cho em nhá. Rồi, em lên một con suông đi ạ. Lên một con suông này, chị ấy thích mặc dáng suông thì lên em này cho em này. Chắc đẹp lắm các bạn ơi. Thích mặc dáng suông chị lên con này cho em size to. Đây, ui, lên cái ống của nó như đẹp nhờ mọi người ơi. Ống nó tầm 25. Ống của nó là ống tầm 25 chị nào quen. Con màu vàng à. Ok. Bản này cho em chị nào eo 85 nhá, eo 82 85 này. Chị Thu Minh. Eo 82 85 lên luôn chị ơi, lên dáng suông quá đẹp luôn. Eo 82 85 cho em này. 135.000 đi ạ, mã là 969. 135.000 nhá, lên mã là 969 rồi. Con màu vàng này đúng không chị? Con màu vàng này size M cho em là vừa đẹp này. Size M cho em là vừa đẹp. Trời ơi, hàng của nó xịn lắm các bà. New Kilo cho em này. Rồi. Lên form này. Đỉnh chưa? Chị nào thích quần màu vàng để mặc với sơ mi trắng cho em này. Đẹp nhờ? Đẹp quá các bạn ơi, về treo lên một tí nhá. Treo lên một tí cho nó sẽ hết nhăn. Vải của nó là vải lụa cao cấp, kiểu lụa mềm nhưng mà không bị nhăn đâu các bạn ơi. Không nhăn đâu. Đây lên dáng form này. Cực kỳ trendy luôn, ống rộng cho em đẹp nhá. Rồi, chị nào cho em vừa vòng eo con này thì lấy được. Bản này đẹp lắm. Eo cho em 75 78 cho em ạ. Eo 75 78 xuất sắc luôn các bạn ơi. Xuất sắc luôn, con này đẹp lắm. Eo 75 78 lấy luôn cho em nhá. 135.000 đi, mã là 830 này. 135.000 lên mã cho em là 830 chị ơi. Trời ơi, con màu tím này đẹp chưa đây? Con màu tím này đẹp chưa các bà ơi? Nhìn thấy cái form đằng trước của nó trông xịn nhỉ. Đằng sau cho em là cặp bán chun nhá. Bán chun đằng sau cho em ạ. Cho chị Hùng Vi. Rồi, ôi trời ơi, mọi người ơi, nhìn cái hàng thiết kế của nó này. Logo của nó dập gọi là 3-4 lượt luôn ấy. Con này hàng xịn cực kỳ này. Rồi, bà này cho em xinh chưa? Xinh chưa các chị ơi? Xinh chưa, xinh chưa? Hàng hai cúc cho em nhá, lên dáng chị nào thích màu tím mộng, tím mơ coi cho em lấy con này quá đẹp luôn chị ơi, tím kiểu trendy ấy. Bản này cho em các chị nào có vòng eo dưới 70 thôi ạ, à. Eo 66 70 lấy luôn này. Eo 66 70 thế mọi người, con này không phải suy nghĩ nhiều. Thật sự luôn, cam kết mọi người con này rất đẹp nhá, eo 66 70. 135.000 mã 36. 135.000 lên mã 36 cho em, chị nào lấy con đấy là quá sướng luôn. 135.000 cho em nhá, mã là 36 đi chị ơi. Mã 36 cho em này. Rồi chị nào thích kiểu đẹp đẹp điệu điệu lên phong này. Thích kiểu đẹp đẹp điệu điệu chị lên phong này chị. Cái cạp của nó xịn 26 chốt. Cạp của nó xịn nhỉ. Nguyễn Thị Mai. Rồi chị lên con này cho em này. Ống suông cho em nhá mọi người, đóng thêm một cái đai đây. Cái form mà nó cạp cao như này mọi người đóng thêm cái đai đây để đảm bảo mọi người mặc rất đẹp luôn. Ui nó lên suông xịn quá các bà ơi. Lên suông xịn quá luôn này. Rồi chị nào cho em có vòng eo dưới 73 đi ạ. Eo 68 73 nhá. Eo 68 73 thoải mái đi bởi vì nó là bán chung ở đằng sau mà, dễ mặc cho em này. Eo 68 73 chị lên luôn. 135.000, mã cho em Hương là 781. 135.000 nhá, cho em mã là 781 chị ơi. Rồi lên xuống một màu đi, trời ơi con này nhìn đẹp nhờ. Con này nhìn lung linh quá các bạn ơi. Quần công sở cho em nhìn lung linh thật. Đây. Chị nào mà yêu thích dòng công sở cho em lấy những con như này này. Trời ơi nhìn nó sang chảnh gì đâu luôn đấy các bạn. Thật sự là quần công sở Hàn nó vẫn rất là đẹp nhá. Nó là một cái gì đấy nó kiểu khác biệt ấy. Chất vải nó mỏng nhẹ.
Nhật thì chất của nó sẽ thường dày hơn, nhưng mà Hàn nó thường thiên về mỏng nhẹ cho em và rất là kiểu mát ấy. Eo cho em dưới 78, eo 75, 78 này. Hốt luôn, chị ơi, size L lấy luôn con này đi chị ơi. Mắc đánh cho em size 2 này. Eo 75, 78 chị lên con này cho em. 969 chị đẹp quá chị ơi. Lên form xịn quá đi mất thôi. Eo 75, 78 lấy luôn nhá. Eo 75, 78 chị ơi, nhìn con này thích nhở. Lên dáng đẹp thế. 135.000 mã là 208 này. 135.000 mã là 208. Nó lên dáng kiểu suông, xong rồi là cái chất của nó có cái độ rủ ấy mọi người. Nhìn mặc nó thướt tha lắm. Rồi, bản này cho em cũng đẹp này. Chèo thích màu 208, xanh. Chất của nó là chất kiểu lion ấy mọi người. Chất lion, chất xước xước sợi sợi cho em nhá. Trời ơi, con này lên phòng cũng rất đẹp này. Không bao giờ bị nhăn luôn. Những cái chất này là bao nhăn cho mọi người luôn đấy. Bao nhăn luôn các bà ơi. Bản này cho em, chị nào có vòng eo cho em 78-82 nhá. Eo 78-82 các chị lấy luôn. Trời ơi, nó đỉnh nhờ. Eo 78-82 cho em màu đẹp thế. Em rất thích cái màu kiểu như này nhá. Màu xanh pastel ấy mọi người. 135.000 mã 39. 135.000 lên mã 39 cho em này. 135.000 thôi lên mã 39. Rồi, chị nào thích mặc đen suông kiểu truyền thống cho em thì lấy con này. Đen suông kiểu truyền thống này, lên form đẹp nhỉ. Lên form quá là đỉnh luôn các chị ơi. Lên form kiểu truyền thống cho em, chất của nó mỏng nhẹ mát và nó rất là đanh. Các bà mặc cái này sướng này. Kiểu mặc mùa hè mặc những cái chất như này sướng đấy. Đây, các bà ơi, nó lên form như này. Các chị ơi, nó lên form như này đẹp nhỉ. Chị nào thích kiểu lên form nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung cho em thì lấy con này nhá. Màu đen trơn nhé. Màu đen trơn cho em có túi. Rồi, cả bán chun hai bên sườn. Eo cho chị nào dưới 80 đi ạ. Eo 75-80 ok này. LXL cho em eo 75-80, con này quá đỉnh luôn các bà ơi. Eo 75-80 khuyên thật lòng mọi người lên lấy con này cho em. 135.000 thôi, mã là 988. 135.000 mã 988 nhé. Mặc đi chơi, đi học, đi làm đều ok. Chắc của nó đẹp lắm. Rồi, lên một bản này đi. Lên một bản này nó là... Hay, nó cũng là dòng suông, nhưng mà cái này thì chắc là các chị tầm ngoài 30 tuổi thì sẽ thích mặc hơn là các bạn trẻ. Các bạn trẻ thì kiểu hay thích mặc kiểu một màu ấy mọi người. Còn các chị thì nếu mà mình tầm ngoài 30 tuổi là mình có thể mặc được những cái bản như này. Nhìn nó sang này, nhìn nó sang chảnh cho em nhá. Công sở này, mọi người để ý sẽ thấy cái chất liệu như này. Cái chất liệu kiểu lion như này này. Các chị ở bên công an, kiểm sát các thứ ấy, người ta hay mặc kiểu chất như này này mọi người. Rồi, bởi vì nhìn nó sang chảnh, nó có cái độ lịch sự và nó có cái form cứng ấy mọi người. Rồi em là lấy cho các chị nào có vòng eo 78 ạ. Eo 73-78 nhanh tay này. Eo 73-78 cho em nhé, bán chun hai bên sườn ạ. Lên form rất đẹp luôn, dáng dài. Eo 73-78 chị ơi. Con này màu đẹp nhờ. Eo 73-78, 135.000 mã là 211. 135.000 nhá, cho em mã là 211 đi chị ơi. 135.000 thôi. Lên mã cho em là 211 nhá. Rồi, chị nào size to không em tặng cho con này đẹp này. Size to em tặng cho cái màu này gọi là đỉnh lắm luôn này các bà ơi. Màu xịn nhờ, đẹp. Là nó là lên dáng cho em là dáng gì đây mọi người? Baggy nhá. Baggy nhưng không phải là baggy kiểu ôm sát đâu. Baggy kiểu mới là bên trên nó may thường rộng rộng đâu mọi người, mặc cho thoải mái ấy. Đây, lên form như này mọi người ơi. Quá là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi, chị nào cho em có vòng eo dưới 85 nhá. Eo 80-85. Xin lỗi, cái này size to đấy. Không phải eo 80-85 đâu. Chị nào có vòng eo cho em dưới 86 nhá. Eo 83-86 chị lấy được ạ. Eo 83-86 cho em, nó không có giãn đâu nên mọi người lấy đúng eo nhá. Eo 83-86 con này mặc không đẹp cho hoàn tiền luôn này. Eo 83-86 cho em nhá. 135.000 mã là 41. 135.000 chị lên em mã 41 đi chị ơi. Mã là 41 nhá. 135.000 ạ. Rồi, đen trơn này. Đen trơn cho chị nào mà thích mặc baggy mà chiều cao khiêm tốn thì mình lấy nhá. Nó ngắn ngắn thôi. Đây này, nó ngắn thôi này chị ơi. Em mặc là nó thành quần ngố luôn ấy, gần đến gối luôn ấy. Chị nào là dưới 1m6, tầm 1m5 thì càng đẹp cho em nhá. Tầm 1m5 thì mặc là nó sẽ là đẹp nhất. Rồi, và này cho em, chị nào có vòng eo cho em dưới 82 ạ. Eo 78-82 nhá. Và cao tầm dưới 1m6 thì ok. Rồi, em nó thành dáng ngố luôn đấy. 135.000 cho em mã là 329. Con này lấy 120 đi. 120 nhá, mã 329. Nó ngắn mà size to ấy, thì em sẽ lấy rẻ mọi người nhá. 120 thôi, mà 329 con đấy. Rồi, bản này lên form thì quá đỉnh luôn này. Lên form quá đỉnh luôn này. Cái chất hàn của nó là cái chất công sở hàn đấy mọi người. 211 chủ yếu là đây này, đẹp nhờ. Nó mỏng nhẹ thôi, nó không quá dày đâu, nhưng mà nó mặc mát thoáng và cái sợi vải của nó rất là đanh. Đây, lên form đẹp nhờ. Trời ơi, những con như này lên form gọi là đỉnh của chóp luôn các bà ơi. Lên form đỉnh của chóp luôn này. Chị lấy được con này sướng cho em nhá. Chị lấy được con này cực kỳ sướng, cặp chun cho em ạ. À. Nó dễ mặc lắm. Vòng eo cho em các chị nào dưới 90, eo 80-90 ok nhá. Eo 80-90 ok này các chị ơi. Nó là cặp chun đấy ạ. Eo 80-90 ok nhá. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. Trời ơi, nhìn chất con này là các bà mê luôn đấy. Này, đẹp nhờ, đường ly liếc này. Lấy 135.000 nhá. Mã là 884.
135.000 cho em, mã là 884 đi chị ơi. Mã là 884, 135.000 nhá. Rồi, đây. Form cho em này, lên dáng đỉnh chưa? Lên dáng đỉnh chưa các bà ơi? À, chị nói chị Thu Minh. Đây, chị nào mà người thấp thấp thì lấy nhá. Người thấp thấp mình lấy con này cho em này. Đây, nó lên eo này quá là đẹp luôn các bà ơi. Đỉnh nhá. Đây các bà nhìn hộ em cái ống của nó này, cái ống quần của nó này, trông sướng nhở. Chị nào thấp thấp thôi nhá, cao quá mà con này không đẹp đâu. Thấp thấp thôi, dưới 1m55 cho em. Eo dưới 80 đi ạ, eo 76-80. Eo 76-80 chị lấy được cho em nhá. Thấp thấp thôi, dưới 1m6 cho em ạ. 135.000 mã là 45. 135.000 chị lên mã 45 nhá. 135.000 thôi, lên mã là 45 cho em này. Rồi, con này không đẹp không lấy tiền. Con này không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Lên form này các bà ơi. Dáng dài cho em, chị thích mặc dáng dài mình lấy nhá. Nó lên form này. Trời ơi, đỉnh quá chị ơi. Nó lên form gọi là quá là đẹp luôn. Đỉnh nhờ. Độ dài của nó rất là vừa phải. Mình đi giày cao gót lên là vừa đủ tôn dáng cho em nhá. Không quá dài đâu. Rồi, chị nào cho em có vòng eo dưới 78 đi ạ. Eo 75, 78 này. Trời ơi, các chị hôm nay eo 75, 78 có nhiều con đẹp thế nhờ. Eo 75, 78 size L lấy luôn này. Eo 75, 78 cho em nhá các chị ơi. Chất rất là đẹp cho em nhá. Rồi, lấy 135.000 thôi. Mã là 990. 135.000. Lên mã là 990 cho em ạ. Muốn em lên màu gì comment nhá các chị ơi. Muốn em lên màu gì comment nhá. Rồi, lên một con Becky size to đi. Con này Becky sắn gấu chất rất đẹp. Con này Becky cho em này. Rồi, lên form cho em chuẩn chưa các bà ơi. Becky này nó lên form đẹp lắm. Becky Hàn này mọi người phải biết là nó đỉnh như thế nào rồi đúng không ạ? Bán chun hai bên sườn cho em nhá. Rồi, chị nào cho em có vòng eo dưới 85 đi ạ. Eo 80-85 lấy được này. Eo 80-85, ồ cái chất của nó này. Các bà ơi, không hề nhăn một tí nào đâu ạ. Eo 80-85 lên luôn. Nhanh tay nhá. 135.000 mã là 974. 135.000 chị lên em mã là 974 đi chị ơi. 135.000 ạ. Mã cho em là 974 nhá. 135.000. Rồi em lên một bản màu trắng đi. Con này em đang gấp nó hơi bị nhăn đấy. Mọi người về treo lên cho em nhá. Là xong rồi treo lên. Mã này size 36 thôi. Mã này size 36 thôi. Mà con này chất của nó rất xịn các bà ơi. Chất xịn cực kỳ luôn. Nên nó hơi bị nhăn một tí. Nhưng mà con này đẹp cực luôn. Thật sự luôn. Chị nào mà nhìn ra cái dáng của nó là mọi người nhìn thích lắm luôn đấy. Rồi, bán chun hai bên sườn cho em ạ. Chị nào có vòng eo dưới 82, eo 7882 cho em nhá. Siêu đẹp luôn đấy, eo 7882 cho em này. Eo 7882 nhanh tay. 135.000 đi, mã là 929. 135.000 nhá. Lên mã là 929 cho em ạ. Rồi, em có một con này chất sợi này mọi người ơi. Cái chất này mặc là bao mát cho các chị luôn. Bao mát mà nó rất là mềm rủ nhá. Rồi, xinh chưa này các bà ơi. Thật sự luôn, con này chất này không lấy lấy chất nào đây các bà ơi. Mà form nó cũng đẹp luôn. Đây, mọi người nhìn lên form trông nó bay không? Trông nó rất là kiểu như nào nhỉ mọi người? Mã này size M cho em nhá. Màu đẹp, chất đẹp luôn, kiểu cũng rất là xịn, kiểu trẻ trung ấy, kiểu trẻ. Rồi, chị nào có vòng eo cho em dưới 75 đi ạ. Eo 70 75 các chị lấy luôn con này. Rất đẹp luôn này. Chị áo size M này. Ôi mà con này lên đảm bảo là xinh lắm. Eo 70 75. 135.000, mã là 507. 135.000 nhá. Lên mã cho em là 507 đi ạ. Rồi, có chị nào thích mặc kiểu kẻ kẻ nhỏ nhỏ như này không? Chất đẹp vô cùng luôn mọi người ơi. Nó mỏng mỏng thôi nhưng mà siêu đanh nhá. Mỏng mỏng thôi nhưng mà siêu đanh cho em này. Bạn nào cho em lên form được gọi là đỉnh luôn các bạn ơi. Đỉnh luôn này. Mặc với sơ mi trắng đẹp nhỉ. 974 cho chị Thu Minh. Đẹp thế các bạn ơi. Mặc với sơ mi trắng cho em. Các chị mặc với sơ mi trắng cho em nhá mọi người ơi. Bạn này cho em chị nào có vòng eo cho em dưới 72. Eo 6872 nhanh tay. Eo 6872 cho em nhá. Trời ơi lên chất đẹp quá, lên form đẹp quá các bạn ơi. Eo 6872 cho em ạ. 135.000, mã là 997. 135.000 nhá, mã là 997 cho em ạ. Rất đẹp luôn. Chèo nhanh tay được những con như thế này. Rồi, màu xinh quá các bà ơi. Màu xinh quá, quần công sở các bà không lấy những con như này là hơi tiếc luôn này. Con này hàng của Uniqlo cho em ạ. Rồi, mọi người nhìn nó dạ, lên form size ML cho trên 1m6 đi em. À, ok, size ML trên 1m6 đúng không? Rồi, bản này cho em này. Xinh nhở các bà ơi. Bản này nó quá đẹp luôn cho em, dáng là dáng suông nhẹ nhá. Xuống nhẹ thôi, nó máy những cái đường ly các thứ đẹp lắm. Con này SM thôi. Cho em các chị nào có vòng eo 6872 ạ. Eo 6872 các chị lấy được con này nhá. Chất đẹp lắm. Eo 6872 này các bà ơi, chất cát hàn ấy. 135.000 đi, lên mã là 25. 135.000 lên mã 25 nhá. Size ML đúng không? Đây, chị em xem cho chị con này quá là đẹp luôn này. Đơn giản thôi nhưng mà đẹp này. Cả bán chun đằng sau dễ mặc nhá. Bán chun đằng sau dễ mặc này. Chị lên con này cho em đi, chất của nó mềm mỏng. Chị mặc mùa hè chị sướng luôn đấy. Size L cho em này, hàng của Uniqlo. Mác đánh là size L nhá các bà ơi. Này, trời ơi xịn quá. Xịn nhờ. Uniqlo size L cho em nhá các bà ơi. Bản này còn rất là mới đúng không? Chị áo size L lấy luôn này. Chị áo size L vào đây luôn chị ơi. Size L là không phải suy nghĩ nhiều đâu. Con này nó quá đẹp luôn, size L cho em nhá.
Bạn này cho chị nào cho em có vòng eo dưới 85 đi ạ. Eo 76, 85 cho em nhá. Nó là cạp chun thoải mái dễ mặc lắm. Đằng trước là công sở thôi, đằng sau là chun cho em này. Eo 76, 85 các chị mặc thoải mái con này cho em nhá. Đằng sau của nó là chun mà. 135.000 đi, mã là 944. 135.000 mã 944 nhá. Mang cái size L đấy ạ. Mang cái size L đấy các chị ơi. Rồi lên con này cho em gọi là đỉnh của chóp luôn. Bởi vì nó rất là xịn. Nó rất là xịn từ cái chất đến cái form luôn các bà ơi. Đây. Đằng cái này đằng cúc là chắc là đằng sau hay sao ấy mọi người ạ. Đây này. Còn đằng trước của nó đây này. À đây. Thắt như này cô. Các bạn cái cúc các bạn đang cài bị nhiều. Đây. Mọi người lên cho em như này nhá. Trời ơi xịn nhờ, size M đây. Kéo size M lấy con này cho em này. Size M chị lấy con này cho em đi. Lên chất của nó bao phê các chị luôn. Size M nhá, cao trên 1m6 lấy là đẹp. Cao trên 1m6 lấy là đẹp bởi vì nó sẽ thoảng thành dáng quần dài cho em đấy ạ. Eo cho em các chị nào, eo 70-77 đi ạ. Eo 70-77 cho em nhá. Đằng sau của nó là bán chun này, mặc bao xịn luôn các chị ơi. Cao trên 1m6 cho em nhá. Eo 70-77 này, lên dáng quần này các bà ơi, có thứ tha lắm. Eo 70-77 cho em ạ. Lấy các chị 135.000 mã là 204 này. 135.000 mã 204 này. Đấy, toàn con cho các chị ML gọi là quá đỉnh luôn. Mã là 204 cho em nhá. Rồi bạn anh thế này, cao trên 1m6 thì mới lấy được nhá. Cao trên 1m6 chứ nếu mà dưới 1m6 là mặc trông nó kiểu nó thủng thỉnh thướt tha lắm các bạn. 204 cho chị Hùng Vi. Rồi đây, cao trên 1m6 chị hãng lấy nhá. Size M tiếp này, cao trên 1m6 hãng lấy cho em này thì mặc đảm bảo là bao đẹp luôn. Đi với giày cao gót thì cực kỳ tôn giá. Rồi, bạn này cho em chị nào có vòng eo 72 77 72 76 đi ạ. Eo 72 76 các chị lấy được nhá. Chất của nó đẹp lắm các bạn ơi. Này, eo 72 76 vào cao trên 1m6 cho em chị lấy nhá. 135.000 mã là 381 size M đấy ạ. 135.000 mã là 381 cho em nhá. Mã 381 cho em ạ. Rồi, mọi người ơi, muốn em lên cái màu gì thì comment nhá. Màu em cũng có khá là nhiều con màu đẹp nhưng mà không biết, ví dụ như con màu này này. Biết mọi người có thích không? Không biết mọi người có thích không mà những con màu này bên ngoài đẹp thiệt luôn. Đây mọi người ơi, nó là kiểu màu rêu ấy. Nó là kiểu màu rêu ấy các chị. Rồi lên giá Becky cho em nhá. Con này của Gu đi ạ. Gu mắc đánh size M này nhưng mà M này M to lắm các bạn ạ. M này không mặc được phải L. Đây, đẹp nhờ. Hàng của Gu thì Gu Uniqlo thì là dòng quần công sở nó là quá là phổ biến rồi đúng không chị? Rồi bà này cho em các chị nào eo 80-85. Eo 80-85 các chị lấy được nhá. Eo 80-85 size to này mắc đánh size M nhưng mà M không thể mặc được cái này đâu. LXL cho em nhá. Eo 80-85 nhanh tay cho em lên giá Becky ạ. Chất rất đẹp luôn. Mát nữa. 135.000, mã là 7, mã là 472. 135.000 nhá, đây mã là 472. Hoặc là đây những cái màu nó cái này này các bà ơi, nó là công sở nhưng mà đây này, màu đẹp chưa này? Màu là màu kiểu màu xanh than đấy các chị. Màu xanh than cho em nhá. Đây này. Chị có hàng chút chắc đi chị ơi. Bản này size M cho em nhá. Bản này size M cho em này rất đẹp luôn các bà ơi. Bản này size M ấy chị đào cao dưới 1m6 thôi. Dưới 1m6 mặc sẽ đẹp hơn. Rồi các chị nào có vòng eo cho em 75-77, xin lỗi 75-78 nhá. Eo 75-78 lấy luôn này. Eo 75-78 lấy luôn cho em, chất rất đẹp luôn. Eo 75-78 và cao dưới 1m6 cho em nhá. 135.000 mã là 844 này. 135.000 chị lên mã là 844 đi ạ. Mã 844 cho em nhá. Rồi chị nào thích mặc màu nâu tây không, em tặng con này đẹp. Nó là dòng cài khuy và có túi giả ở đằng sau cho em nhá. Có túi giả ở đằng sau cho em. Rồi cả này cho em xem nào. Đây. Đẹp nhờ. Màu đẹp quá các bạn ơi. Màu đẹp quá, màu nâu tây cho em này. Màu nâu tây cho em lên dáng Becky đi ạ. Chị nào thích mặc Becky lên luôn con này cho em nhá. Form này cho em chị nào có vòng eo dưới 80. Eo 76-80 này, nhanh tay eo 76-80 cho em nhá. Màu đẹp lắm các bạn ơi. Eo 76-80 cho em ạ. 135.000 đi, mã là 977. 135.000 nhá. Lên mã 977 cho em này. Rồi chị nào thích mặc công sở màu trắng chị lên con này cho em. Em đảm bảo mọi người là nhìn phát là phê luôn này. Nhìn thích luôn này. Đây, công sở màu trắng cho em nhé, size nhỏ thôi chị ơi, nên lên form nó sẽ như này. Lên form nó sẽ như này cho em nhé. Cạp của nó đằng sau là bán chun nhẹ đấy ạ. Chị nào cho em có vòng eo dưới 77, eo 73-77 cho em nhé. Eo 73-77 lên dáng Becky này các chị ơi, màu sáng đi ạ. 135.000, mã là 537. 135.000 nhá, chị lên em mã là 537 chị ơi. Mã 537 cho em này. Rồi, mọi người ơi, muốn em lên màu sáng hay màu tối comment đi ạ. Muốn em lên màu sáng hay màu tối nào mọi người ơi. Những cái con màu đen như này thì nó là quá là dễ mặc luôn này. Những bản màu đen như này mọi người ơi, nó quá là dễ mặc luôn đấy. Rồi, cặp chun cho em, hàng này là hàng của Imni đây. Chất của nó xịn lắm. Chất của nó rất xịn luôn này. Kèm bên những cái bản này các chị mà không thích mặc đi làm, các chị mặc ở nhà mặc cái áo phông các thứ cũng rất ok nhá. Mua tặng mẹ tặng cô những cái bản như này cũng đẹp này. Các cô các mẹ thường mặc màu đen mà xong rồi cặp kiểu chun chun như này là các cô các mẹ thích lắm luôn đấy. Eo cho em dưới 85 nhá, eo 80-85 cho em này. Eo 80-85 này con này các chị
mẹ nào mập mập ấy mua tặng các mẹ đi, các mẹ mặc ở nhà những con này, hoặc là mặc đi chơi, mặc với cả áo voan các thứ, em thấy các mẹ hay mặc kiểu đấy trông đẹp cực nhá mọi người, nó lịch sự ấy. Rồi lấy 135.000 đi, mã là 505, 135.000 nhá, cho em mã là 505 nhá, 135.000 chị ơi, mã là 505 này. Rồi con suông này trông nó đủ đẹp chưa này, lên form này, ui cái chất này của nó lung linh luôn các bà ơi, chất để lung linh luôn này, chất lion này mọi người, màu đẹp nhở, chất sợi sợi ấy mọi người. Rồi. Size nhỏ thôi ạ. Trời ơi, lên form con này đỉnh luôn các bà ơi. Con này lên form đỉnh luôn này. Màu đẹp cho em, chất đẹp nhá. Kiểu này, các bà nhìn con này lên form cho em có sướng mắt không? Trông sướng mắt không các chị ơi? Lung linh luôn cho em nhá. Rồi, chị nào cho em cái màu này đẹp lắm mọi người ạ. Màu này nó độc lạ lắm. Lấy cho em, các chị nào có vòng eo dưới 70 thôi. Eo 65-70 lấy được này. Eo 65-70 nhá, cho con này em mà mặc vừa là em để em mặc luôn đi này. Màu nó đẹp lắm. Đi ra những cửa hàng may ấy mọi người, nếu mà không phải là cửa hàng may lớn không bao giờ may được cái, không bao giờ có cái màu vải đẹp như này luôn. Eo 65-70 size S các chị lấy luôn nhá. Eo 65-70 lên form cực kỳ đẹp luôn ấy. 135.000 đi mã 74. 135.000 chị lên mã 74 nhá chị ơi. Rồi cái chất này cũng thế này, nó cũng tương tự như con vừa xong, nhưng mà nó size to hơn. Nó size to hơn nhá. Con này size M đẹp này. Con này size M là quá đỉnh luôn đấy các bạn. Chất layer này của nó mặc mát lắm. Chất layer này của nó mặc mát cực kỳ luôn. Này, xịn nhờ. Rồi, chị nào thích cái form mình baggy rộng rộng ấy. Baggy rộng rộng ở bên trên, mặc kiểu form trẻ, mình lên luôn nhá. Form này cho em dưới 82, eo 7882 quá đẹp luôn. Eo 7882 các bà ơi, lung linh nhờ. Eo 7882 các chị lên con này cho em này, không sợ mà đi làm những con này gọi là hết nước chấm luôn các bà ơi. Eo 7882 cho em nhá. 135.000 đi ạ, mã là 12. 135.000 này. Chị lên em mã là 12 nhá, 135.000. Rồi, chất mỏng nhẹ mát và rất là kiểu nó như nào nhỉ mọi người ơi? Nó suông đẹp ấy. Rồi, bạn ấy cho em chị nào cao dưới 1m6 hăng lấy nhá. Cao dưới 1m6 hăng lấy cho em này mọi người ơi, cả bán chun hai bên sườn. Lên cho em con này các chị có vòng eo dưới 72, eo 6872 thôi size nhỏ. Eo 6872 và cao dưới 1m6 cho em nhá thì mặc nó sẽ thành dáng kiểu đến mắt cá chân ấy, cực kỳ đẹp luôn. Con này chất thì vô cùng đỉnh rồi. 135.000 đi mã 76. 135.000 nhá, lên mã 76 chị ơi. Mã 76 cho em nhá. Rồi các chị muốn mặc form suông chị lên con này cho em này. Tầm M mặc là đẹp. Tầm size M mặc con này là quá đỉnh luôn các bạn ơi. Đây, ML cho em này. Trời ơi, lên dáng đỉnh nhờ. Lên dáng chị ơi, con này cho em quá là đẹp luôn. Chị nào thích kiểu đây này. 74 cho chị Đoàn Loan. Chị nào hôm nay form Hàn mà chị nào thích cái chất mà nó kiểu mỏng nhẹ mát nó đanh ấy thì mọi người lên được nhiều con đẹp đấy mọi người. Rồi eo cho em dưới 78. Xin lỗi. Eo dưới 73 đi ạ. Eo 68-73 này. Eo dưới 73 cho em nhá. Chất rất đẹp luôn đó chị ơi. Ống nhá các thứ này. 10 điểm. Eo 6873 cho em nhá. 135.000, mã là 982. 135.000 thôi. Mã là 982 cho em nhá. Mã 982 135.000 này. Rồi, muốn em lên cái dáng baggy hay là dáng suông hay là dáng loe gì đó thì mọi người comment nhá. Rồi, con này của em nó là chun 100% ạ. Nó là chun 100% cho em này. 82 cho chị Nguyễn Thị Mai. Nó là chun 100% lên dáng như này cho em này mọi người. Các chị mặc những con này ở nhà cũng sướng cô. Mặc ở nhà, mặc đi chợ, đi búa các thứ ấy. Đây này, bỏ ra 135.000 mọi người mua một con quần như này. Mặc với áo phông cũng đẹp cho em. Trời ơi mọi người ơi, những con này nó dễ mặc lắm ấy. Cạp chun 100% cho em nhá. Cạp chun 100% cho em ạ. Bản này cho em các chị nào size M đầu L mặc là đẹp này. Eo cho em các chị dưới 80 nhá mọi người ơi. Eo 73 dưới 80 cho em ạ. Cạp chun 100% mà. Eo 73 80 ML ok đi. Rồi em lấy các chị 135.000 đi, mã là 99. 135.000 nhá. Lên mã là 99 chị ơi. 135.000 ạ. Lên cho em mã là 99 nhá. Rồi, nếu mà chị nào mà thích thay đổi thì mình lấy một con màu như này đi xem có khác biệt hơn không. Mình. Đây này. Lên một con màu như này đi xem nó có khác biệt hơn không. Các chị này size LXL cho em quá đẹp luôn. LXL các chị lên con này đi quá đẹp luôn mọi người ơi. Bản này cho em nhá, chị nào có vòng eo cho em 82, eo 7882 lấy luôn lên luôn này, size XL đẹp nhờ mọi người. Eo 7882 cho em màu đẹp quá các bà ơi. Eo 7882 các chị lên con này cho em màu của nó màu đẹp lắm luôn đấy. 135.000 mã 531. Kéo khóa hai bên nhá. Úi nhá. 135.000 mã 531 cho em ạ. 135.000 thôi. Mã là 531 này. Rồi chị nào thích kiểu công sở suông này. À con này baggy chứ mọi người. Con này baggy cho em nhá. Form nó lên xe như này, size nhỏ thôi. Size nhỏ thôi đây. Baggy cho em này, kiểu baggy mới ấy mọi người. Baggy mới nó làm kiểu như này mọi người, mặc trẻ mà kiểu dễ mặc lắm. Dễ mặc lắm cho em ấy, tầm trên dưới 1m6 thôi mọi người nhá. Trên dưới 1m6 mặc là đẹp nhất, cao quá nó mặc không đẹp đâu. Eo cho em 6872 đi ạ. Eo 6872 cho em cao dưới trên dưới 1m6 một tí thôi là đẹp này.
xinh nhở các bà ơi, đỉnh lắm luôn ấy. Bác ghi 135.000 mã 932, 135.000 mã 932 nhá. Thật sự mọi người là với cái giá này các chị không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Vừa size là chốt cho em. Vừa size là chốt cho em, vừa chứ còn vừa eo ấy là chốt luôn nhá. Chứ vừa cái giá này cho một bản công sở hàng là các bà không phải suy nghĩ nhiều đâu. Rồi, con này cho em chèo cao dưới 1m6 thì làm đẹp này. Cao dưới 1m6 mặc đẹp cho em nhá, chất của nó xịn lắm. Cao dưới 1m6 cho em ạ, chất công sở không nhăn. Rồi, lên cho em con này, chị nào có vòng eo dưới 77, eo 73 77 nhá. Eo 73 77 cho em này, cao dưới 1m6, eo 73 77 túi hai bên cho em ạ. 135.000 mã là 65. 135.000 ạ, lên mã cho em là 65 nhá. Rồi, có con màu hồng này xinh chưa này? Tôi lên con đen trước đi. Lên con màu đen này trước đi này. Màu đen thì nó quá là phổ biến luôn rồi, còn dáng suông nữa. Con này chị nào cao trên 1m6 thì mặc với đẹp được. Cao trên 1m6 nhá. Khánh Quỳnh. Cao trên 1m6 mặc với đẹp được mọi người. Trời ơi, lung linh nhở. Lên form cho em chị nào mà cao trên 1m6 cho em. Mặc mọi người mặc quá đẹp luôn. Cao trên 1m6 chị lấy con luôn con này cho em nhá. Lên form này mọi người. Hỏi lên form gọi là đỉnh của chóp luôn đấy. Tầm size M là ok. Rồi chị nào cho em có vòng eo cho em dưới 72, eo 6872 này, size M, M gì đó này. Eo 6872 các chị mặc con này nó lên dáng quá đẹp luôn các bà ơi. Suông đẹp nhờ. Eo 6872 cho em và cao trên 1m6 nhá. 135.000 đi, mã là 892. Chất rất đẹp luôn. 135.000 nhá, lên mã là 892 cho em ạ. Rồi mọi người ơi, muốn em lên màu nào và size như thế nào? Chị Đoàn Loan. Muốn em lên màu nào và size như thế nào thì comment cho em nhá. Những bản này mọi người mặc đi chơi ấy, mặc với cả áo crop top. Con này của Zara xịn này mọi người ơi. Trời ơi, cầm vào cái quần là thấy sướng liền à. Cầm vào cái quần là đã thấy sướng rồi chị ơi. Con này của Zara xịn cho em ấy các chị ơi. Zara xịn này. Các chị nào mà thích mặc ra hàng hiệu mình lấy con này cho em đi. Zara mắc lại size M, bản này 50-55 cân quá ok luôn. 50-55 cân quá ok luôn này. Zara size M cho em ạ. Rất xịn nhá. Mặc với áo phông các thứ ở nhà đẹp này các bà. 135.000 ạ, mã là 846. 135.000 nhá. Lên mã cho em là 846 đi chị ơi, 135.000. Mã là 846 cho em nhá, 135.000 thôi. Mã là 846 ạ. Rồi, ui các bà ơi, con này chất của nó. Đây, màu đẹp nhờ. Màu đẹp quá này. Đó là baggy nhá mọi người xem like có bị mờ không? Mọi người xem like có bị mờ không? Mọi người comment cho em nhá. Mờ hay nét comment cho em để em điều chỉnh cái máy hôm nay mạng nó hơi kém ấy. Mạng nó hơi kém, nhìn trong này thì thấy bình thường mà nhỉ? Rồi, đây các chị ơi, con này đẹp quá này. Trời ơi, lên form đỉnh luôn các bà ơi. Nó là dáng baggy nhá, chị ơi thích mặc baggy mình lên con này cho em này. Thích mặc baggy lên con này cho em đi mọi người ơi. Thích mặc baggy lên bản này cho em nhá. Chị nào cho em có vòng eo dưới 82 ạ, eo 7882. Eo 7882 nhanh tay này. Đẹp cực luôn đấy mọi người ơi. Cái màu này xinh nữa. Eo 7882 các chị nhanh tay cho em nhá. Rồi, lên cho em con này 135.000 đi, mã là 876 này. 135.000 nhá, lên mã là 876 cho em, eo 7882 em đảm bảo mọi người rất là đẹp luôn. Rồi, các chị ơi mọi người xem ca xem like có bị mờ không comment cho em nhá. Comment cho em nào mọi người ơi. Mọi người ơi thả tim thả like tương tác tích cực lên cho em đi ạ. Em thấy mọi người sao thấy có 90 chị đang xem mà mọi người thấy chậm quá. Rồi, comment tương tác lên cho em nào các chị ơi. Mọi người thả tim thả like và mọi người chấm bài tương tác lên cho em nhé. Em sẽ lên một bản rất đẹp với giá 120.000 để tri ân các chị nào. Các chị giúp em là mọi người tương tác tích cực lên. Trời ơi, thật sự là 135.000 một bản quần công sở là mọi người đã quá lời rồi ấy. Quá lời luôn đấy các bà. Bởi vì sao? Bình thường mọi người mua một con quần mặc ở nhà ấy, nó cũng đã là phải đến giá như thế rồi ấy mọi người. Đây là một con mặc công sở đi làm đây, ví dụ như con này cho em này. Chất của nó ngang ngửa với những con quần chất 2-3 triệu luôn các bà ơi. Này, nhìn của em cái. Đảm bảo các bà mặc là sướng đời luôn này. Trời ơi, chị nào size to to không nên tặng cho con này. Chất đẹp vô cùng luôn các bà ơi. Chất đẹp vô cùng luôn này. Con này em lên 120.000 nhá. Chị nào mình tương tác tích cực lên thì em tặng cho con này đẹp này. Eo cho em 7882 cho em ạ. Eo size to, size XL cho em quá đỉnh luôn. Eo 7882 chị lên luôn con này cho em nhá. Chất rất đẹp. 120 đi, mã là 939 này. 120 nhá. Lên mã là 939 cho em ạ. 120.000 thì ơi. Lên mã là 939 này. Rồi, mọi người muốn em lên size nào thì phải comment cho em nhá. Muốn em lên size nào, ví dụ như đây này, những con như này size nhỏ đẹp quá này. Size nhỏ đẹp quá này các bà ơi, suông cho em nhá, size S thôi. Suông size S thôi, bản này cho em gọi là bao đỉnh luôn. Bao đỉnh, bao về chất, về dáng này các bà ơi, lên form cho em. Trời ơi, con này đẹp gì đâu luôn đấy các bà ơi. Ừ, con này dáng suông này. Con này dáng suông rất đẹp luôn các bà ơi. Dáng suông rất đẹp luôn.
eo cho em nhá các chị ơi, eo cho em chị nào đây, chị nào lấy 70 lấy con này đi. Eo cho em 6872 chị lấy con này cho em, eo 70 chị mặc con này em đảm bảo là rất đẹp luôn. Chị tin em đi chị lấy con này. Eo 70 cho em nhá, có túi hai bên sườn này lên form của nó quá đẹp luôn. Cái chất của không bao giờ nhăn bà ơi. Chất nó không bao giờ nhăn đâu nhá. 135.000 thôi ạ. Mã là 938 này. Con này quá đẹp luôn. 135.000 mã 938 eo 70 lấy luôn con này cho em màu xanh than nhá, cực kỳ đẹp luôn. 135.000. Lên mã cho em là 938 đi ạ, nhanh tay thì được. Rồi, con này cho em này xịn chưa này? Màu cũng đẹp luôn, xanh than cho em nhá. Xanh than áo chị Nguyễn Thị. Cạp của nó là cạp bán chung ở hai bên sườn cho em ạ. Trời ơi, form này lên xinh nhở. Chị thích mặc dáng Becky cho em lên con này nhá. Becky form trẻ mọi người ạ. Rồi, nhìn những con này sướng nhở. Chị áo mông to đùi to mình lấy những con như này đi, em đảm bảo mọi người mặc dấu dáng cực kỳ tốt luôn. Rồi, chị nào cho em size M này, eo cho em 6872. Eo 6872 lấy luôn con này đi. Trời ơi, xịn lắm luôn đấy, thật sự mọi người khuyên mọi người lấy những con như này này. Màu đẹp mà chất cũng đẹp luôn. 135.000 thôi, mã là 519. 135.000 nhá, lên mã là cho em là 519 đi chị ơi. 135.000 thôi ạ, mã cho em là 519 nhá. Ui, con này màu trắng thì quá là đỉnh luôn này. Bản này màu trắng quá là điệu luôn các bạn ơi. Chị nào mà thích màu trắng không? 519 cho chị Kim Tuyến đi. Nó có ấy đấy nhá mọi người, nó có cái đai chờ này và có dây thắt lưng chờ sẵn đây rồi nhá. Có dây thắt lưng chờ sẵn đây rồi nha, đảm bảo các chị to size mập mập một tí, size to to một tí, các chị mặc những con này lên để bao phê luôn các bà ơi. Mặc những con này lên bao phê luôn, cả bán luôn hai bên sườn cho em tầm L XL mặc là đỉnh lắm. Rồi, eo cho em dưới 85 đi ạ. Eo 80 85. Trời ơi, lên con này đi chị ơi, có sẵn đai chờ rồi nhá. Có sẵn đai chờ đây mọi người, về chỉ cần thắt đai vào là đẹp này. Eo 70 vậy. Xin lỗi. Đấy, vừa nói xong nó quên. Vừa nói xong nó quên rồi các bạn, này lú lẫn quá. Eo cho em nhá, 80 85 đi ạ. Eo 80 85 các chị lên luôn này mọi người ơi, đỉnh lắm luôn này. Eo 80 85 nhá. 135.000 mã 32. 135.000 mã 32 cho em. 135.000 ạ. Chị lên thêm mã 32 nhá. Rồi ống suông đây các chị ơi. Ống suông đây, chị nào thích ống suông mình lấy con này này. Thích suông mình lên con này cho em nhá. Suông nhưng mà chị nào cao dưới 1m6 thôi thì ok hơn. Cao dưới 1m6 thì ok hơn nhá. Chị Hiền Thu. Đây này mọi người ơi. Lên form cho em mà quá đỉnh luôn. Trời ơi xịn nhở. Lên form cho em quá đỉnh luôn. Chị nào cao dưới 1m6 là đẹp nhá. Size này cho em chị nào có vòng eo dưới 82 ạ, eo 7882 này. Eo 7882 size XL cho em, các chị lấy con này quá đỉnh luôn. Eo 7882 nhanh tay cho em nhá, màu đen ạ. 135.000 thôi, mã là 927. 135.000 lên mã cho em là 927 đi chị ơi. 135.000 nhá. Lên mã là 927 này. Rồi các bà ơi, muốn em lên màu sáng hay màu tối comment đi ạ. Muốn em lên màu sáng hay màu tối nào các chị ơi. Những con như này thì gọi là đặc công sở luôn. Đặc công sở luôn cho em này. Màu dáng đều rất là ok. Các bạn chị nào thích form Becky lên luôn. Becky của Becky Hàn ấy mọi người, nhìn nó khác lắm. Becky Hàn nhìn nó kiểu nó thượng máy lắp bên trên này, hơi rộng rộng một tí nên mọi người mặc ngồi đứng lên ngồi xuống nó thoải mái. Và che khuyết điểm mông to đùi to này, người mặc trông nó cũng khỏe khoắn hơn nó. Không phải là cái loại mà kiểu bó chít mọi người đâu. Không phải Becky năm nay không phải kiểu như thế đâu mọi người. Kiểu như thế mặc nhìn nó hơi già. Rồi form này cho em các chị nào có vòng E78 nhá. E75-78 lấy luôn này. Eo 7578 các chị lấy luôn, rất đẹp luôn các bà ơi. Eo 7578 ạ, 135.000 thôi, mã là 530. 135.000 nhá. Lên đây mua mã là 530 đi chị ơi. Mã 530 này. Rồi cái màu này cũng rất đẹp này. Chị thích cái màu này lấy luôn. Màu cam đất ấy ạ. Màu cam đất thì mặc cái sơ mi trắng kiểu tôn da lắm. Bản này cho em là một bản của Yvonne Willow nhá. Yvonne Willow một quần thì nó rơi vào tầm 800 đến 1.2 triệu một bản. Đấy, cho những bản mới. Các chị lấy được những con này sướng này. Đẹp nhỉ? Lên giá Becky cho em nhá mọi người ơi, hàng của Uni. Rồi cả bán chun hai bên sườn. Eo cho em dưới 80 đi ạ. Eo 7580 các chị lấy được này, size L đẹp. Eo 7580 size L này các chị ơi. Quá đỉnh luôn. 135.000 lên mã cho em là 981. 135.000 nhá. Lên mã cho em là 981 chị ơi. Mã 981 cho em ạ. Trời ơi, con này không lấy thì lấy con nào đây các bà ơi. Bản này không chốt thì chốt bản nào đây. Màu nâu tây cho em. Màu kiểu không phải màu nâu tây đâu, màu kiểu này là màu bã trầu với các chị. Màu bã trầu cho em nhá, size này size ML rồi. Cao trên mét 6 hãng lấy chị ơi. Cao trên mét 6 hãng lấy cho em thì mặc bao đẹp luôn, nó tôn dáng lắm. Cao trên mét 6 cho em nhá. Rồi chị nào có vòng eo cho em dưới 80 đi ạ. Eo 7680 lấy luôn này. Eo 7680 chất rất đẹp luôn các bạn ơi. Eo 7680 màu bã trầu cho em ạ. 135.000 lên mã là 914 đi. 135.000 nhá, lên mã là 914 cho em này. Rồi con này cũng xịn này. Xịn luôn đấy các bạn. Gọi là xịn luôn đấy. Trời ơi, lên cái dáng này. Đỉnh chưa chị ơi, con này mà không lấy thì lấy con nào đây? Thật sự luôn, con này các chị size M không lấy thì chắc là không còn là con nào đẹp hơn hôm nay nữa. Này, màu đẹp này.
chất đẹp cho em mà nó không bị nhăn đâu. Không bị nhăn đâu các bà, mặc kiểu giày vò thoải mái luôn ấy. Eo cho em 6872 đi ạ. Eo 6872 các chị lấy được nhá. Lên form quá đỉnh luôn. Eo 6872 nhanh tay này. 135.000, mã là 984. 135.000 nhá. Mã cho em là 984 đi ạ. 135.000 thôi. Mã là 984 cho em này. Rồi baggy cho em size L XL. Baggy size L cho em này. Lên dáng này. 984 cho chị Phương Thành Động. Trời ơi, lên dáng cho em con này gọi là quá đẹp luôn. Chị nào cho em có vòng eo dưới 85 nhá. Eo 80, 85, L, XL gì đó đây. Tùy cân nặng của mọi người nhá. Đảm bảo mọi người mặc con này lên để bao đẹp luôn. Eo 80, 85 cho em mà thích mặc dòng baggy mình lên con này đi chị ơi. Đặc biệt là chị nào mà người thấp thấp mập mập ấy, mình lên con này cho em này, cực đẹp luôn. 135.000 mà 508. 135.000 nhá. Mã cho em là 508 đi ạ. Rồi cái chất này đẹp lắm các bà. Cái chất này nó là chất sợi, chất nylon này. Đẹp nhở. Mọi người mặc vừa vòng eo cho em nhé. Đây đây, kéo khóa ở sườn này. Vừa nãy em thấy có chị nào hỏi em kéo khóa ở sườn mình lên con này đi. Trời ơi, nó là một bản hàng thiết kế của Hàn đó các bà ơi. Con này cho em size ML, LXL nhá, xin lỗi, LXL cho em này. Lên form. Trời ơi các bà ơi, chất của nó mặc bay mà rủ sướng lắm này. Nhìn nó sang ấy, nhìn nó kiểu sang chảnh ấy. Đây này. Đẹp nhở. Kéo khóa ở sườn cho em nhá. Chị nào thích kéo khóa ở bên hông ấy mình lấy này. Bản này cho em chị nào có vòng eo 7882, eo 7882 LXL gì đó nhá. Các chị ơi, chất rất đẹp luôn, bao chất luôn á. Eo 7882 cho em và cao trên 1m6 thì mặc đẹp hơn. 135.000 thôi, mã là 739. 135.000 nhá, mã 739. Đấy, vừa nãy chị nào hỏi em size L đấy, size L hoặc là XL cho các chị cao trên 1m6 chị lấy những con như thế đi. Thật sự là chị lấy về là chị sẽ phải kiểu thốt lên là sao nó đẹp thế luôn ấy. Rồi con này cho em này, con mới 739 cho chị Nguyễn Thị Phương Linh. Mới còn nguyên tang mát đấy chị ơi. Bản này mới còn nguyên tang mát cho em này. Đây, em đang gấp nó hơi bị nhăn nhá mọi người. Về mọi người treo lên cho em này. Rất rất đẹp luôn các bà ơi, màu xinh nhờ. Rất rất đẹp luôn cho em nhá. À, bản này cho chị nào có vòng eo mới đấy, còn nguyên tang mác mà. Eo cho em chị nào 73 7377 ạ. Eo 7377 các chị lên con này cho em nhá. Chất đẹp lắm. Eo 7377 cho em nhanh tay này. 135.000, mã là 20. 135.000 lên mã 20 đi chị ơi. Rồi, con này chất của nó là cái chất gì mà nó kiểu chất chống UV mát lắm các bạn. Nó là kiểu như quần legging, quần trending ấy mọi người. Đấy. Quần legging nhưng mà cạp, có cạp ấy, quần legging có cạp em mặc cái size M này. Con này mặc sướng lắm đấy các bạn ơi. Mặc nó ôm xong rồi mặc cái size M cho em nhá. Các chị nào cạp chun ấy, nhìn này thôi nhưng nó là chun ấy, có giãn ấy. Có giãn cho em nhá, 4755 cân mặc ok này. 4755 cân nhá, mặc nó ôm mọi người luôn đấy các bà ơi. Chắc là mặc mát lắm. 120 con này đi, mã là 383. 120 nhá, 383 nó không phải là chất công sở đâu nhá các bà ơi. Con này nó không phải là chất công sở đâu, nó như kiểu legging ấy. Có cái chống UV ấy mọi người ạ. Đấy, mặc mát lắm. Rồi con này cho em size ML này. Đây ML mà trên 1m6 mà không lấy con này thì hơi phí luôn. ML mà trên 1m6 mà không lấy con này thật sự là hơi phí luôn các bà ơi. Lên form này, đỉnh nhờ. Lên form đỉnh quá đi mất mọi người ơi. Nó đơn giản là đen trơn thôi nhưng mà nó máy kiểu đẹp lắm. Chất của nó cũng ok. Eo cho em 7378 lấy luôn. Eo 7378 cho em này, ML này mọi người ơi. Trời ơi con này đỉnh luôn. Eo 7378 nhanh tay nhá. 135.000 mã là 270. 135.000 thôi ạ. À. Lên mã cho em là 270 chị ơi. Mã 270 này. Rồi, màu này cũng rất xinh luôn. Màu này cũng rất xinh, lên form baggy size to. Chị áo size to vào đây em tặng cho con này, em đảm bảo mọi người mặc là sướng này. Mặc là sướng này, nó phải thoải mái nữa các chị ạ. Mùa hè mà mình mặc mà nó nóng bí bích khó chịu quá là cũng không được đâu, là cũng không thích mặc đâu. Đây các bạn cứ lấy những con chất như này cho em đi. Đặc biệt là các chị người mập mập cho em mặc rất xinh luôn. Rồi, eo cho em dưới 90 đi ạ. À. Eo 7, eo 85 90 cho em này. Bao phê luôn các bà ơi, eo 85-90 con này lên phong thích mặc quần công sở lên phong này cho em đi. Cực kỳ đẹp luôn nhá, eo dưới 90, 135.000, mã là 798. 135.000 nhá, lên mã 798. Rồi ôi, con này không lấy thì lấy con nào đây các bà ơi, đằng sau này. Cái túi của nó này, đẹp chưa? Rồi, bản này không lấy thì lấy bản nào đây các chị size M. Các chị size M cho em nhá, chất của nó là chất này hơn. Màu đẹp lắm các bà ơi. Cái màu này nhìn sang cực kỳ luôn ấy, trời ơi lên phong này. Lên phong này. Thề luôn con này, quá đỉnh luôn đấy mọi người ạ. Con này quá đỉnh luôn đấy. Chị nào cho em có vòng eo 78 nhá. Eo 7378 lên luôn con này đi. Eo 7378 này, ML gì đó đây các chị ơi. Đẹp lắm luôn đấy. Cái chất của nó xịn nhờ. Eo 7378 nhá. 135.000, mã là 344 này. 135.000 lên mã là 344 đi chị ơi. Chất rất đẹp luôn. 135.000 lên mã 344 nhá. Nó muốn lên size to hay size bé thì mọi người comment cho em nhá. Size nào cũng có luôn ấy. Rồi, bản này cho em size L thì đẹp này. Size L và cao trên 1m6 cho em nhá.
Trời ba ơi mọi người ơi, lên form này Thảo. Các bà ơi, nó lên form đỉnh chưa? Bỏ 135.000 ra em đảm bảo nó không làm mọi người thất vọng đâu. Ba bạn bớt đi ba bát phở thôi mà có một cái con quần công sở đẹp này. Eo cho em dưới 82, eo 7882 cho em nhá. Đỉnh của chóp luôn, các chị size L, XL và cao trên S6 cho em này. Trời ơi, con này không đẹp cho hoàn tiền luôn. 135.000, mã cho em là 811. 135.000 thôi, mã là 811 cho em nhá. Trời ơi, sao mấy con liền nhau nó lại đẹp này các bà. Sao nó lại đẹp này? Chèo điệu điệu đấy con này. Chèo điệu điệu xanh nhỏ thôi. Lên form đỉnh luôn. Lên form đỉnh luôn các bà ơi. Đẹp nhờ. Lên form màu quá đẹp luôn, xanh than cho em nhá. Rồi, eo cho em chị nào dưới 68 thôi ạ. Eo 6368 này xanh nhỏ thôi, S XS thôi. Eo 6368 cho em nhá. Trời ơi, con này lên form quá đỉnh luôn, eo 6368 này. 135.000 đi, mã là 860. 135.000, cho em mã là 860 chị ơi. Mã là 860 nhá. Đây, trời ơi. Đỉnh nhờ. Màu đẹp thật sự luôn đấy. Màu đẹp thật sự luôn đấy các bạn. Size S, XS thôi các bà ơi. Lên form này. Màu ruốc cho em này. Chẳng thích cái màu ruốc để mặc nó tôn da cho em. Lấy con này nhá. Nó nhìn nó tây lắm. Sang ấy. Nhìn nó sang ấy. Đây các bạn nhìn lên form này. Quá là đỉnh luôn. Xịn nhờ. Chị áo lấy được con này sướng. Rồi bà này cho em chị nào có vòng eo dưới 70. Eo 6570 này. Eo 6570 lấy luôn này. Chất rất đẹp luôn. Này lên form. Eo 6570 nhanh tay nhá. 135.000 cho em mã là 740. 135.000 mã 740 đi chị ơi. Mã là 740 cho em này. Rồi, lâu lâu lên một con size to cho các chị size to nhá. Có chị nào size to to eo LXL cho một LXL lên con này cho em này. Chất đẹp nhờ. LXL chị lên con này cho em đảm bảo mọi người rất xịn luôn này. Một bản thiết kế của Hàn cho em nhá. Rất là xịn luôn các bà ơi. Chị lên con này đi. Thiết kế của Hàn cho em nhá. Rồi, em lấy chị con này cho chị nào có vòng eo 7880 đi ạ. 7882 xin lỗi mọi người. Eo 7882 nhá, size XL cho em đỉnh của chóp luôn các bà ơi. Lên form đẹp nhờ. Size XL cho em đẹp nhá. 135.000 đi, mã cho em là 504. 135.000 mã 504 nhá. Rồi mọi người ơi, muốn em lên cái màu gì và size như thế nào thì tương tác lên cho em nào. Muốn em lên màu gì và size như nào tương tác cho em nào, chứ còn quần công sở thì những cái con như này nó gọi là rất đỉnh rồi các bà ơi. Những con như này nó gọi là rất đỉnh rồi. Này size M cho em này. Đẹp quá. Size M cho em rất lung linh luôn ấy. Eo cho em chị nào có vòng eo 6872 đi. Eo 6872 chị lên con này đi mọi người ơi, chất đẹp lắm. Eo 6872 lên luôn này. Xịn nhở. Eo 6872 cho em nhá. 135.000 mã là 972. 135.000 chị lên mã là 972 đi chị ơi. Mã 972 cho em nhá. Rồi chị nào thích mặc vải mềm mịn mát đanh thì mình lấy con này. Mềm mịn thôi nhá các bà ơi. Mềm mịn mát đanh này. Rồi. Điệu nhở, cái cạp của nó xinh thế. Bản này cho em này, lên form quá là đẹp luôn các bà ơi. Mặc mùa hè những con này mặc sướng này. Mùa hè những con này, mùa hè những con này các bà mặc bao sướng luôn. Kiểu trông nó bồng bềnh mà lên form rất là đẹp nhá. Lên form rất là đẹp, không bao giờ bị nhăn đâu ạ. Rồi, chị nào cho em, nó là cặp chun đấy. Chị nào có vòng eo cho em dưới 78. Eo 7378 cho em là đẹp nhất này. Eo 7378 lên form các bà ơi, lung linh quá. Eo 7378 nhá. 135.000 cho em mã là 900. 135.000 mã là 900 cho em ạ. 135.000 thôi. Mã là 900 này. Rồi ôi, đây cái chất lion này các bà mặc ở nhà, mặc với áo phông có thứ cũng đẹp. Mặc với áo phông có thứ cũng đẹp, những con như này này. Nó dễ mặc lắm. Đấy, xinh nhở. Xinh nhở. Lên form suông quá đỉnh luôn này. Lên form suông cho em nhá. 900 cho chị Giang hả? Rồi, màu đẹp nhở. Bản này size ML cho em nhá các bà ơi. ML cho em ạ. 204 cho chị Đoàn Loan. Đẹp nhở. ML cho em nhá, lên form này mọi người ơi. Mặc cái này mặc ở nhà, mặc kiểu quần đuôi ấy các chị. Cho nó mát, mặc với cả áo phông các thứ này. Ở mặc ở nhà, mặc đi chợ các thứ, nhưng con này xinh nhở. Em lấy 120 thôi nhá. ML cho em ạ, 50-60 cân. 120, mã là 89. Đẹp lắm này. Xịn cho em nhá, có túi ở hai bên luôn, các chị đừng điện thoại các thứ. Lên form cho em đẹp nhở. 120, mã 89 nhá các chị ơi. 120, mã 89. Rồi con này Becky đi. Đây một con Becky này. Chị nào thích mặc baggy lên form này cho em. Thích mặc baggy chị lên form này cho em nhá. Chất nó mỏng, nhẹ, mát. Và nó rất là đanh nha chị ơi. Chị Giang Thảo. Rồi bản này cho em, chị đào vòng eo 82, eo 7882 cho em này. Eo 7882 cuốn công sở này con 135.000. Mọi người hốt vài cái đấy mà vừa vòng eo mà mặc mọi người ơi, sướng lắm. Mã cho em là 510 nhá. Mã là 510 nha. Cái đường kim mũi chỉ của nó nhìn chắc chắn nó có khác cái hàng Việt Nam ra công lắm. Rồi có chị nào thích mặc kẻ không? Có chị nào thích mặc kẻ không? Kẻ em tặng cho mấy đứa con kiểu kiểu như thế này. Màu đẹp cực luôn ấy. Nhìn nó tây.
Becky dáng dài có đấy chị ơi. Đây này. Nhưng mà thường Becky ấy thì nó sẽ làm dáng kiểu đến mắt cá chân là dài nhất rồi. Còn nếu không thì nó sẽ giữa đùi nhá các chị ơi. Đây ví dụ như con này này, Becky cho em nhá. Chị nào mà cao dưới 1m6 thì sẽ mặc đến mắt cá chân. Còn như em là cao trên 1m6 thì sẽ mặc đến đây này mọi người. Nó trên mắt cá chân tầm 3 phân cho em nhá. Đấy là vừa đẹp mà. Dáng Becky người ta thường làm như thế. Bản này size S cho em các chị nào dưới 50 cân mặc đẹp. Đằng sau của nó là chun nhá mọi người ơi. Dưới 50 cân các chị lấy con này đi size S thôi. Dưới 50 cân mặc bao đẹp luôn. 135.000 mã là 19. 135.000 mã là 19 cho em nhá. Chứ Becky nó không làm cái kiểu dài thướt tha như kiểu là mình mặc quần suông đâu mọi người ơi. Có một con này màu hồng này, có chị thích mặc màu hồng không? Dám Becky cho em nhá. Becky màu hồng này, đây ví dụ Becky nó chỉ như này thôi này. Chị nào ví dụ như em là cao trên 1m6 là mặc nó sẽ giữa đến đùi con này. Còn nếu mà chị nào mà cao dưới 1m6 thì mặc nó sẽ gần đến mắt cá chân thôi. Đấy, rất đẹp luôn. Ui, con này xịn sò cực kỳ luôn các bạn. Miso cho em này, size 26. Cái này là đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở bên Hàn về máy quần công sở đấy. Miso rồi này. Rồi, bản này cho em các chị nào eo 76-80 này. Eo 76-80 chị nhanh tay nhá. Màu hồng ruốc cho em ạ. Eo 76-80 nhanh tay cho em. 135.000 đi, mã là 911. 135.000 nhá, lên mã là 911. Rồi, có chị nào thích màu cháy cháy tí không? Em tặng cho con màu xanh này đẹp này. Mặc với áo sơ mi trắng ấy, thay đổi đi các chị. Thay đổi đi, mặc những con này với áo sơ mi trắng cũng rất đẹp cho em nhá. Size to đi ạ. Size to cho em này. Rồi, ôi các bà ơi, xịn quá. Siêu siêu xịn luôn cho em nhá. Bản này cho em Becky đây, chị nào vừa hỏi Becky mình lên con này đi. Becky dáng dài đây, con này đến mắt cá chân cho em, size to đi ạ. Chị nào cho em có vòng eo dưới 85, eo 80, 85 lấy luôn này. Eo 80, 85 em đảm bảo mọi người con này rất xịn luôn mọi người ơi. Nó là hàng hiệu đấy. Eo 80, 85 nhanh tay nhá. Eo 80, 85 nhanh tay, thích dáng Becky lên con này cực kỳ đẹp cho em. 135.000 thôi, mã là 43. 135.000 nhá, lên mã là 43 cho em này. Muốn lên màu gì comment đi các chị ơi. Ui, bảo này cho em điệu quá, kéo khóa này. Bảo này điệu quá, kéo khóa cho em. Con này Forever 21 này mọi người ơi. Nhìn cái là biết hàng hiệu luôn này. Nhìn cái là tôi biết là nó là hàng hiệu rồi các bà ơi, xịn lắm. Đây, cao trên 1m6 và size ML lấy luôn con này đi. Cao trên 1m6 và size ML lấy luôn con này Forever 21 cho em này. Đảm bảo mọi người là mặc rất đẹp luôn. Đảm bảo mọi người là những con này vào store của nó là phải hơn 1 triệu một con. Rồi, bản này cho em chị nào có vòng eo dưới 80 nhá. Eo 76-80 lấy luôn này. Cặp của nó là cặp chun dễ mặc thôi. Eo 76-80 cái chất này xịn lắm các bà ơi. Eo 76-80 nhanh tay nhá. 135.000 đi, mã là 995. Eo 76-80 các chị lấy luôn con đấy cho em đi. Thật sự nó rất là đẹp luôn đấy. Eo 76-80 cho em nhá. Rồi, cái màu này em rất thích này. Em rất thích cái màu này luôn đấy. Mà thấy mọi người cũng chốt cái màu này nhiều. Chắc là mọi người cũng giống hệ giống em. 95 chốt chị. Đây, lên dáng cho em mọi người. Ôi, đỉnh quá. Lên dáng con này đỉnh quá các bạn ơi. Chất lion cho em này. Bản này cho em chị nào có vòng eo dưới 80 đi ạ. Eo cho em 76-80 nhanh tay. Trời ơi, con này đẹp đỉnh luôn đấy. Eo 76-80 cho em này, nhanh tay nhá. Eo 76-80, 135.000 thôi, mã là 970. 135.000 lên mã cho em là 970 nhá. Con này đẹp lắm. 135.000 thôi các bà ơi. Mã là 970 cho em này. Trời ơi, size to to lấy con này đi các chị ơi, đỉnh lắm. Size to to chị lấy con này đi cho em, nó thiên về chất nhiều. Nó thiên về chất nhiều này. Trời ơi, size to to nhá. Thật sự khuyên thật lòng mọi người luôn. Khuyên thật lòng các chị size to luôn, mình lấy con này cho em. Eo cho em dưới 85, eo 80, 85 lấy luôn. Không có gì phải suy nghĩ cả con này chị mọi người ơi. Cái chất, từ cái chất đến cái dáng, cái màu này. Từ cái màu đến cái chất, cái dáng cho em nhá. Nhìn con này phê lòi luôn các bà ơi. Chèo nhận được hàng con này quá sướng luôn này. Eo cho em 80, 85 lấy luôn. Không có gì phải suy nghĩ nhiều. Eo 80, 85 không đẹp quay đầu hoàn hàng cho em. Được không ạ? 135.000 mã là 973. 135.000 mã 973, size to to một kỹ, đảm bảo là mặc rất đẹp luôn. Eo 80, 85 nhá các chị. Eo 80, 85 này. Rồi, lên một con này size L đi, có chị nào thích mặc size L, à có chị nào đang mặc size L không? Kéo khóa ở sườn, dành cho các chị yêu cầu kéo khóa ở sườn này. Cao cho em trên 1m6 mặc thì đẹp hơn. Có eo 78 chứ chị ơi. Cao trên 1m6 mặc thì đẹp hơn cho em nhá. Eo 78 có nhiều luôn chị ơi, eo 78 có nhiều luôn ấy. Rồi, bản này cho em nhá. Chị nào có vòng eo cho em 78-82. Eo 78-82 các chị lên được con này. Chị Khánh Quỳnh. Eo 78-82 các chị lên được con này cho em, cao trên 1m6 này. Chất đẹp vô cùng luôn các bà ơi, rủ form rủ đẹp nhá. 135.000 đi, mã 87. 135.000 mã 87 cho em nhá. 135.000 thôi, mã là 87 cho em này. Đây. Xem nào. Eo 75 đúng không? Eo 75 để em chọn cho xem có nào đẹp nào. Đây. 87 cho chị Nguyễn Hoa. Rồi. Bản này cho em đây. Eo 75 mà chị lấy con này, eo 75 78 chị lấy con này đi các chị ơi.
này quá là đỉnh luôn này, lên form đẹp chưa? Không khác gì hàng mà người đi thiết kế riêng nhá. Không khác gì các bà đi thiết kế riêng con này luôn. Eo cho em 73 78 con này đẹp này. Eo 7 lấy eo 75 78 đi. Chị vừa hỏi eo 78 chị lên con này cho em đi. Không đẹp em cho các chị hoàn tiền hoàn hàng luôn, nhìn gần cái chiếc của nó hộ em tí các bà ơi. Có khóa chéo nhá. À có túi chéo nhá. 135.000 mã 28 nhanh tay. 135.000 lên mã 28 cho em nào. Rồi mọi người ơi, tương tác mạnh lên cho em. Mọi người ơi, tương tác tích cực lên cho em đi. Thả tim, thả like mạnh mẽ vào thì em mới có thể để cho mọi người cái giá này được. Thực sự là 135.000 một con cuồn công sở là không có ở đâu bán được mọi người đâu. Quá slim cho em. Quá đỉnh luôn các bà ơi. Bản này cho em nó là một con cạp đằng trước là công sở, còn đằng sau nó là cạp bán chun nhá, có thể điều chỉnh được. Chất rất đẹp luôn, size M cho em này. Chuẩn M luôn đấy ạ. 50 55 cân cho chị nào vòng eo 75 quay đầu. Eo 70 75 cho em này. Cực kỳ đẹp con này các mọi người ơi. Con này cực kỳ đẹp luôn, eo 70 75 cho em nhá. Đang gấp nó hơi bị nhăn đấy mọi người. Mọi người treo lên cho em là đảm bảo con này lên form siêu đỉnh luôn đấy. 135.000 thôi, mã là 913. 135.000 lên mã là 913 nhá, nhanh tay này. 135.000 lên mã là 913 cho em ạ. 99556 kg vừa không ạ? À? Chị ơi, em sẽ đo eo nhá. Đo eo để bán cho nó chuẩn chứ bây giờ có chị 56 cân nhưng mà là eo 70, có chị 56 cân nhưng mà là eo 75 77 đấy. Nó rất là khó ấy. Nên là mình sẽ bán theo vòng đo eo, số đo eo chị nhá. Chị eo của chị bao nhiêu? Chị Đoàn Loan. Eo của chị bao nhiêu? Chị chỉ cần lấy đúng số đo eo cho em là em đảm bảo mặc bao vừa đẹp nhá, bởi vì em đo thước mà không thể sai được. Rồi con này cho em này, quá là đẹp luôn các chị ơi. Màu xanh pastel, chị thích màu xanh pastel lên con này cho em đi. Chân dài miên man luôn. Đấy bà nào hỏi size ML mà cao trên 1m6 bà bên mà để lỡ con này thôi tôi giận luôn. Tôi không bán cho con này nữa này, đẹp lắm luôn. Chị nào mà thích kiểu dáng suông ấy mà ống dài ấy, chị lên con này cho em đi. Eo cho em dưới 78 nhá, eo 73 78 cho em này. Trời ơi, lên những con như này trông nó chất lắm ấy. Eo 73 78 cho em, đằng sau của nó là cạp bán chun, nó dễ mặc thôi. Đây, xinh nhở. Eo 73 78 cho em này các bà ơi, nhanh tay nhá. 135.000 cho em mã là 967 này. Màu đẹp nhờ. 135.000 mã là 967, mọi người nhìn dơ cái cuộn lên nhá. Nó chỉ được độ đẹp khoảng 60% so với bên ngoài thôi. Thế mà trông cái chân nó cứ dài miên man ra ấy. Rồi, cho em con này màu hồng đi chị ơi. Bản này màu quá là đẹp luôn này. Màu hồng cho em nhá, lấy dáng baggy. Form của nó là form mềm cho em nhá. Chị nào thích mặc kiểu form mềm của hàng của Vu. Mã này size M đây này. Mã này size M cho em, chất rất đẹp luôn, nó kiểu lụa ấy các chị. Rồi, xinh nhờ. Chào thích mặc bách ghi lên con này đi, hàng của Gu cho em nhá. Con này mua mới nó tầm 9900. Rồi, bà này cho em có chị nào có vòng eo 7378 lấy luôn này. Eo 7378 lấy luôn, chất cực kỳ đẹp luôn. Eo 7378 lấy luôn con này cho em nhá. 135.000 thôi, mã là 40. 135.000 ạ, à. Chị lên em mã là 40 đi chị ơi. 135.000 lên mã 40 này. Muốn em lên cái màu gì và size như thế nào comment đi các chị ơi. Muốn em màu gì và size như thế nào comment cho em nhá. Rồi, mọi người thả tim thả like mạnh mẽ vào cho em nào. Sao mà cứ vắng như bà đanh này. Rồi con này quá đẹp luôn này. Con này quá đẹp luôn. Dành cho các chị nào mà thích mặc form công sở size XL. Size XL cho em nhá chị nào. Con này size cho em dưới 80. Eo 76-80 cho em, size XL cho em. Eo 76-80 cho em nhá. Becky ạ. 135.000. Mã cho em là 9143. 135.000 mã 943 cho em nhá. Trời ơi con này không lấy thì lấy con nào đây các bà ơi. Size M cho em này. Con này không lấy thì các chị lấy con nào đây ạ? Dành các chị người nhỏ nhỏ xinh xinh. Chị nào người nhỏ nhỏ xinh xinh cho em nhá. Trời ơi các bà ơi, nhìn những cái tang cái mác của nó trông sướng không? Toàn bộ là hàng xịn, hàng thiết kế của bên Hàn hoặc là thương hiệu lớn nhá. Dáng baggy cho em này. 43 cho chị Giao Quỳnh. Dáng baggy cho em lên con này quá đẹp luôn các bà ơi. Dáng baggy cho em chị lên con này đi. Xinh nhở? Có túi ở hai bên và chất của nó không bao giờ bị nhăn đâu ạ. Không bao giờ bị nhăn luôn nhá. Rồi chị nào có vòng eo cho em 65-70. Eo 65-70 chị lên con này cho em này, size S thôi. Eo 65-70 bao đỉnh luôn con này nhá, chất rất đẹp. 135.000 mã là 16, cao dưới 1m6 thôi nhá. 135.000 mã 16 cho em ạ, chất đẹp vô cùng. 135.000 lên em mã là 16 nhá. Rồi đây em xem đấy, cái màu này đẹp này. Màu này đẹp này các chị ơi. Baggy. Chị thích mặc baggy không? Mọi người muốn mặc baggy hay mặc ống suông thì báo em nhá. Muốn mặc baggy hay mặc ống suông thì bảo em này. Rồi đây là baggy cho em đây, baggy dài đây. Chị nào hỏi baggy dài thì mình lấy con này cho em này. Mọi người mặc baggy trông nó gọn người. Baggy dài xanh mờ cho em nhá. Bà đấy mặc cái size S thôi nhưng mà S thì mặc con này đấy hơi rộng đấy. Eo 6872 cho em. Eo 6872 nhá. Eo 6872 nhá, SM gì đó này. Tùy eo, tùy số đo cân nặng của mọi người. SM cho em nhá. Eo 6872 nhanh tay, chất rất đẹp. 135.000 mã là 960. 135.000 lên mã là 960 cho em nhá. Rồi chị nào thích mặc cạp chun. Cạp chun mà đây, cạp cao cho em ấy. Cạp chun, cạp cao cho em này. Đây mặc đẹp nhở.
nhẹ nhàng thôi, thoải mái cho em nhá. Size này size M là đẹp. Size M là đẹp này. Bạn này cho em chị nào có vòng eo dưới 72 đi ạ. Eo 6872 cho em quá đỉnh luôn. Eo 6872 cho em nhá mọi người ơi, nó là cặp chun đấy ạ. 135.000, mã là 905, dễ mặc lắm. 135.000 lên mã cho em là 905 đi chị ơi. Mã 905 cho em nhá. Đây những con như này thì gọi là chất của nó là bao đỉnh luôn rồi. Chất của nó bao đỉnh luôn mọi người ơi. Ống của nó tầm 23, 24. 860 cho chị Mẫn ca. Quầy đẹp nhở, lên form cho em này. Lên form suông nhá, chị nào thích ống không quá rộng mình lấy những con như này. Nó lên form suông cho em này, không quá rộng đâu mọi người ơi. Chất rất đẹp luôn ấy. Chất rất xịn luôn. Rồi bạn này cho em chị nào có vòng eo dưới 72, eo 6872 nhanh tay này. Eo 6872 em đảm bảo mọi người mặc con này bao đẹp luôn. Nhìn gần cái chất nó của em tí các bà ơi. Nhìn gần cái chất nó của em tí ngang với hàng thiết kế luôn. Eo 6872 nhá. 135.000 mã là 965. 135.000 ạ. Lên em mã là 965 chị ơi. Mã là 965 cho em này. Rồi lên một bản size to to đi. Lên một bản size to to đi cho em này. Dáng này là dáng baggy. Nhưng mà baggy kiểu nhẹ nhàng thôi, không phải là ôm chặt đâu nhá. Rồi, đây đẹp quá này. Form này đẹp, chắc là nó có co giãn nhẹ. Có co giãn nhẹ và cái túi này nó là túi túi thật đấy. Túi còn chưa đục luôn đấy các bạn. Túi còn chưa đục luôn đấy. Rồi, bạn lấy cho em chị nào có vòng eo dưới 78 nhá. Eo 75 78 lấy luôn này. Eo 75 78 chất nó co giãn mặc sướng lắm. Chất nó co giãn mặc rất đẹp luôn. Eo 75 78 này. 135.000 mã 24. 135.000 nhá. Lên mã là 24 đi ạ. Đảm bảo có chị mặc những con đấy đẹp. 135.000 lên mã 24. Rồi em có một bản quần trắng cũng khá là xinh này. Quần trắng cho em này. Nó đang hơi bị nhăn đấy, các chị về treo lên cho em nhá. Quần suông à? Ok, suông nhá. Rồi bản này cho em này chị ơi. Chị nào có vòng eo cho em dưới 72 đi ạ. Eo 6872 cho em này. Eo 6872 cho em lên chất lên form rất là đẹp, suông nhẹ, cao dưới 1m6 mặc đẹp cho em nhá. 120 con này thôi, mã 50. 120 mã 50. Rồi lên các chị mấy con ống suông đẹp này. Lên mấy con ống suông này đảm bảo là các chị nhìn rất là thích luôn này. Cạp cao, ống suông cạp cao thì còn gì bằng nữa đúng không ạ? Mặc cái chân dài miên man luôn đi. Ống suông cạp cao mặt này size M bản này. Rồi, mặt này size M bản này, ống suông đây chị ơi. Mềm lắm. Mềm lắm các bà ơi. Mềm lắm luôn ấy. Bản này cho em nhá, chị nào có vòng eo cho em dưới 70 đi ạ. Eo 65 70 này. Eo 65 70 này chất của nó mềm lắm. Lấy 120 con này thôi, mã là 936. 120 nhá. Mã 936 120. Mã là 936 cho em này. Ống suông em còn khá là nhiều bản đẹp đấy mọi người. 120. Ừ, 120 con này nó bị quá. 120 nha. Rồi đây. Xinh nhở. Màu này màu nâu tây. Màu nâu tây nhá. Rồi, mã này size L cho em. Mã này size L cho em này. Chị ơi, xinh quá. Mã này size L cho em này. Đẹp nhở. Mã này size L, con này lên dáng baggy quá là đỉnh luôn đấy. Cạp bán chun đằng sau. Eo cho em dưới 85 đi ạ, eo 80-85 này. Eo 80-85 cho em nhá, lên dáng đẹp nhở. Eo 80-85 cho em nhá. 135.000, mã là 71. 135.000 lên mã 71 đi chị ơi. 135.000 thôi, lên mã là 71 cho em nhá. Đâu nhỉ, em vừa nãy em thấy mấy con suông đẹp á. Suông này size hơi to một tí này, có chị là size to. Có chị là size to không, em tặng cho mấy con suông đẹp á. Chị Hiền Thu. Đây. À con này lên dáng kiểu suông nhẹ thôi. Suông nhẹ thôi nhá mọi người. Nó còn hơi nghiêng về dòng Becky ấy. Nó còn hơi nghiêng về dòng Becky cho em ấy. Rồi bản này cho em nhá. Chị nào có vòng eo cho em dưới 78 đi ạ. Eo 75 78 lấy luôn con này chị ơi. Đẹp nhở. Eo 75 78 chị lên luôn con này cho em này. Chất rất đẹp luôn. Eo 75 78 nhá. 135.000 mã 906. 135.000 lên mã cho em là 906 đi chị ơi. Đây xuông đây. Xuông chị lên con này cho em này, size nhỏ thôi. M cho em này. M. Ôi. Toàn là thương hiệu nổi tiếng luôn. Các báo ơi, nó có sẵn cả cúc chờ đây cho các chị nhá. Để sẵn một cái cúc chờ luôn. Đây xuông đây, chị xuông chị lên con này cũng đẹp này. Màu đẹp nhỉ. Nhìn nó kiểu nó sang ấy. Nhìn nó sang ấy. Xuông cho em bản này nhá. Rồi chị nào có vòng eo cho em dưới 80 đi ạ. Eo 7680 lấy luôn này. Eo 7680 cho em lên dáng xuông. Chị thích dáng xuông eo 7680 chốt luôn con này nhá. Chất rất đẹp. 135.000 mã 261. 135.000 lên mã cho em là 261 đi ạ. 135.000 thôi chị ơi. Ui đây, con này suông này nó là hàng đây này các bà ơi. Xịn chưa này. Mã này size M cho em nhá. Mã này size M cho em nhá. Một thương hiệu rất là lớn của bên Hàn này. Đây ống suông chị lên con này đi. Trời ơi con này quá đỉnh luôn. Con này chị lên ống suông cho em này. Chị nào thích ống suông lên luôn con này đi mà ơi. Đẹp nhở. Lên ống suông con này đi, quá đẹp luôn. Mã này size M cho em nhá.
Mang này size M cho em ạ. Chị nào cho em có vòng eo cho em dưới 78, eo 75-78 nhá. Eo 75-78 cho em hàng hiệu luôn đấy các bà ơi. Eo 75-78 con này quá đẹp luôn này. Lên dáng xuống cho em nhá, người màu xanh than. 135.000 đi, mã là 832. 135.000 ạ, mã là 832 cho em này. Rồi, chất lion. Màu là màu nâu tây. Chất của nó cũng rất đẹp. Bản này size to nhá. Rồi. Lên form này mọi người ơi, đẹp chưa? Xịn nhở? Con này rất xịn luôn ấy. Bản này cho em chị nào có vòng eo dưới 80 đi ạ. Eo 76-80 này. Eo 76-80 nhanh tay. Chất đẹp nhở? Eo 76-80 cho em nhá. Quá đẹp luôn ấy. 135.000 thôi, mã 503. 135.000 lên mua mã 503 đi trời ơi. 135.000. Ôi dồi ôi luôn này các bà ơi. Màu đẹp nhở? Cái màu này nó đúng là chỉ có bên nước ngoài nó có những loại vải như thế này thôi các chị ạ. Này. 503 chị Giang Thảo. Siêu xịn luôn. Siêu xịn luôn. Bản này màu quá đẹp, nhìn cái là biết mặc hàng sang chảnh rồi. Rồi, cái này cho em xanh dáng baggy nhá. Baggy cho em đến giữa đùi ạ. Vòng eo cho em chị nào 70-75. Eo 70-75 các chị lấy con này mặc lên giá baggy cực kỳ tây luôn. Cực kỳ tây luôn các chị ơi. Eo 70-75 cho em nhá. 135.000 đi ạ, lên mã là 84. 135.000 lên mã 84. Rồi, có một con màu hồng này khá là cháy này. Chị ơi, thích màu cháy cháy không? Mặc cháy phố luôn các bà ơi. Eo 80-82 à, ok. Eo 80-82 thì nó sẽ nhiều baggy hơn đấy chị ạ. Eo 80-82 thì nó sẽ nhiều baggy hơn. Ví dụ như con này này, chị nào mà thích màu cháy cháy ấy. Có duy nhất một con màu hồng thôi các bà ơi. Có duy nhất một con màu hồng trong cái lô hôm nay thôi. Eo này đây, eo 80-85 đây cho em này. Eo 80-85 cho em này rất đẹp luôn. Eo 80-85 nhanh tay nhá. Eo 80-85 cho em nhá. 135.000, mã là 955. 135.000, mã 955. Nếu mà size to thì các bà lấy dòng baggy ấy là nó sẽ có nhiều con size to hơn. Size nhỏ thì nó sẽ nhiều suông hơn. Đấy, thật sự là như vậy. Bởi vì sao? Các chị mà đã eo to rồi mà lại còn mặc cái quần ống to thì nhìn nó, người nó to lắm. Thật sự luôn. Đấy, rồi bà này cho em quá đẹp luôn này. Mặc dáng suit baggy nhá. Mặc dáng baggy cho em này. Ôi các bà ơi, con này lên form đẹp quá. Chân của nó cũng rất xịn. Chân của nó cũng rất xịn nhá các bà. Mặc những con này mặc ở nhà, mặc với áo phông cho em cũng bao đẹp luôn. Mặc với áo phông cũng bao đẹp luôn cho em nhá. Rồi bà này cho em chị nào có vòng eo 6872 xanh màu đẹp này. Eo 6872 không đẹp không lấy tiền luôn, thật sự luôn. Những con này eo 6872 nhá, nó độc và lạ lắm. 120 đi, mã 790. Con này 120 nhá. Đấy, mã 7. Lên mã là 790-120 này. Đây, ví dụ những con màu sáng như này này các bạn này. Trông rất đẹp luôn, nó là dáng suông nhưng mà form nó chỉ nhỏ thôi. SM cho em ạ. SM cho em này. Bởi vì cái ống của nó đã suông to rồi, nếu mà mình có vòng eo to nữa thì trông nó như một con cái bao tải ấy. Mọi người ạ, nên mà các chị size to em khuyên thật lòng là mọi người nên lấy dáng baggy thì đẹp hơn. Rồi, con này cho em quá đẹp luôn này. Con này quá đẹp luôn các bà ơi. Không có chị Mai Hà. Bản này cho em nhá, chị nào có vòng eo cho em dưới 65 đi ạ. Eo 60-65 size nhỏ này, XS thôi. Eo 60-65 đảm bảo mọi người rất đẹp. Eo 60-65 nhá, nó xịn luôn đấy. Eo 60-65, 135.000 đi, mã là 779. 135.000 nhá, cho em mua mã 779 đi ạ. Đây. Đẹp nhờ. Lên dáng cuộn quá đỉnh luôn. Lên dáng cuộn quá đỉnh luôn các chị ơi. Rồi con này cho em này. Đấy các bà mặc những con như này này, eo 70-80 thứ. Các chị mặc những con như này này, em đảm bảo nó mặc nó gọn người, nó đẹp lắm, nó sang. Nó sang và nó trẻ nữa, nhìn mình trẻ hơn hẳn luôn. Rồi bản này cho em chị nào có vòng eo cho em dưới 78 nhá. Eo 73-78 cho em này. Eo 73-78 cho em rất đẹp luôn các chị ơi. Eo 73-78 nhanh tay cho em ạ. Lên form này không đẹp thì đúng là không có con nào đẹp luôn. Eo 73-78, 135.000 đi, mã là 384. 135.000 nên em mã là 384 nhá. Còn đeo nếu mà mọi người thích mặc ống suông ấy, dáng rộng ấy thì lấy những con như này. Ống suông form to thì mình lấy những con như này cho em này. Đây, nó lên suông đây nhưng mà suông nhẹ thôi, không phải là cái dáng suông quá là ống rộng đâu các chị ơi. Rồi, bà này cho chị em nào eo 80-85. Chị Hiền Thu. Eo 80-85 chị lên con này đi. Eo 80-85 nhá mọi người ơi. Đấy, suông thì nó chỉ suông đến mức này thôi. Eo 80-85 nhá. 135.000 mã 22. 135.000 lên mã 22 chị ơi. 135.000 ạ, lên mã cho em là 22 nhá. Đây suông này. Nếu mà thích mặc suông size to màu tối thì chị lên con này. Không size to màu tối nhưng nó cũng không quá to đâu. Đây mọi người ơi, đẹp chưa? Nó phải có cái độ cân bằng nhau của cái quần đấy các chị. Chị nào cho em có vòng eo 7882 nhá. Eo 7882 chị lên con này đi này. Eo 7882 cực kỳ đẹp luôn. Eo 7882 lên luôn nhá. 135.000, mã cho em là 26.
135.000, chị lên mã là 26 nhá chị ơi, 135.000 thôi. Lên mã cho em là 26 này. Rồi em có con này cũng đẹp này. Hàng thiết kế cho em này mọi người ơi. Hàng thiết kế cho em nhá, chất rất đẹp luôn. Đảm bảo là mọi người là con này nó giống như ở quần trending nhá mọi người. Đấy, đây. Mặc nó kiểu ôm mọi người, co giãn nhẹ nhưng mà mặc nó không bị lộ, không bị hở, không bị lộ cái vùng nhạy cảm ấy. Đấy con này cho em, lên form suông rất đẹp. Lên form suông rất đẹp nhá. Size của nó vừa phải thôi. Con này cho em chị nào có vòng eo cho em 70-75 đi ạ. Eo 70-75 size M chị lấy nhá. Eo 70-75 này, size M lấy đẹp con này cho em nhá. 70-75 ạ. 135.000. Cho em mã cho em là 855. 135.000 mã 855 cho em nhá. Còn đây size to đây chị ơi. Size to đây. Con này chất của nó khá là dày này, chéo tí kiểu chất dày dày thì mình lấy nhá. Bên em bán theo vòng eo không chị ơi? Chất đẹp nhỉ? Mọi người ơi, bởi vì cân nặng em, mọi người một vòng eo thì cân nặng nó không chuẩn đâu. Cạp nó không có giãn mà, nên mọi người lấy thêm vòng eo cho chuẩn nhá. Ví dụ con này cho em này, eo 7882 chị lấy con này đi. Eo 7882 đi, chất của nó đẹp lắm các bà ơi. Eo 7882 nhá, toàn bộ của nó đây này. Hàng rất là xịn luôn này. Toàn thương hiệu nổi tiếng của bên Hàn đấy các bà ơi. Này, bản này cho em nha, eo 7882 chị lên luôn. Em đảm bảo các chị mặc siêu sướng luôn, nó có giãn nhẹ nữa cơ. Eo 7882, 135.000 đi, mã 518. Mã 518 nhá, cái giá gọi là ngã cây cho các bà rồi. Mã 518 cho em nhá. Rồi, muốn lên màu gì thì comment cho em đi ạ. Size to này, có chị nào mà size to mình lên con này cho em. Size to cho em nhá các bà ơi. Đây, chất đẹp nhờ. Size to này, kéo khóa nhá. Kéo khóa này, kéo khóa túi. Kéo khóa túi cho em ạ. Rồi, chị nào cho em có khoảng vòng eo cho em trong khoảng 80-85 chị lên con này. 80-85 thì bao đẹp luôn các bà ơi. Zip bằng dáng dài cho em nhá. Phong công sở đấy, 80-85 cho em nhanh tay này. 135.000 đi, mã là 534. 135.000 chị lên em mã là 534 cho em nhá. Rồi, bản này cho em thì chất của nó kiểu nó là gọi là như nào nhỉ? Nó mềm và nó phong nó rủ hơn ấy, phù hợp với các bạn trẻ hơn này. Uniqlo size M cho em ạ. Uni size M dáng suông. Chéo thích bằng Uni mình lên con này cho em nhá. Những cái quần này của Uni hàng mới nó rơi vào tầm từ 800-1,1 triệu. Các em bán cho các chị 1/10 cái giá kia thôi các bà ơi. Quá hợp lý luôn này. Rồi đẹp nhờ. Bản này cho em Uni size M nhá. Chị nào 50-55 cân, 50-55 cân nhá. Và có vòng eo cho em dưới 75. Eo dưới 75 các chị mặc được này. Tầm size M ấy, 50-55 cân là ok. Các bạn size M luôn mà. Chất rất đẹp luôn, dáng suông. Lên cho em mã là 918. 918 135.000. 918 cho em nhá. 135.000 đi chị ơi, 918 cho em ạ. Rồi lên vào em màu sáng đi. Có chị nào thích bằng màu sáng không? Đây. Nó là con này nó chất kiểu nó nghiêng về thô nhiều. Chất của con này nó nghiêng về thô nhiều nhá. Lên dáng Becky này, chị nào cá tính mặc con này đi với cả quần đi với cả giày thể thao hoặc giày bánh mì ấy, rất xinh luôn nhá. Rồi eo cho em 6872 này, eo 6872 lên luôn. Eo 6872 chị ơi. Eo 6872 này. Eo 6872 cho em nhá. 135.000 đi, mã 917. 135.000 mã cho em là 917 nhá. Các bà muốn lên size nào thì cứ comment cho em đi ạ. Rồi các chị size to mà để lỡ con này là quá tiếc cho các chị luôn này. Chân của nó đẹp lắm. Các chị size to mà để lỡ con này nó rất tiếc luôn đấy. Chị Yến Bùi Nguyễn. Ui size to lắm nhưng mà cái chất của nó trời ơi nó vô cùng đỉnh luôn các bà ơi. Cái chất của nó vô cùng đỉnh luôn. Trời ơi nhìn gần cái chất của em tí. Các chị ơi. Chị nào size to không? Thật sự luôn này. Con này chị nào size to mà quá đẹp luôn, eo dưới 90 nhá. Eo 85-90 hàng hiệu luôn này các bà ơi. Reactive. Rồi, eo dưới 90 cho em. Eo dưới 90 cho em mặc bay đẹp lắm luôn đấy. Con này sướng nhỏ, eo dưới 90 cho em nhá. 135.000 mã là 941. 135.000 cho em mã 941, eo dưới 90. 135.000 cho em nhá, mã là 941 đi ạ. Rồi đây. Bản này xanh nhỏ thôi. Xanh nhỏ cho em này. Lên dáng suông. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. Lên dáng suông chứ rất đẹp luôn. Chị nào thích mặc dáng suông mình lên con này cho em đi này. Suông suông đẹp chưa? Rồi, vòng eo cho em chị nào eo dưới 77 đi ạ. Eo 7377 cho em lên con này. Eo 7377 chị lên con này cho em nhá. Chất đẹp nhờ. Eo 7377 ạ. 135.000, mã là 57. 135.000 này. Lên mua mã 57 đi chị ơi. 135.000 thôi. Lên mã 57 cho em nhá. Rồi, con này nó là một con quần thể thao. Quần thể thao các chị mặc ở nhà thôi các bà ơi. Mặc đi làm cái con này thì trông có vẻ hơi ấy nhỉ. Mặc ở nhà thôi nhá. Chất của nó thì bao đẹp luôn. Ôi ôi các bà ơi, nó lại size M cho em, hàng siêu xịn. Hàng thể thao siêu xịn luôn này. Nhưng bản này mặc gọi là hết nốt chấm. Đẹp nhờ. Bản này cho em nhỉ. Cạp chung cho em nhá. Trời ơi, con này đến mùa đông có những con này mà mặc thì sướng này các bà ơi. Size to cho em ạ. Chị nào cho em có vòng eo dưới 85 nhá. Eo 80-85 chị lấy được này.
Eo 80, 85 cho em này. Đẹp lắm các chị ơi. Size L, XL cho em, chị lấy con này đi, khuyên thật lòng luôn. 120 thôi, mã 69. Lấy 120 nhá, mã 69, 120 này. Mã 69 cứ bỏ vào tủ để hôm sau mặc các bạn. Đảm bảo những con đấy các bạn hiếm khi mua luôn á. 120 mã 69 cho em nhá. Ừ rồi, ôi dồi ôi. Con này của Nhật. Con này của Nhật nhá các bạn. Chân đẹp nhỉ. Đây, nó lên form như này. Đằng sau của nó là cạp chun nhá các bạn ơi. Đằng trước là cạp cơ sở nhưng đằng sau là cạp chun. Nó là dòng bán chun đấy ạ. Size này size L đẹp. Các chị size L mà con này cho em ổn lắm này. Eo cho em dưới 80 nhá. Eo dưới 80. Eo 75-80 cho em này. ML đi ạ. ML eo 75-80 là bao xịn luôn đấy. Eo 75-80 cho em nhá. Nhìn chất lắm. 135.000 mã là 902. 135.000 lên em mã 902 đi chị ơi. Trời ơi, chị áo công sở size L này. Lên con này cho em. Thật sự mọi người con này quá đẹp luôn. 57 cho chị Thu Minh. Bản này nó quá đẹp luôn. Chị nào thích mặc ống suông này. Chị nào thích mặc ống suông mình lên luôn nhá. Ống suông mà lại còn cạp cao nữa các bạn ơi. Ống suông mà lại còn cạp cao chị nữa cho em này. Chị Thúy Thanh. Rồi, bản này cho em chị nào có vòng eo 75-78 đi ạ. Eo 75-78 này. Trời ơi, cạp cao đẹp quá. Eo 75-78 các chị nhanh tay cho em nhá. Eo 75-78 135.000 mã 82. 135.000 lên em mã 82 chị ơi. 135.000 lên mã 82 cho em này. Dòng bag ghi cho em ạ. Bag ghi cái chất này nó đỉnh lắm các bạn. Nó mỏng nhẹ thôi, không quá dày đâu. Nhưng mà mặc lên sướng lắm. Bag ghi chị nào cao dưới 1m6 thì mặc đẹp hơn ấy. Bag ghi này chị nào cao dưới 1m6 thì mặc đẹp hơn cho em nhá. Vòng eo của chị nào cho em dưới 80 đi ạ. Eo dưới 80. Eo 76-80 chị lấy nhá. Eo 76. Eo 76-80 và chị cao dưới 1m6 cho em mặc bao đẹp con này. 135.000 mã 933. 135.000 nên em mua mã là 933 đi chị ơi. Rồi, hàng hai cạp, à hai cúc xin lỗi, khoảng hai cạp. Hai cúc cho em nhé, size to đi ạ. Hai cúc size to nó là màu nâu. Màu nâu tây luôn này. Trời ơi, bản này rất đẹp luôn. Chị nào mà người kiểu cao cao dỏng dỏng ấy, kiểu vừa to vừa cao ấy thì mặc con này đẹp này. Eo cho em dưới 90 nhá, eo 85-90 này. Eo 85-90 này, người cao to cho em mặc đẹp lắm. Eo 85-90 cho em nhá. 135.000 đi ạ, mã là 500. 135.000 thôi. Mã trên là 500 nhá. Rồi đây, những cái form này thì các bạn trẻ dễ thích hơn này. Các bạn trẻ dễ thích hơn này. Ui, hàng xịn lắm các bà ơi. Siêu cấp vũ trụ luôn. Bên trong nó có hai lớp, có một lớp lót lụa nữa cơ. Quần công sở như bên trong lại có một lớp lót lụa nữa các bà ơi. Thế các bà biết nó xịn như nào đây ạ. Lên dáng baggy cho em này. Form này form trẻ cho em nhá. Form trẻ đẹp, nói chung là cái màu cũng xinh luôn. Rồi, bản này cho em các chị nào có vòng eo cho em dưới 78 đi ạ. Eo 73-78 cho em đẹp này. Eo 73-78 cho em nhá. Lên form quá đỉnh luôn các bà ơi. Eo 73-78. 135.000 lên mã 88 đi ạ. 135.000 lên mã 88 nhá. Rồi em có mấy con quần kẻ. Các chị có thích mặc quần kẻ không? Những con như này này. Em thấy nhiều chị mặc quần kẻ lúc đi ra đường ấy. Thấy mọi người mặc quần kẻ đẹp phết. Đây mọi người này. Toàn là hàng xịn thôi các bà ơi. Toàn là hàng xịn thôi. Này, lên form cho em quá đỉnh luôn. Peggy nhá. Chị áo thích baggy lên ngay. Chị Linh Chu. Chị áo thích mặc baggy lên ngay. Bản này cho em chị nào eo dưới 82 đi ạ. Eo 78-82 cho em này. Thích mặc baggy lên luôn, dưới 1m6 thôi nhá. Dưới 1m6 mặc đẹp hơn. 135.000 mã 947. Chị nào mặc baggy quen rồi thì mọi người sẽ biết đấy, khi mà giơ cái quần lên ấy nó không lên được dáng đâu. Trông nó kiểu bình thường thôi, không đẹp. Nhưng mà khi mặc lên người nó ôm theo đường cong của cơ thể mình ấy, mặc lên nó rất đẹp luôn các bạn ạ. Rồi Uniqlo cho em nhá, size XL. Uniqlo size XL cho em này. Màu đẹp nhỉ? Uniqlo size to. Chị nào cho em có vòng eo cho em dưới 90. Eo 85-90 nhá. Thoải mái đi ạ. Eo 85-90 cho em size to này. Size to mà mua được con hàng hiệu này sướng cho em nhá. 135.000 đi mã là 42. 135.000 chị lên em mã là 42 nhá mọi người ơi. 135.000 ạ. Lên mã trên là 42 này. Rồi, những con như thế này thì các chị mặc ở nhà thôi. Đấy là em tư vấn thật. Đấy là em tư vấn thật. Mặc ở nhà, mặc với cả áo phông, mặc đi chơi thôi mọi người ạ. Bởi vì nó là cạp chun hoàn toàn mà. Cạp chun hoàn toàn này, con này mặc dễ mặc lắm. 50-55 cân cho em mặc đẹp này. 47-55 cân là ok. 47-55 cân nhá, dáng baggy cho em ạ. Mặc rất xịn luôn. Hàng thì quá là đẹp luôn rồi. Hai lớp, bên trong có một lớp lót lụa nữa. Rồi, chị nào cho em 47-55 cân nhá. Cạp chun 100%. Mặc với áo phông, mặc ở nhà, thứ xinh lắm. 120 đi. Má là 992. Chất rất đẹp. 120 nhá. Má 992 cho em, 120 chị ơi. Mã cho em là 992. Rồi, công sở mà không lấy những con như này hơi phí luôn. Công sở mà các bạn không lấy những con như này hơi tiếc luôn ấy. Bởi vì cái chất của nó rất là bay và đẹp. Rồi, lên form cho em này. Màu xanh than đi ạ. Màu xanh than nhá chị ơi.
Chị nào thích màu xanh than mình lên con này cho em này. Chất của nó đanh lắm, nó mỏng thôi nhưng mà chất đanh lắm, mặc mát. Lên cho em con này, chị nào có vòng eo 80-85, eo 80-85 size XL mặc quá đẹp luôn này. Size XL mà thích dáng baggy cho em lên luôn con này các bạn ơi, không phải suy nghĩ nhiều đâu ạ. Xinh lắm. 135.000 mã là 713. 135.000 nhá, cho em mã 713 chị ơi, 135.000. Mã là 713 rồi ôi luôn này. Úi giời ơi luôn con này luôn mọi người ơi. Nó là kiểu loe nhẹ cho em nhá. Lên form này, đỉnh nhờ. Chiều cao trên mét 6 thì mặc càng đẹp. 992 chị Thu Hương. Cao trên mét 6 chị mặc càng đẹp bản này cho em nhá. Xinh chưa này các chị ơi. Cao trên mét 6 mặc càng đẹp cho em ạ. Vòng eo cho em chị nào có vòng eo dưới 75, eo 70-75 là các chị mặc đẹp nhất con này. Eo 70-75 size M nhá mọi người ơi, chất đẹp lắm. Eo 70-75 lên luôn, dáng suông này. Eo 70-75 nhá. 135.000 mã là 517. 135.000 lên mã 517 đi chị ơi, 135.000 này. Rồi, vừa nãy chị nào hỏi em vòng eo 78 mà ống suông ấy thì chị lên con kẻ kẻ như này này, mặc cũng gọn người đấy. Uniqlo mã này size 4 này. Rồi, xinh chưa? Lên form này gọi là quá đỉnh luôn các bà ơi. Form này gọi là quá đỉnh luôn này. Đẹp nhở? Tầm các chị ngoài 40 tuổi mặc là sẽ rất xịn như con này luôn. Bản này cho em chị nào cho em eo 78 đi ạ. Eo 78. Eo 76 80 này. Eo 76 80 cho em, eo 78 là đẹp nhất rồi ấy. Eo 78 là gọi là siêu xịn này luôn. Chất đẹp lắm các bạn. Eo 78 quay đầu. À, xin lỗi, eo 76 80 nhá. Eo 76 80 cho em, con này không đẹp không lấy tiền các bà đâu. 135.000 đi mã 93. 135.000 mã 93 cho em, con này xịn cực. 135.000 nhá. Đây ví dụ như con này như thế này, chị nào mà kiểu không phải là dân công sở ấy, mình thích nhưng mà mình vẫn thích mặc form công sở thì mình lên những con như này cho em này. Là người mà mập mập nó mặc cái con này đảm bảo nó giấu dáng vô cùng. Giấu dáng vô cùng luôn các bà ơi. Bản này cho em nhá, chị nào có vòng eo cho em dưới 90 đi ạ, eo 85 90 này. Bao đẹp luôn các bà ơi. Người mập mập mặc những con như này giấu dáng tốt. Eo 85 90 chị lên con này nhá. Lấy chị em lấy con này 120 thôi chị ơi. Mã là 985. 120 nhá. Mã trên là 985-102 này. Rồi, công sở form trẻ đi chị. Công sở form trẻ cho em này. Nó là bán chung ở đằng sau. Form này form size SM thôi. Form size SM thôi lên chất cực đẹp luôn. Lên form xịn nhờ các bà ơi. Trời ơi, con này lên form cho em quá là đẹp luôn, xuất sắc. Chị nào cho em size SM thôi nhá. Có vòng eo cho em dưới 75. Eo 68-75 cho em cực đẹp này. Cạp đằng sau là chun mà, đằng trước là công sở. Eo 68-75 chị lên con này đi. Đảm bảo mọi người không làm mọi người thất vọng đâu ạ. 135.000 nhá, mã 523. 135.000 đến mã 523. Rồi, em có một con màu này trông cũng rất là đẹp luôn này. Nó độc và lạ ấy, đảm bảo mọi người mà không phải đụng hàng đâu. Nó là hàng thiết kế của em đấy các chị ơi. Này, hàng thiết kế của em nhá. Một thương hiệu rất là lớn, con này chất của nó rất đẹp. Trời ơi, xịn quá này. Sang nhở, sang xịn mịn luôn. Sang xịn mịn mà nó làm kiểu cũng trẻ. Rồi chị nào cho em có vòng eo dưới 80 nhá. Eo 76-80 chị lấy được ạ, size L này. Eo 76-80 nhanh tay chị ơi, chất rất đẹp luôn. Eo 76-80 cho em nhá. 135.000 đi mã là 17. 135.000 nhá, lên mã 17 cho em này. 135.000 thôi. Các bạn muốn em lên form suông hay là form ôm thì nhắn em nhá. Thì comment nha các bạn ơi. Muốn lên form suông hay form ôm này. Còn nhiều bạn xinh lắm. Đây ví dụ như con như này này. Suông này này các chị nào dưới mét 6 nhá. Dưới mét 6 cho em thì lên con này đi. Đảm bảo mọi người mặc bao sang chảnh luôn này. Bao sang bao chảnh luôn các chị ơi. Dưới mét 6 thôi. Dưới mét 6 mình mặc nó sẽ đến mắt cá chân của mình thì nó đẹp sang hơn nhiều. Và đây cho em eo dưới 82, eo 78. Eo 78-82 cho em nhá. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Này, lên cái quần trông ổn không? Eo 78-82 và cao dưới mét 6 cho em ạ. 135.000, mã cho em là 366. Ai bảo là người thấp thì mặc quần ống rộng không đẹp đúng không chị? Chẳng qua là các chị chọn chưa đúng dáng quần thôi. Mọi người chọn đúng cái dáng quần mà nó phù hợp với cái dáng người của mình ấy thì mặc rất đẹp luôn. Ví dụ như con vừa xong chị nào cao mà gầy mặc nó không đẹp lắm đâu, nhưng mà người thấp thấp mà mập mập là mặc rất xinh. Đấy. Con này cho em đẹp nhỉ? Đây cà của nó đằng sau này. Cà của nó cũng xinh luôn các bà ơi. Rồi, lên form này cho em đi ạ, màu xanh pastel, size to, LXL. LXL cho em nhá. Chị nào cho em có vòng eo cho em dưới 80 đi ạ. Eo 75-80 chị lên con này. Eo 75-80 cho em nhá. L cho em phải XL, XL gì đó này. Eo 75-80 đằng sau là bán chun co giãn nhẹ mà người mặc vẫn thoải mái. 135.000 đi mã 352. 135.000 lên mã 352 nhá. Rồi, em có một con màu trắng này chất đẹp vô cùng luôn các bà ơi. Nhưng mà kiểu gấp nó bị chèn nhiều ấy. Uniqlo mà, size XL cho em này.
Uniqlo mà Uniqlo ống rộng cho em ạ, đang hơi bị nhăn một tí, mọi người về treo lên cho em đảm bảo rất đẹp luôn này cho em. Đảm bảo con này thì các chị mặc phê luôn đấy mọi người ạ. Uniqlo size XL. Bảo này cho em là một cái trong những cái dòng mới nhất của Uni này. Eo cho em dưới 85 đi ạ, eo 80 85 bao xịn luôn. Eo 80 85 mọi người ơi, chất đẹp lắm. Eo 80 85 cho em nhá. 135.000 mã là 961. 135.000 mã 961 cho em này. Rồi, trời ơi, con này là hàng của một thương hiệu rất là lớn. Màu nó hơi cháy một tí. Chị ơi thích màu nó, gọi là nó hơi hơi nổi bật ấy. Thì mình lấy con này cho em nhá. Hơi nổi bật cho em, mình lấy con này, chất nó đẹp vô cùng luôn này. Chất nó đẹp vô cùng luôn các bà ơi. Bản này cho em, chị nào size XL đi ạ. Size XL cho em nhá. Vòng eo của chị nào dưới 80, dưới 87 đi ạ. Eo 83, eo, xin lỗi, eo 85, 87 mặc ok này. Eo 85, 87 mặc ok nhá. XL hay XL gì đó. 135.000, mã là 929. 135.000 nhá, lên mã xem là 929 này. Rồi những con đu như này các bạn mặc mùa hè là em đảm bảo là rất sướng luôn. Những con đu như này các bạn mặc mùa hè cho em là bao sướng luôn này. Nó là đu nhá. Co giãn tốt ạ. Bản này cho em nó là của cái gì đây? MLB này mọi người. Con này quá đẹp luôn. Mặc ở nhà thôi nhá các chị ơi, con này không mặc đi làm đâu, mặc ở nhà thôi. ML này, 50 60 cân. Rất đẹp luôn. ML cho em nhá, 50 60 cân. Chị nào lấy được con này sướng này. ML cho em này, 50-60 cân đi chị ơi. Màu xanh than cho em ạ, chất của nó là đũi, mặc cực kỳ mát luôn. Lấy các chị 120 thôi, mã là 47, đũi xịn đấy. 120 mã là 47 nhá, chất rất xịn. 120.000 mã là 47 cho em ạ. Chào lấy được con đấy, mặc ở nhà là bao sướng luôn. Mã 47 cho em nhá. Một chốt chị Đoàn Loan. Rồi ôi, đây ống suông đây các bà ơi, ống suông size M đây. Chị cho chị Nguyễn Thị Phương Linh. Ống suông size M đây, chị nào thích ống suông mình lên con này luôn cho em này. Đảm bảo mặc bao đẹp luôn. Ống của nó tầm 24 rất là vừa phải nhá, không quá to đâu. Mình lên cho em con này eo 75 78 đi ạ. Size M đẹp này, ML gì đó này. Eo 75 78 lên form quá đỉnh luôn các bà ơi. Eo 75 78 cho em nhá. 135.000 mã là 991. 135.000 mã là 991 cho em ạ. 135.000 mã là 991. Đây những con như này như thế này. Các chị nào thích mặc công sở mà thích mặc kiểu form công sở nó đứng quốc nguồn ấy mà lại không thích mặc cặp, cặp công sở thích mặc cặp chun thôi thì mình lấy con này này. Trời ơi quá đẹp luôn các bà ơi. 50 55 cân không đẹp cho quay đầu luôn này. 50 55 cân nhá. Con này cặp chun này lấy 120 đi. Mã cho em là 901. 120 nhá, mã 901 này. Toàn là hàng xịn thôi. 120 cho em ạ. Mã là 901 chứ 120. Mã là 901 này. Rồi, chị nào form to mà thích mặc ống suông này. Thích mặc ống suông, nó suông nhẹ thôi nhá, không phải là suông ống suông to đâu, gọi là suông thôi chứ không phải là ống loe ống vẩy gì đâu nhá các bà ơi. Đây này, lên con này cho em. Đảm bảo mọi người chất của nó bao phê luôn. Size tầm size L là ok con này cho em này. Rồi, chị nào có vòng eo cho em dưới 82 đi ạ. Eo 7882 cho em đỉnh của chóp luôn các bà ơi. Eo 7882 mà thích mặc ống suông này, vừa nãy em thấy có chị nào hỏi đấy. Mình lên con màu đen này là ổn nhất đấy. Con màu đen này là ổn nhất cho em này. Chị Khánh Quỳnh. Eo 7882 nhanh tay nhá. Eo 7882 các chị nhanh tay được con này đẹp này. 135.000 đi mã 75. 135.000 ạ, lên em mã 75 nhá. 135.000 thôi. Lên mã cho em là 75 này. Rồi lên mà em baggy đi chị ơi. Baggy size L. Baggy size L lên dáng này cũng rất là ôm đẹp này. 75 cho chị Nguyễn Thị Phương Linh. Xinh thế các bà ơi, cái màu này đẹp cho em nhá. Bản này cho em chị nào có vòng eo dưới 80 đi ạ. Eo 7680 nhanh tay này. Eo 7680 lên chất quá đỉnh luôn. Eo 7680 cho em á. 135.000 mã 37. 135.000 chị lên mã 37 nhá. Rồi, chị nào mà size to mà lại còn thích mặc ống suông nữa thì mình lên con này cho em này. Rồi. Ồ, bản này size to cho em nhá mọi người ơi. Size to cho em nhá. Chị nào size to lấy bản này đi, nó là ống loe nhẹ cho em ạ. Và chị nào cao dưới 1m6 thì mặc càng đẹp. Eo cho em dưới 90. Eo 85-90 cho em nhanh tay này. Xinh nhở. Eo 85-90 cho em nhá. 135.000 mã là 945. 135.000 nhá. Lên mã là 945 cho em ạ. Trời ơi con này đỉnh luôn các bà ơi. Con này đỉnh luôn này. Đảm bảo chị nào lấy được con này là mặc quá sướng luôn. Cặp của nó là cặp chun 100% nhưng mà mình đóng đai vào đây nó vẫn thành công sở cho em. Rất đẹp luôn nhá. Mặc thoải mái mà vẫn đẹp cho em này. Vòng eo cho em các chị nào dưới 77 đi ạ. Eo 70-77 thoải mái đi. Size M cho em nhá. 50-55-56 cân ok này. Lên form đẹp nhở. 50-55-56 cân cho em nhá. Màu xinh á, màu rêu ạ. 135.000 mã là 527. 135.000 nhá. Lên mã là 527 cho em này. Rồi em lên một con nâu tây đi chị ơi. Lên một con nâu tây cho em này. Đảm bảo mọi người là con này nó quá đẹp luôn này. Size to nhá. Size to cho em này. Rồi. Xịn nhở. Lên giá của nó này. Vòng eo chị Thu Minh. Vòng eo chị nào cho em dưới 85 nhá.
eo 82, 85 lấy luôn các chị ơi, không phải suy nghĩ nhiều. Eo 82, 85 thật sự con này nó quá đẹp luôn này, màu cũng xinh luôn á. Eo 82, 85 các chị lên luôn con này nhá. 135.000 cho em mã là 999. 135.000 ạ, lên mã 999. Ôi con này, ôi trời ơi luôn các bà ơi. Đẹp nhờ. Mặc với sơ mi trắng hết nước chấm. Mặc với sơ mi trắng này. Này. Toàn là hàng hiệu thôi các bà ơi. Rồi bản này cho em quá đẹp luôn, chị áo size to lấy luôn. Chị áo size to lấy luôn, trời ơi lên dáng này. Thích nhờ. Nhìn cái quần của nó, chất của nó, nhìn nhận ngoài về là mọi người sướng lắm. Vòng eo cho em các chị nào dưới 82, eo 78, 82 nhá. Eo 78, 82 thì mình đang thấy chị nào hỏi size to, ống suông này, mình lên con này cho em đi. Nhận hàng về không đẹp em cho quay đầu hoàn hàng, ok không mọi người ơi. Con này cực kỳ xịn luôn ấy. 135.000 thôi, mã là 919. 135.000 nhá, đây mã là 919 đi ạ. Rồi size to tiếp này, ôi có mấy con size to liền nhau cho các chị size to tha hồ mà chọn này. 27 cho chị Đoàn Loan. Lên chất này gọi là lên form này Becky gọi là quá là ok luôn các bạn ơi. Becky lên con này quá ok luôn cho em này. Bản này cho em chị nào có vòng eo dưới 85 đi ạ. Eo 82, 85 không lấy con này thì lấy con nào đây. Thật sự luôn này. Eo 82, 85 các chị lấy được con này là sướng đấy. 135.000 thôi, mã là 30. 135.000 nhá, mã là 30 cho em này. Rồi. Đây. Bản này cho em con này nó nghiêng về chất thô các bạn. Nó nghiêng về chất thô, hàng của Forever 21 nhá. Đây, lên form này, xinh nhở. Lên form xinh quá các bạn ơi. Bạn này cho em nhá, chị nào có vòng eo dưới 80 đi ạ. Eo 76, 80 cho em nhanh tay này. Back đi, eo 76, 80 hàng hiệu nhá. Forever 21, 135.000, mã là 940. 135.000 lên mã 940 cho em ạ. Chị áo chốt được nhiều nhiều rồi thì mình tranh thủ chuyển khoản cọc cho sau một ít để được chốt tiếp nhá. Rồi, bạn này cho em, trời ơi. Hàng của Ý luôn nhá mọi người, Italia này. Size M cho em. Lên dáng Becky con này gọi là đúng là nhìn là biết hàng nước ngoài mọi người ạ. Nhìn con này là biết hàng nước ngoài luôn này. Bản này cặp bán chung ở đằng sau. Nó là tầm size M là ok. Eo cho em 6872 đi ạ. Eo 6872 nhanh tay này. Eo 6872 cho em chất rất đẹp luôn các bạn ơi, sang lắm. 135.000 mã là 842. 135.000 mã 842 cho em nhá. Rồi đây, cái chất này cũng rất xịn luôn này. Size M cho em là đẹp ạ. Size M cho em là đẹp. Uniqlo đúng rồi, bản này size M đây. Để xem nào. Chị nào cao dưới 1m6 thôi nhá mọi người. Cao dưới 1m6 thôi là ok cho em này. Chị nào cao dưới 1m6 và vòng vòng eo cho em 7378 đi ạ. Eo 7378 cho em nhá. Chất rất đẹp luôn. Eo 7378 nhanh tay cho em. 135.000, mã là 242. 135.000, mã cho em là 242 nhá. Quần màu trắng size to. Có chị nào có size to không, em tặng cho con màu trắng này đẹp này. Size to cho em nhá. Rồi đây, nó lên form như này. Nó là baggy dáng dài. Baggy dáng dài nhá, trắng tinh luôn á. Chị thích mặc trắng tinh luôn này. Eo cho em dưới 87, eo 85, 87 cho em ok. Eo 85, 87 cho em nhá, chất rất đẹp luôn. 135.000 đi, mã là 38. 135.000 đi, mã 38 cho em này. Trời ơi, trời ơi, con này luôn này các bà ơi. Chèo size to là mà thích baggy nữa thì thôi đấy nhở. Thích baggy đó, con này cho em thì gọi là đỉnh luôn này. Mác ránh size 88 cho em, hàng của Nhật ý. Con này là hàng của Nhật không phải Hàn. Rồi, con này chất rất đẹp luôn các bà ơi. Size to cho em nhá. Chị áo size to mình lên này. Bản này cho em chị nào eo dưới 90 đi ạ. Eo 85-90 nhanh tay. Eo 85-90 nhá, không có gì phải chê luôn. Eo 85-90 cho em này, nhanh tay. Eo 85-90 cho em ạ. 135.000, lên mã cho em là 835. 135.000 nhá, lên mã là 835 này. Rồi, bếp đi cho em size, size L. Bếp đi size này size L cho em này. Rồi, Uniqlo tiếp ạ. Đẹp nhờ. 835 cho chị Tuyết Mai. Đẹp quá các bạn. Bếp đi size L cho em này. Chị nào có vòng eo cho em dưới 85, eo 80-85 nhanh tay nhá. Eo 80-85 cho em mà người thấp thấp ấy, cao dưới 1m6 lấy luôn này. 135.000, mã là 266. 135.000 lên mã là 266 cho em nhá. Rồi, chị nào thích kẻ không? Thích kẻ em lên con này kẻ kẻ tối màu. Kẻ tối màu cho em nhá. Rồi, Uniqlo mang cái size L cho em. Uni size L này. Chị nào thích mặc hàng hiệu mình lên con này nhá. Uni size L cho em, cạp của nó là cạp bán chun ở đằng sau ạ. Rồi, lên con này cho em, chị nào có vòng eo cho em dưới 85. Eo 80-85 lên luôn con này này, mang đáy size L. Eo 80-85 cho em nhanh tay nhá. Eo 80-85 ạ. 135.000, mã là 222. 135.000, cho em mã là 222. Trời ơi. Rồi đây, xinh chưa, xinh chưa, xinh chưa, xinh chưa. Này, xịn nhờ. Size to cho em nhá. Lên dáng baggy này, con này chị áo cá tính một tí mặc bao đẹp luôn. Chị áo cá tính một tí mặc bao đẹp luôn cho em, màu nâu tây đi ạ. Lên cho em
chị nào có vòng eo cho em dưới 87 nhá. Eo 83, 87 nhanh tay cặp bán chun ạ. Eo 83, 87 size to mà con này cho em gọi là bao đẹp luôn mọi người ơi. 135.000 thôi, mã là 709. 135.000 này, lên mã là 709 cho em ạ. Rồi, màu đen đi chị ơi. Màu đen đi, dáng đẹp đi nè. Ui, con này chất đẹp lắm. Chất đẹp lắm các bà ơi. Chất của nó cực kỳ đẹp luôn, mang lại xanh màu cho em này. Mang lại xanh màu nhá. 50-55 cân các chị ok, vòng eo 70-75 đi ạ. Eo 70-75 nhá, tầm 50-55 cân này các chị mặc con này rất đẹp luôn, cả bán chung cho em ạ. Kho giãn đằng sau, 135.000 mã 316. 135.000 nhá, lên mã là 316 cho em này, 135.000 thôi. Lên mã là 316 cho em rồi, con này công sở size to, các chị mặc size to này quá đẹp luôn này. Chèo size to mà con này cho em là quá đẹp luôn đấy mọi người. Uniqlo cho em này, size này là size XL. Uni size XL cho em nhá, lên giá bag đi cho em ạ. Rồi, chị nào thích mặc bag đi mình lên con này cho em này. Xịn nhở, xịn quá. 79 cho chị Mẫn K. Rồi, bản này cho em các chị nào eo 90 quay đầu, eo 85-90 nhá, mắt này size XL đây. Eo 85-90 chị lên bản này đi ạ. 135.000, mã cho em là 51, 135.000 nhá, mã 51 cho em này. Con này hàng còn nhiều ấy lắm. 135.000 mã là 51 cho em nhá, uni size XL ạ. Rồi, lên dáng suông đi chị ơi. Lên dáng suông cả cái màu xanh than cho em. Form nó là form cứng nha em này. Rất là xịn luôn các bà ơi, nhìn những cái tang của nó ấy. Nhìn kiểu mà biết hàng xịn luôn ấy. Này, xinh, xinh nhở. Con này cho em nó là form suông nhá. Chị thích form suông thì mình lên con này có túi ở hai bên sườn. Màu này là màu đen cho em ạ, cạp cao. Màu đen cạp cao nhá, chị nào thích mặc tôm dáng lấy con này. Eo cho em 75-78 nhanh tay này. Eo 75-78 mọi người ơi, quá đẹp luôn. Eo 75-78 cho em nhá. 135.000 đi, mã là 13. 135.000 mã là 13. Cái giá này mọi người gọi là, nếu mà chị nào chưa mua quần nhé thì mọi người mua thử một bản để trải nghiệm xem nhá. Rồi, còn chị nào đã mua quen rồi thì thôi nhỉ mọi người, chắc là nghiện luôn đấy. Rồi bản này cho em size to này, baggy, lên dáng đẹp nhở. Nó nhẹ nhàng thôi mọi người ơi, baggy hàn nên mà em đã nói từ đầu rồi, nó không quá dày đâu. Chị Nguyễn Thị Phương Linh chụp con eo 80-85 đi. Eo 80-85 chị lấy con này này, rất đẹp luôn các bà ơi. Eo 80-85 nhanh tay cho em nhá. 135.000 ạ, mã là 536. 135.000 nên mã cho em là 536 nhá. Chị chuyển khoản cọc đi thì mới được tiếp chị lên không. Rồi bản này cho em Uniqlo size XL. Uni size XL cho em này. Form này nó là form baggy cho em nhá. Chị ơi có sẵn đai chờ rồi, mọi người đóng đai mà cũng rất đẹp. Size to cho em ạ, à, eo cho em dưới 90, eo 85-90 các chị mặc thoải mái này. Eo 85-90 cho em, mang cái size XL nhưng form nó to lắm mọi người ạ. Eo 85-90 cho em nhá, chị nào eo 85-90 thì lấy này. 135.000 mã 94. 135.000 lên mã 94 cho em ạ, à. Rất nhiều con đẹp luôn này. Ôi các bà ơi, con như này không lấy, lấy con nào đây? Những bản như thế này không lấy thì lấy bản nào đây các bà ơi? Toàn bộ là hàng xịn. Chị dâu tây. Mang cái size M cho em này các bà ơi. Mang cái size M cho em này, lên chất lên dáng này. Mã này size M cho em nhé, cặp bán chung ở đằng sau. Chị nào cho em có vòng eo dưới 80 đi ạ. Eo 75-80 lên con này nhá. ML này. Eo 75-80 cho em chị lên con này được ạ. Eo 75-80 chất rất đẹp. 135.000, mã cho em là 60. Một khoảng tầm 97% là nó là có túi á mọi người. Nó là có túi ở hai bên. Rồi con này cho em baggy. Đỉnh nhờ. Baggy con này quá đỉnh luôn các bạn ơi. Baggy con này mỏng nhẹ và rất là đanh, quá đỉnh luôn này. Vòng eo cho em dưới 76-80 nhá. Eo 76-80 chị lên con này đi. Eo 76-80 này chất cực kỳ đẹp luôn các bà ơi. Eo 76-80 nhá. 135.000 mã 80. 135.000 mã 80 cho em ạ. Rồi. Đây. Size nhỏ này mọi người ơi, size nhỏ cho em nhá. Chị nào cao dưới 1m6 thôi thì con này nó sẽ đẹp hơn. Cao dưới 1m6 thôi nhá mọi người ơi, size không nhỏ lắm đâu nhưng mà người trẻ thấp thấp ấy. Cao dưới 1m6 cho em bản này nhá, chất rất đẹp luôn các bà ơi, không bao giờ bị nhăn đâu ạ. Rồi, chị nào có vòng eo cho em dưới 82, eo 7882 nhá. Eo 7882 và cao dưới 1m6 cho em là đẹp nhất bản này. 135.000 đi, mã là 760. 135.000 nhá, mã là 760 cho em này. Ờ đây, em có một con màu trắng nó có cái hình thêu hoa ở chỗ này. Chị nào điệu điệu mà thích hình thêu thì mình lấy bản này cho em này. Size to cho em nhá mọi người ơi, lên dáng baggy cực đẹp luôn các bà ơi. Lên dáng baggy rất đẹp luôn, chị nào thích màu trắng thì lên nhá. Thích màu trắng mình lên luôn cho em này, có cúc dự phòng luôn, hàng xịn ạ. Eo cho em dưới 87, eo 83 ta. Xin lỗi, eo 85-87 này. Eo 85-87 nhanh tay các chị ơi, chất đẹp lắm. Eo 85-87 nhá. 135.000 mã là 79. 135.000 mã 79 nhá. Đảm bảo mọi người là với 135.000 một cái con quần này thì mọi người mua về mọi người mặc là mọi người sướng lắm luôn. Nó là hàng hàn xịn mà. Hàng hàn xịn cho em này, mang lại size 110 size to. Ôi trời ơi con này siêu to khổng lồ luôn nhưng mà chất của nó rất đẹp các bà.
siêu to khổng lồ luôn, nhưng mà chất của nó đẹp vô cùng luôn. Có chị nào big size không? Ở đây có chị nào big size không? Em tặng cho con này đảm bảo mọi người sướng luôn này. Uầy, eo cho em chị nào 110 quay đầu nhá. Eo 110 quay đầu chị ơi. Rất giá xịn luôn ấy. Chị nào eo 110 quay đầu, con này em lấy tặng mọi người luôn 120 đi. Mã là 942. 120 nhá. Lên mã cho em là 942, đảm bảo các chị mặc bao đẹp luôn ấy. 120 ạ, lên mã là 942. Rồi, form cơ bản thôi này. Form của nó là form cơ bản thôi, chị nào LXL cho em. Bao xịn luôn, cao trên mét 6 hãng lấy nhá các bà ơi. Cao trên mét 6 các bà hãng lấy cho em con này. Cao trên mét 6 hãng lấy nhá chị ơi, size to tầm XL ấy. Vẫn ca. XL mặc là đẹp này. Chị nào có vòng eo cho em 8590. Eo 8590 lên luôn, trời ơi. Eo 8590 và cao trên mét 6 nhá, chị nào kiểu cao to ấy, mặc con này cực đẹp luôn. 135.000 đi mã 86. Chị dâu tay 135.000 mã 86 nhá. Rồi dáng xuông tiếp này. Dáng xuông tiếp chị nào thích mặc đây. Cao trên mét 6 hãng lấy nhá mọi người, khuyên thật lòng luôn, cao trên mét 6 hãng lấy. Con này đẹp nhờ. Cao trên mét 6 hãng lấy mặc thì cực kỳ rôm dáng luôn. Tầm size L là ok. Chị nào cho em có vòng eo dưới 82, eo 7882 nhá. Eo 7882 LXL này mọi người ơi. Lên form một chân dài miên man. Eo 7882 cho em ạ. 135.000 đi, mã là 595. 135.000 nhá, lên lên mã là 595 chị ơi. Rồi, mọi người ơi, muốn em lên màu nào và size như thế nào thì comment cho em nhá. Size to hay size nhỏ, kiểu dáng suông hay baggy. Mọi người comment lên nhá. Tương tác tích cực lên cho em đi các chị ơi. Thả tim, thả like các kiểu vào đi ạ. Và đây hàng của Gu này, nó là một con yếm các bạn. Nó là một con yếm cho em này. Đây này, mặc lên nó sẽ là như này. Rô lên như này mọi người không thấy cái dáng nó không, đại khái là bên trên là yếm nhá, còn bên dưới nó là như này. Bên dưới nó vẫn là cuốn thôi. Bên dưới nó vẫn là cuốn thôi, bên trên là yếm thì mọi người mặc với sơ mi hoặc là áo phông cho em đều rất đẹp nhá. Đây đẹp chưa này? Đấy cái cuốn của nó này. Em cho mọi người xem riêng cái cuốn thôi, size M cho em nhá. 55 cân quay đầu đi ạ. Size M này, mắc đánh size M luôn này. 55 cân quay đầu cho em, hàng của Vu. Đây bản này cực kỳ xịn luôn các bạn ơi. Chị nào dưới 55 cân này, 50 55 cân lấy được nhá. Trận xịn lắm, 50 55 cân vòng eo cho em 70 75 đi ạ. 135.000, mã là 34 một con yếm. 135.000 một mã 34, các chị mua nó con yếm đấy là quá hời luôn đấy. Quá hời luôn đấy các bạn. Màu này cũng đẹp cho em nhá. Màu này cũng rất xinh này, cả bán chun đằng sau dễ mặc. Form này lên công sở gọi là đỉnh của chóp luôn các bạn ơi. Công sở lên con này gọi là đỉnh luôn này. Size M cho em là đẹp ạ. À. Chị nào có vòng eo cho em 73 78 nhá. Eo 73 78 chị lên con này đi. Cực đẹp luôn, eo 73 78 cho em size M này. 135.000, mã là 935, con này yêu kilo nhá. 135.000, mã là 935 cho em ạ. Rồi, size đây, cạp cao cho em này. Ôi mọi người ơi, mã này size 55. Hạn kéo khóa ở bên sườn, chị nào thích kéo khóa ở sườn thì lấy nhá. Chị nào cao dưới mét 6 thôi. Cao dưới mét 6 thôi thì mình lên con này nó sẽ đẹp hơn. Bản này cho em chị nào có vòng eo dưới 77 đi ạ. Eo 73 77 nhanh tay này. Eo 73 77 nhanh tay cho em nhá, cao dưới mét 6 thôi. Lấy 120 con này đi, mã là 916. 120 nhá, mã 916 nó là dáng ngắn ngắn. 120 mã 916 cho em này. Rồi con này không đẹp thì lấy con nào đây? Bản này không lấy thì lấy bản nào đây các bà ơi? Xịn sò lắm lắm luôn ấy. Anna Kari cho em nhá mọi người ơi. Chất rất đẹp. Xinh nhở. Chị nào điệu điệu thì mình đóng cái đai ở đây vào cho em. Điệu điệu mình đóng cái đai ở đây vào cho em nhá. Màu xinh nhở. Bản này cho em cạp cao đi ạ. Các chị mặc với áo phông cũng xinh chứ không nhất thiết là phải áo sơ mi nhá. Rồi cho em vòng eo 7378 đi chị ơi. Eo 7378 chị lên con này đi, chất rất đẹp luôn này. Eo 7378 cho em nhá. 135.000 mã là 962. 135.000 lên mã cho em là 962 đi chị ơi, 135.000 thôi. Lên mã cho em là 962 nhá. Đây những con quần như này đẹp này. Suông cho em này. Không khác gì một con mọi người đi may thiết kế luôn đấy các bạn. Bản này có hàng của Vu, mắc đánh size L. Vu size L này. Cao của nó là bán chung. Đây lên xinh chưa? Vu mắc đánh size L cho em nhá mọi người ơi, lên đẹp quá đẹp luôn này. Vu này, mắc đánh size L cho em, nó là dòng baggy ạ. Chị nào cho em có vòng eo dưới 78, eo 7378 cho em nhá. Cặp bán chun dễ mặc lắm. Eo 7378 nhanh tay, chất xinh lắm. Eo 7378 cho em 135.000 đi mã 92. 135.000 nhá, lên em mừng mã 92 đi chị ơi. 135.000 ạ. Lên cho em mã là 92 nhá. Đây, để xem con này đẹp nào. Đây con này xinh này các bạn ơi. Xuông cho em này. Chị thích mặc xuông mình lên con này. Thích mặc xuông lên con này đi chị ơi. Đỉnh của chóp luôn các bạn ơi. Xuông nhưng mà nó là kiểu bên dưới có sắn gấu nhá. Đây cài khuy vào cho em. Cài khuy vào cho em này. Đây lên form đẹp chưa? Lên form đẹp đúng đậm chất công sở luôn các bà ơi. Bản này cho em nó là chất kiểu cát đấy bà. Cát hàn cho em nhá. Eo cho em 7578 lấy đi ạ. Eo 7578 cho em này. Chất rất xinh luôn, mặc bay lắm. Eo 7578 nhá. 135.000 cho em mã 52.
135.000 ạ. Cho em mã là 52 chị ơi. Rồi con này thì đặt công sở luôn này. Nó máy kiểu hàng thiết kế riêng ấy. Kiểu hàng thiết kế riêng, con này size S cho em này. Xinh nhở. Con này size S nhưng con này khá là to. SM các bạn ơi. SM cho em nhá. Quá là đẹp luôn con này nhỉ mọi người. Ống suông, chị thích ống suông này lên luôn này. Phong này cho em chị nào có vòng eo dưới 80, eo 76-80 nhanh tay này. Eo 76-80 chất đẹp quá chị ơi. Eo 76-80 cho em nhá. Em lấy các chị bản này 135.000 cho em mã là 976 đi ạ. 135.000 cho em mã là 976 nhá. Các chị ơi, chị nào đang xem rồi thì mình chấm bài lên tương tác cho em nào. Chấm bài lên tương tác cho em nào. Em thấy mọi người có trăm chị đang xem mà thấy cứ im im lìm lìm mà. Không biết là mọi người cần cái sản phẩm như thế nào, màu gì hoặc là size như thế nào thì em sẽ lên theo yêu cầu của các chị nhá. Mọi người tương tác tích cực lên cho em nhá. Nhưng con này thì thôi đó mọi người ơi. Hàng này đảm bảo là mặc không bao giờ bị đụng hàng luôn. Không bao giờ bị đụng hàng luôn, có túi ở đằng sau không nữa. Rồi bảo này cho em chị là size to. Vòng eo cho em dưới 90. Eo 85-90 lên luôn con này đi. Eo 85-90 nhá, chất quá đỉnh luôn. Eo 85-90, 135.000 mã 904 này. 135.000 ạ, lên mã cho em là 904 này. Rồi lên con màu sáng đi. Trời ơi bản này các chị không lấy là quá tiếc luôn này. Các chị không lấy bản này là quá tiếc luôn. Trời ơi nhìn nó 3-4 lần tăng mát là mọi người biết hàng xịn như nào rồi đúng không ạ. Lên phong này cho em đi mọi người. Con này đẹp lắm luôn đấy, dáng baggy này. Dáng baggy nhá, size này size tầm ML cho em là ok. ML là ok, eo cho em là dưới 80. Eo 76-80 cho em này, cực kỳ đẹp luôn. Eo 76-80 cho em nhá, chất nó đẹp lắm các bạn ạ. 135.000 mã là 31. 135.000 chị lên đem mã 31 nhá. Rồi có một con màu đỏ đô này gọi là đỉnh luôn này các bạn ơi. Chị nào thích mặc màu đỏ đô không thể bỏ qua con này, hàng của Gu cho em. Mark nó đánh size XL này nhưng mà form này nhỏ thôi, L thôi. Trời ơi con này lên form nó đẹp quá các bạn ơi. Chị nào thích màu đỏ đô lấy luôn này. Chị thích màu đỏ đô lấy luôn, con này em cam kết đẹp luôn. Em cam kết cho mọi người con này rất xịn nhá. Chị nào mà vớ được con này là quá sướng luôn này. Bản này cho em chị nào có vòng eo dưới 82 đi ạ. Eo 76-82 nhá, cặp bán chun ở đằng sau nên mặc nó dễ thôi. Eo 76-82 chị lên con này không đẹp em cho quay đầu hoàn hàng luôn này các chị ơi. Eo 76-82 cho em 135.000 đi, mã là 35. 135.000 lên mã cho em là 35 nhá. Ôi rất đẹp luôn đấy, 135.000 thôi ạ. Lên mã là 35 cho em này. Đây con này cũng thế này các bạn ơi, Uniqlo cho em nhá. À con này HM chứ, xin lỗi mọi người. Con này hàng của HM cho em, dáng baggy này. HM baggy cho em nhá. Đẹp quá đấy các bạn ơi, không bao giờ bị nhăn đâu. Cho chị Giang Thảo. Con này không bao giờ bị nhăn đâu các bạn ơi, chị nào thích HM thì lên nhá. Bản này cho em chị nào eo 70-75 lên luôn. Eo 70-75 mà thích mặc baggy lên luôn con HM này cho em. Đảm bảo cơ hội hiếm có cho mọi người mua hàng hiệu. 135.000 mã là 964. 135.000 mã 964 cho em nhá. Rồi ôi, con này cho em đỉnh quá. Chị nào size to to một tí thì lấy này. Hàng này là của Uniqlo size L cho em. Uni size L nhá mọi người ơi. Chắc nó đỉnh nhờ. Uni size L cho em này. Đẹp quá mọi người ơi. Chuẩn L luôn đấy, lên dáng suông. Chị thích dáng suông lên luôn. 964 chứ chị xanh ánh. Thích dáng suông lên luôn, eo cho em 7882. Eo 7882 này thích dáng suông bạn lên luôn cho em con này đi. Trời ơi, không bao giờ làm mọi người thất vọng con này đâu. Eo 7882 chốt nhanh nhá. 135.000 mã 53. 135.000 lên mã 53 đi trời ơi, 135.000 nặng lên mã 53. Rồi ôi con này đẹp chưa này, trời ơi trời ơi. Hàng của Gu cho em mặc cái size L này. Gu size L cho em. Ống rộng nhá, chị nào thích mặc ống rộng luôn đấy, không phải ống suông đâu, con này là ống rộng luôn này. Các bạn trẻ thường rất thích phong này luôn này mọi người. Mặc kiểu nó sang ấy, nó sang mà nó trẻ. Rồi lên cho em con này, chị nào có vòng eo cho em dưới 80, xin lỗi, eo cho em dưới 78 nhá. Eo 75-78 cho em nhanh tay này, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Eo 75-78 cho em ạ. À, em lấy các chị bản này 135.000 mã 524. 135.000 nhá, lên mã cho em là 524 chị ơi. 135.000 mã là 524. Ôi con này đỉnh nhờ. Chị áo size to lên con này cho em đi. Size to chị lên bản này cho em đi chị ơi. Em đảm bảo mọi người nó rất là đẹp luôn này. Xinh nhờ. Con này size to quá đẹp luôn chị ơi. Màu nâu tây cho em nhá. Chị áo thích màu nâu tây mình lên con này đi này. Ờ, bản này cho em chị nào có vòng eo 78-82 cho em ạ. Trời ơi xịn quá. Trời, Eo 78-82 chị lên luôn con này cho em đi. Chị nào Eo 78-82 em xin chúc mừng chị lấy được con này vì nó rất đẹp, mới nữa nhá. 135.000 mã là 205. 135.000 cho em mã 205. 135.000 nhá, mã 205 cho em ạ. Rồi size nhỏ thôi. Chị nào thích mặc size nhỏ màu sáng này, size nhỏ màu sáng cho em lên con này đi. Trời ơi chất đẹp quá các bạn ơi. Form rất vừa phải luôn, chị nào size SM cho em này. SM cho em. Chị lên SM chị lên form này cho em đi, đảm bảo là không làm mọi người thất vọng đâu mọi người ơi. Con này xịn lắm. SM thôi nhá, lên form nó bay đẹp lắm.
size này cho em cặp bán chung đằng sau ạ. Eo cho em dưới 78, eo 73, 78 nhanh tay này, chắc cực kỳ đẹp luôn. Eo 73, 78 cho em nhá. 135.000, mã là 251. 135.000, mã 251, ré form nó vừa phải nữa. 135.000 nhá, cho em mã là 251 này. Rồi, size to cho em chị ơi. Size to cho em nhá. Xinh nhở, size to cho em này. Quá là đẹp luôn, size to cho em nhá. Chị nào cho em vòng eo hơn cho chị Giang Thảo. Size to cho em ạ, chị nào có vòng eo cho em dưới 87 đi ạ, eo 85, 87 cho em này. Eo 85, 87, cái chất của nó thì vô đối luôn các bà ơi. Eo 85, 87 nhá. 135.000 đi mã 66. Anh ơi. Rồi, bảo này cho em nhé, xanh nhỏ nhỏ này chị ơi, nhỏ nhỏ xinh xinh này. Nhỏ nhỏ xinh xinh ơi, chị nào thích mặc baggy ạ. Màu đẹp lắm, nhỏ nhỏ xinh xinh ơi, chị nào thích mặc baggy cho em nhá. Rồi, bảo này lên cho em này mọi người, đỉnh chưa. Size M thôi, đây tầm size M là ok này. Chị nào cho em có vòng eo 6872 đi chị lên con này. Eo 6872 dòng baggy cho em nhá, chất rất đẹp luôn, cao dưới 1m6 thì càng ổn ạ. Cao dưới 1m6 càng đẹp cho em. 135.000 mã 81. 135.000 nha em mã 81 này. Rồi em lên một ít hàng kẻ đi chị ơi. Hàng kẻ này chị nào người nhỏ nhỏ mặc rất đẹp luôn này. Xinh nhở. Baggy cho em nhá. Bản này của Uniqlo. Uniqlo này những cái dòng kẻ này thì nó lại không bao giờ bị nhăn. Dòng kẻ nó không bao giờ bị nhăn đâu các chị ơi. Mặc thoải mái cho em nhá. Bản này cho em các chị nào có vòng eo 7680 đi ạ. Eo 7680 và cao dưới 1m6 nhá. Cao dưới 1m6 cho em mặc thành quần baggy đẹp lắm. 135.000 mã là 956. 135.000 nhá cho em mã là 956 chị ơi. Rồi lên con này cũng đẹp cho em này, dáng dài. Dáng dài nhá chị. Có cả cúc dự phòng luôn này. Rồi xinh chưa. Dáng dài nhá, dáng dài cho chị nào cao dưới 1m6. Còn nếu mà chị nào cao trên 1m6 thì nó thành dáng ngố thôi. Eo cho em dưới 78 đi ạ. Eo 73, 78 nhanh tay này. Eo 73, 78 cho em nhá, chất rất đẹp luôn á. 135.000 đi mã là 922. 135.000 cho em mã 922 nhá. Rồi, size to này các bà ơi. Size to con này nam mọi người ạ. Con này là quần của nam, không phải quần nữ đâu. Nhìn đằng sau có cái túi gói cúc này. Bản này là quần Âu của nam nhá. Đảm bảo các anh nam mặc những con này lên là bao đẹp luôn này. Quần nam cho em nhá mọi người ơi. Chị, chồng chị nào có khoảng có vòng eo trong khoảng dưới 90 đi ạ. Vòng eo cho em dưới 90 cho em nhá. Vòng eo anh nam dưới 90 để đảm bảo mặc con này bao đẹp luôn. Vòng eo dưới 90 cho em. Em lấy mọi người 135.000, mã là 532. 135.000 mã cho em là 532 nhá. Mới bên màu sáng hay màu tối thì comment nha các bà ơi. Rồi, rất là nhiều con, hôm nay nhiều con màu trắng cực. Nhưng mà thấy mọi người hôm nay lại thích như con màu đen hơn hay sao ấy. Chuộng nhiều màu tối hơn hay sao ấy. Có hôm thì toàn khách hỏi màu trắng thôi mọi người ạ. Có hôm lại toàn khách hỏi màu tối. Rồi, bản này cho em chị nào có vòng eo dưới 92 đi ạ. Vòng eo dưới 92 các chị chốt thoải mái này mọi người ơi. Size to cho em giá baggy. Vòng eo dưới 92 nhanh tay nhá. 135.000 mã là 928. 135.000 mã 928 cho em này. Rồi lên con màu đen này dáng suông phong nhỏ nhỏ thôi. Con này size SM là đẹp. SM là đẹp cho em nhá. Rồi. Ui xịn lắm mọi người ơi. S cho em này. Xinh nhở. Mắc này size S đây. Lên form ống suông cho em. Chị thích vào ống suông thì lấy. Bản này cho em chị nào có vòng eo 6872 đi ạ. Eo 6872 nhá. Đây. Eo 6872 chị lên con này. Size nhỏ thôi. 135.000 đi mã 33. 135.000 lên mã 33 cho em nhá. 135.000 ạ. Rồi bản này của Vu này. Con này hàng của Vu cho em nhá mọi người. Vu mã này size L. Thế nào. Nó hơi bị sơn rồi. Con này là Uniqlo size S mọi người ơi. Uni size S cho em này. Form này là form baggy cho em nhá. Uni size S cho em này, form baggy cho em ạ. Chị nào có vòng eo cho em vòng eo dưới 80 đi, eo 75-80 cho em này. Mang cái size S nhưng form khá là to ấy. Mang cái size S nhưng form cũng khá là to. Chị lấy cho em vòng eo 75-80 nhá. 135.000 đi ạ, mã 520. 135.000 mã 520 cho em này. 135.000. Rồi những con này mặc form trẻ đẹp này. Em đang gấp nó hơi bị nhăn. Mọi người về treo lên cho em nhá. Hàng của Vu size XL ạ. Vu size XL cho em này, chất rất đẹp luôn. Nó là chất lụa ấy, nên nó hơi nhăn một tí. Mọi người treo lên nhá, những quần này không nên gấp đâu. Mình treo lên cho em thì sẽ đẹp hơn. Bảo này cho em chị nào vòng eo 80-85 đi ạ. Eo 80-85 chất rất đẹp luôn các bà ơi. Hàng của Vu size XL. Eo 80-85 cho em này. 135.000 mã 921. 135.000 nhá, lên mua mã 921 đi chị ơi. Mã 921 135.000 này. Rồi con này chất đẹp chưa? Con này chất đẹp chưa? Chị mặc vào áo phông cũng đẹp, con này cho em.
Mặc cái áo phông cũng đẹp cho em nhá. Hàng xịn lắm luôn đấy các chị ơi. Nhận hàng về mọi người kiểm tra nhá. Mở ra kiểm tra rồi mới phải thanh toán mà. Rồi con này cho em rất xịn luôn này. LXL cho em ạ. 100% là cà chun LXL nhá. 5563 cân cho em ok. 5563 cân cho em này, rất đẹp luôn. 135.000 đi, mã là 525. 135.000 cho em, mã là 525 chị ơi. Rồi chị thích mặc màu sáng lên con này cho em. Thích mặc màu sáng chị lên bản này cho em, bao xịn luôn đấy chị ơi. Màu sáng chị lên con này cho em đi. Chắc nó xịn lắm các bạn ơi. Này. Ống loe đi ạ. Size to nhá. Ống loe size to nhá. Form này cho em chị nào có vòng eo 82. Chị Giang Thảo. 7882 nhá. Eo 7882 cho em nhá. Xuất sắc. 135. Eo 7882 nhanh tay này. Eo 7882 cho em. Chất đẹp chưa các bạn ơi. Lên dáng này. Eo 7882 nhá. 135.000 mã là 950. 135.000 mã là 950 cho em ạ. Rồi ôi những con chất lay like như này mà các bạn không lấy thì hơi phí luôn. Hơi phí luôn này. Rồi bàn này cho em này. Rồi size M quá đỉnh luôn chị ơi. Không lấy con này thì lấy con nào đây. Các chị size M thật sự mọi người để lỡ những con như này rất tiếc luôn này. Phong công sở cực kỳ đẹp luôn nhá. Không lấy con này thì lấy con nào đây. Lấy cho em lấy con này cho em eo 737. Xin lỗi eo 7377 đi. Eo 7377 các chị là ok nhất này. Eo 7377 rất xịn luôn. Eo 7377 cho em nhá. 135.000 nhá. Mã cho em là 44. 135.000 mã là 44 nhá chị ơi. Trời ơi con này siêu lên phong công sở đỉnh của chóp luôn này. Xinh nhở. Chị lấy những con như này cho em nhá mọi người ơi. Bản này quá là đẹp luôn. SM thôi. SM thôi cho em nhá. Form đẹp quá các bạn ơi. Form trẻ cho em ạ. Chéo thích form trẻ mình lên con như này này mọi người. Rồi bảo đây cho em chị nào có vòng eo dưới 72, eo 6872 nhanh tay nhá. Eo 6872 con này mà không lấy thì lấy con nào đây? Eo 6872 cho em ạ. 135.000 mã cho em là 920. 135.000 mã 920 cho em nhá. Rồi chị nào chưa săn được con nào 44 thì săn sang con này đi mọi người ơi. Nó cũng tương tự như con kia, chất của nó đẹp ngang ngửa nhau luôn. Chị nào mà vòng eo cho em đây, phải rất xinh luôn mọi người ơi. Nhìn cái đường ly liếc của nó đẹp nhờ. Cao dưới 1m6 càng đẹp nhá. Cao dưới 1m6 càng ổn hơn, mặc hình quần dài cho em. Eo cho em 6872 đi. Eo 6872 này bằng form con kia luôn. Eo 6872 nhá, rất đẹp mọi người. 135.000 đi mã 25. 135.000 lên mã 25 cho em này. 135.000 ạ, lên mã 25. Rồi ôi, con này không lấy thì lấy con nào đây các bà ơi? Bản này các bà không lấy thì lấy con nào đây? Form này cho em cực kỳ xịn luôn nhá. Mã này size L nhưng form này nó nhỏ lắm các chị ạ. Con này nó nhỏ lắm, xanh mờ thôi. Này, màu đẹp nhờ. Lên sáng quá là đỉnh luôn. Suông và nó không hề bị nhăn một tí nào đâu ạ. Bản này cho em nhá. Chị nào vòng eo 70-75. Eo 70-75 lấy luôn này. Eo 70-75 chị lên luôn con này cho em. Chất rất đẹp luôn. Eo 70-75 nhanh tay nhá. 135.000 cho em mã 10. 135.000 lên mã 10 đi chị ơi. 135.000 thôi. Lên mã 10 cho em nhá. Đây em có màu đen đi. Màu đen xanh nhỏ này. Mọi người muốn mua size to hay size nhỏ comment cho em nhé. Muốn mua size to hay size nhỏ comment cho em này. Toàn những con nhìn đỉnh lắm các bạn ơi. Này, chị mặc baggy mà lấy những con như này quá sướng luôn ấy. Size S thôi, dưới 50 cân. Dưới 50 cân nhá. Và có vòng eo cho em dưới 70 ạ. Dưới 50 cân và có vòng eo dưới 70. Đảm bảo mọi người mặc bao đẹp con này luôn. Xịn lắm. 135.000, mã là 358. 135.000 nhá, lên mã cho em là 358 đi chị ơi. Mã 358, 135.000. Rồi, con này cho em vòng eo 7378 đi ạ. Chất rất đẹp luôn này. Eo 7378 dòng baggy nhá. Trời ơi, size M không lấy con này lấy con nào đây. Eo 7378 dòng baggy cho em này. Chất xịn lắm, eo 7378. 135.000 đi, mã là 731. 135.000 lên mã 731 cho em nhá. Rồi các chị ơi, muốn em lên size to hay size nhỏ comment lên cho em nào. Muốn em lên size to hay size nhỏ mình comment lên cho em nào chị ơi. Màu gì nữa nhá. Màu gì nữa cho em nhá mọi người ơi. Có tây đen à? Ủi nhiêu tây đen luôn chứ. Tây đen nó gọi là vô đối luôn các bà ơi. Chỉ muốn mua cái size gì thôi. Quan trọng là chỉ muốn mua size gì thôi. Chứ quần công sở thì chủ yếu là màu đen mà. Màu đen là nhiều này. Như những con này cho em này, đảm bảo mọi người size lớn mặc lên rất đẹp luôn. Ống của nó suông và nó không bao giờ bị nhăn đâu các chị ơi. Rồi bản này cho em nhá mọi người ơi. Eo dưới 85 đi ạ. Eo 82-85. Eo 82-85 này đảm bảo mọi người mặc rất đẹp luôn nhá. Eo 82-85 135.000 mã là 951. 135.000 lên đây mã 951 đi chị ơi. Rồi chị nào thích quần kẻ em tặng cho con này đỉnh của chóp luôn các bà ơi. Hàng này là của Gu nhá, Gu size M này. Em tưởng Uniqlo nhưng nó là của Gu. Gu size M cho em. Bảo này mặc lên đỉnh lắm các bà ơi, Gu nó hay làm kẻ lắm. Gu nó rất hay làm dòng kẻ cho em này. Vòng eo cho em lắm cho chị.
358 chị Đoàn Loan. À, eo cho em chị nào 70-75 đi ạ. Eo 70-75 size M, chuẩn M luôn này. Eo 70-75 của Gu cho em nhá, chất đẹp lắm. Eo 70-75 chị nhanh tay cho em. 135.000 đi, mã là 894. 135.000 lên em mua mã 894 đi chị ơi. Rồi, chị nào thích mặc quần trắng suông không? Quần trắng suông này mặc với sơ mi màu đen thì gọi là đỉnh của chóp luôn này các bà ơi. Chất rất là đẹp luôn nhá mọi người ơi. Xin nhấn mạnh là chất của nó rất là đẹp luôn ấy. Xem mọi người có vừa sai hay không thôi, chứ còn chất của nó thì quá là ok luôn. Không bao giờ mọi người phải lo lắng về chất của quần công sở Hàn đâu các bà. Sợ mọi người không vừa sai thôi. Eo cho em dưới 90, eo 85-90 nhá. Eo 85-90 chất vô cùng đẹp. Eo 85-90 cho em ạ. 135.000 đi mã 912. 135.000 này lên mã là 912 cho em này. Rồi con này nhỏ nhỏ xinh xinh, tầm size M là ok. M cho em là ok nhá, hàng của U. Rồi đẹp quá các bà ơi, lên form cho em xinh nhở. Chèo lít thích form điệu đẹp đấy con này nhá. Cao dưới 1m6 càng ok cho em. Cao dưới 1m6 các chị càng đẹp cho em nhá. Bản này cho em chị nào có vòng eo dưới 80 đi ạ. Eo 76-80 cho em nhanh tay này. Chất đẹp lắm. Eo 76-80 theo dõi cho em chị ơi, không còn đủ. Eo 76-80 cho em nhá. 135.000 mã 64. 135.000 mã 64 nhá các bà ơi. Trời ơi, chèo lít màu tím size to. Mọi lấy con này cho em đi. Đảm bảo là không bao giờ làm mọi người thất vọng đâu. Eo 85-90 đi chị ơi. Eo 85-90 chị nào eo vừa con này thì lấy luôn. Thật sự nó quá đẹp luôn. Eo 85-90 cho em nhá. 135.000 ạ. À. Lên cho em mã là con này 120 đi, size to lấy 120 đi. Mã là 897 này. Mã 897 120, chất nó đẹp lắm chị ạ. Rồi ôi, công sở không lấy con này thì lấy con nào đây? Công sở mà không lấy con này thật sự là quá là tiếc rồi các chị này. Eo cho em 73-78 cho em nhá, size M đẹp này. Eo 73-78 chất của nó kiểu nó nhu nhu óng ánh, xong bên ngoài nó phủ một cái lớp bóng bóng nhìn xịn lắm các bạn. Kiểu nhìn nó xịn luôn ấy. Nhìn là biết hàng nước ngoài rồi này. Eo 73-78 các chị nhanh tay cho em, chất đẹp nhờ. Màu kiểu cũng đẹp luôn. Eo 73-78 ạ. 135.000 nhá, mã là 211. 135.000 ạ, lên mua mã 211 đi chị ơi. Rồi, đây màu quần đen tây đây, chị lên những con như này. Đen tây chị lên những con như này gọi là đỉnh luôn đấy mọi người ơi. Đẹp nhờ. Lên dáng xuống nhẹ nhá, xuống nhẹ nó hơi ngả về baggy một tí. Nó hơi ngả về baggy một tí cho em nhá. Form này rất đẹp luôn, cặp bán chun ạ. Vòng eo cho em chị nào có vòng eo dưới 775, eo 70-75 này, nhanh tay. Eo 70-75 nhá, chất đẹp lắm. Eo 70-75 cho em nhá. 135.000 đi, mã là 974. 135.000 chị lên em mã 974 chị ơi. 135.000 này. Trời ơi, con này cho em dáng nó suông banh chị, cực kỳ đẹp. Đây. Xịn luôn đấy các bạn. Đẹp nhờ, lên form cho em. Công sở mà mặc những con như này thì gọi là quá đỉnh luôn, còn gì nữa các bà ơi. Chất của nó đẹp lắm, chất của nó là chất sợi ấy. Rồi, vòng eo cho em chị nào cho em con này 6872 nhá. Eo 6872 lấy luôn này, size M quá đẹp. Eo 6872 cho em, đảm bảo các chị mặc con này lên đi làm là ai cũng hỏi mua quần ở đâu luôn này. 135.000 thôi, mã là 997. 135.000 mã 997 cho em nhá. 135.000 ạ, à, lên mã cho em là 997 chị ơi. 135.000 nhá. Rồi đây, ui ví dụ như con này này, con này hàng của Zara luôn này các bà ơi. Chị nào thích hàng hiệu không? Thích hàng hiệu mình lấy con này cho em này, mặc với áo phông rất đẹp. 97 cho chị Giang Trần. Size này cho em 45-53 cân. 45-53 cân nhá, S và M nhỏ thôi ạ. À. 45-53 cân Zara xịn này các bà ơi. Zara xịn luôn ấy, 45-53 cân nhá mọi người. Mặc con này mặc với áo phông có thứ cho em ở nhà cực kỳ đẹp luôn. 45-53 cân. 45-53 cân lấy luôn. 135.000 đi, mã là 846. 135.000 mã là 846 cho em này. Trời ơi các bà ơi, cái màu xanh min này sao nó xinh thế. Cái màu xanh min này mà các chị không lấy là em rất tiếc nó các chị luôn này. Bản này nó có cả cúc dự phòng quá xịn. Rồi eo cho em 7882 nhá, size to to một tí này. Eo 7882 nhanh tay cho em. Trời ơi con này nó lên dáng cực kỳ chuẩn luôn các bà ơi. Eo 7882 các chị nhanh tay cho em nhá. Tầm size L là quá ok luôn này. Eo 7882 này, con này thật sự khuyên thật lòng các chị size L là nên lấy mọi người ạ. Nên lấy luôn. 135.000 mã là 39. 135.000 lên mã là 39 cho em nhá. 135.000 ạ, lên mã là 39 cho em này. Rồi màu rêu đi chị ơi. Màu rêu cho em nhá. Bản này mắt này size M hàng của Gu. Size M nhưng mà form của nó khá là to ấy mọi người. Eo cho em 80-85 đi ạ. Eo 80-85 nhá, size to lắm. Eo size M nhưng mà nó form rộng ấy. Eo 80-85 mình lên con này nhá mọi người ơi. Dáng baggy có bo chun ở gấu ạ. Lấy các chị 120 con này thôi. Mã là 472, con này 120 thôi này. Mã là 472 cho em nhá. Rồi ôi, bà nào mà thích màu đỏ đô lên con này cho em mọi người ơi. Bà nào thích màu đỏ đô lên con này cho em thì đảm bảo là đỉnh lắm luôn này. Eo 75-78 lấy luôn nhá. Eo 75-78 lấy luôn cho em này, màu đỏ đô cho em ạ. Chất rất đẹp luôn, đậm chất công sở. Eo 75-78 135.000 cho em, mã là 68.
135.000 này, lên 368. Rồi em có một con màu xanh da trời. Chẹo thích màu xanh da trời không? Em tặng cho con này đẹp này. Màu xanh da trời hàng của HM mọi người. Đây là của HM cho em nhá. Size to ạ. Chị nào cho em có vòng eo dưới 85 đi chị ơi. Vòng eo 80-85 lấy luôn HM cho em này. Eo 80-85 ạ. Lấy 135.000. Lên mã cho em là 907. 907 nhá, 135.000. Mã 907 cho em này. Rồi em có một con quần váy ngắn à. Để xem nó là váy hay là quần nào. Bản này của Gu size M. Của Gu size M nhá, nó là quần mọi người ơi. Nó là quần kiểu quần váy ấy. Này, đến đầu gối thôi. Con này đến đầu gối em lấy 120 nhá, size M này, 50-55 cân, cực kỳ đẹp luôn. 50-55 cân nhá, chị áo thích dáng ngắn ngắn này, mặc thành nhiều chân váy luôn ấy. Hàng của Gu, 50-55 cân cho em nhá. 120, mã là 21. 120 lên mã 21 cho em này. 120.000 lên mã 21. Rồi, con này chất hơi bling một tí này. Hàng siêu xịn luôn mọi người ơi. Hàng thiết kế nó có cả cúc dự phòng luôn nhá. Bản này cho em size to đi ạ. Đây, lên form đẹp nhỉ. Đây, cái khuy. Cái khuy nhá các bà ơi. Chất rất đẹp luôn. Chất rất đẹp luôn cái khuy cho em ạ. Chị nào cho em có vòng eo dưới 82, eo 7882 chị lấy được bản này nhá. Eo 7882 này, dòng ống suông size to. Eo 7882 nhanh tay. 135.000 cho em, mã là 111 này. 135.000, mã là 111 cho em nhá. 135.000 thôi chị ơi. Mã cho em là 111 đi ạ. Rồi em có một con baby size to này. Em có một con baby size to cho em nhá. Rồi. Con này xịn lắm các bà ơi, Uniqlo có sẵn cung tự phòng luôn nhá. Bản này size to này, đây lên form nó sẽ như này. Nó là dòng baby cho em nhá. Chị nào cho em có vòng eo dưới 90, eo 85-90 cho em. Cực kỳ xịn con này luôn, chị áo size to lấy luôn này. Eo 85-90 cho em ạ. 135.000 đi, mã là 340. 135.000 này. Đây em mua mã là 340 nhá chị ơi. Đây để em xem con nào có con nào màu sáng này chị ơi. Chị ơi thích màu sáng lấy nhá. Thích màu sáng bản này nó không có giãn một tí nào cả đâu. Chị Đoàn Loan. Đây lên phòng nó sẽ như này. Size L cho em này. Chị ơi size L mình lấy được ạ. Vòng eo cho em các chị nào dưới 80 đi ạ. Eo 78-80 này. Eo 78-80 cho em nhá. Nhanh tay. 120 con này, mã là 975. 120, mã 975 120 nhá chị ơi. Mã là 975 cho em. Trời ơi, chị áo thích màu xanh, không thể bỏ lỡ con này được đâu, xinh lắm. Màu xanh con này nó gọi là quá đỉnh luôn các bà ơi. Eo cho em nhá mọi người, đẹp nhờ. Eo cho em dưới 80 nhá mọi người, eo 7680 nhanh tay này. Eo 7680 chị nhanh tay lên con này quá đẹp luôn. Eo 7680 cho em nhá. 135.000 cho em ạ, mã là 971. 135.000 mã là 971 cho em này. Rồi ôi, con này màu xanh min các bà ơi, đỉnh của chóp luôn này. Đỉnh của chóp luôn, con này quá là đẹp luôn các bà ơi, nó lên form như này. Lên form như này cho em nhá. Đảm bảo là các chị mặc con này lên là quá đỉnh luôn ấy. Eo cho em 70-75 size M đẹp này. Eo 70-75 màu xanh min cho em. Trời ơi, bản này nó lung linh quá. Eo 70-75 cho em ạ. Em lên các chị lên cho em bản này 135.000 mã là 500. 135.000 nhá, lên mã cho em là 500, rất đẹp luôn. 135.000 lên mã là 500 cho em này. Rồi con này cho em nó là hàng của cái gì đây? Uniqlo size XL các bà ơi. Uniqlo size XL cho em nhá. Chị nào cho em đây này, cực kỳ đẹp luôn các bà ơi. Cực kỳ đẹp luôn, nó là size to, chắc con này xịn lắm. Uniqlo size XL, chị nào có vòng eo dưới 90 đi ạ. Eo 85-90 quá là ok luôn này. Size XL cho em nhá, eo 85-90. 135.000 lên mã cho em là 961. Mã 961 nhá, 135.000 đi ạ. 961 rồi, con này các chị không lấy thì đúng là không có con nào có thể lấy được luôn. Con này mà các chị không bỏ lỡ thì không còn con nào các chị có thể lấy được luôn ấy. Quá đẹp luôn này mọi người ơi. Nó quá đẹp luôn, chất liệu của nó là chất lycra, chất sợi cho em nhá. Màu cũng xinh luôn này. Mọi người để lỡ con này thật sự rất tiếc cho mọi người đấy ạ. Size nhỏ thôi chị ơi, vòng eo cho em dưới 80 là mọi người mặc được. Eo 75-80 size ML cho em này. Eo 75-80 cho em rất đẹp luôn các chị ơi. Con này xịn lắm. Eo 75-80 cho em nhá. 135.000 đi ạ, mã 67. 135.000 mã 67, con đấy cặp chun có dán tốt các chị, eo 73 cũng có thể mặc được rồi đấy. Dưới 80 là được nhá. Rồi, bản này cho em này. Màu sáng đi chị ơi, cao trên 1m6 mặc lấy nhá. Cao trên 1m6 mặc con này quá là đỉnh luôn, màu be, không phải màu sáng, à không phải màu trắng đâu, nó là màu be nhá. Màu sữa màu be cho em. Chị nào có vòng eo cho em 6872 lấy luôn. Eo 6872 lên luôn con này chị ơi. Chất đẹp nhờ. Nó có cái đường gấp ly này. Eo 6872 chị lên luôn nhá. 135.000 mã 949. 135.000 lên mã 949 đi ạ. Rồi thích màu tím làm sao mà để lỡ con này được các chị ơi. Thích màu tím xanh nhỏ, hàng của Uniqlo cho em ạ. Eo cho em 6670. Eo dưới 70 thôi chị nhá. Eo dưới 70 thôi chị lên con này cho em đi, ống loe này. Eo dưới 70 thôi ạ.
135.000, mã cho em là 915. 135.000 nhá, lên mã 915 đi các chị ơi. 135.000 ạ, lên mã 915 này. Rồi, con này quá đẹp luôn này các chị ơi. Cặp chun cho em nhá. Trời ơi, con này đỉnh quá các bà ơi. Con này cặp chun cho em ạ, 50-55 cân các chị, mặc gọi là bao phê con này luôn. 50-55 cân cho em này mọi người ơi. Bản này rất rất xịn. 135.000 mã 539. 135.000 này, lên mã cho em là 539 nhá, 135.000 thôi. Lên mã là 539 mọi người ơi, em sắp hết hàng rồi, chị nào muốn chốt thì nhanh tay nhá, không còn hàng nữa. Rồi bản này cho em này, xịn chưa? Siêu siêu xịn luôn các bà ơi. Màu cũng đẹp luôn đấy. Size M cho em xinh nhá. M cho em đẹp ạ. Bản này cho em chị nào có vòng eo cho em dưới 78, eo 75 78 cho em, không đẹp không lấy tiền các chị này. Eo 75 78 cho em, chất của nó đỉnh lắm các bà ạ. 135.000 đi, mã là 963. 135.000 nhá, lên em mã là 963 đi ạ. Rồi, em có con này có chị mặc ở nhà được này, mặc ở nhà mặc đi chơi ok, hàng của gu cho em nhá. Con này dưới 50 cân các chị lấy được. Dưới 50 cân nhá, chất rất đẹp luôn, mặc về áo phông ở nhà đảm bảo bao xinh cho các chị này. Dưới 50 cân thôi các bà ơi. Em lấy các chị bản này 120 đi, mã 502. 120 nhá, lên mã cho em là 502 này. Rồi, có con này nữa này. Có này nữa này các bà ơi. Chất chị đẹp. 63 chốt chị Nguyễn Ngân. Đẹp đỉnh luôn các bà ơi. Xinh nhở. Bản này cho em nhá, chị nào có vòng eo 75-78 nhanh tay. Eo 75-78 nhanh tay cho em này. Chất cực kỳ đẹp luôn á. 135.000 mã 14. 135.000 lên mã là 14 cho em nhá. Size nhỏ đi, có chị áo size nhỏ mà thích hai cúc không? Thích dòng hai cúc mình lên con này đi chị. 52 chốt chị Nguyễn Cao. Ừ. Xinh lắm này. Con đấy 120 đấy nhá. Rồi size nhỏ này. Size nhỏ này các bà ơi. Size nhỏ cho em dáng Becky nhá. Chị áo thích Becky mình lên phong này đi. Bản này cho em chị nào có vòng eo dưới 78 đi ạ. Eo 70-78 ok nhá. Eo 70-78 ok, đằng sau nó là cặp chun có giãn. Lấy các chị bản này 135.000 mã 316. 135.000 mã 316 cho em này. Rồi ôi, con này thì ngang với cả hàng mọi người đi đặt may riêng luôn đấy các bà ơi. Ngang ngửa với cả hàng các chị đi đặt may riêng này. Lên form cho em. Đỉnh nhờ. Lên form con này đẹp quá các chị ơi. Màu đen trơn đây, chị nào hỏi quần âu tay đen trơn thì mình lấy những con như này này. Rồi eo cho em 75-78 nhá. Eo 75-78 cho em cực kỳ đỉnh con này luôn. Eo 75-78 ngang với hàng thiết kế đặt may luôn ấy. 135.000 cho em mã 990. 135.000 nhá. Lên mã cho em là 990 đi chị ơi, 135.000 thôi. Lên mã là 990 cho em này. Đây chất này cũng rất đẹp. Chất kiểu chất lion, chất sợi ấy. Đây lên form. Ống rộng cho em nhá, chị thích mặc ống rộng mình lên con này. Thích mặc ống rộng lên con này cho em này. Đây, form của nó sẽ là như này nhá các chị, cao trên 1m6 hăng lấy. Khuyên thật lòng luôn, cao trên 1m6 hăng lấy cho em. Bản này cho em chị nào eo 75-78 đi ạ. Eo 75-78 lấy luôn, thật sự nó rất đẹp luôn, như cao trên 1m6 hăng lấy nhá. Rồi, em lấy con này 135.000 mã 524. 135.000 mã 524. Rồi mọi người ơi, em xuống like nhá. Ôi. Xuống like thì còn chuẩn bị hàng ca sau, hẹn mọi người tầm 12:30 nhá các chị ơi. 12:30 nhá. Cảm ơn mọi người đã xem like.